Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 751, Tà Liên mọc trong thánh trì. Tống Thư Hàng phát hiện bản thân đang ở thế giới cửu u, những tà ma gần đấy cũng không có ý định tấn công hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có mấy tà ma cấp thấp cung kính hành lễ với hắn. Rõ ràng thân phận của Tống Thư Hàng lúc này là đồng loại với những tà ma kia. Nói cách khác, thân phận của hắn trong lần nhập mộng này là một tà ma của cửu u sao? Gần đây mình có liên quan gì đến tà ma của cửu u nhỉ? Tống Thư Hàng suy tư. Kỹ năng nhập mộng của hắn nói đến là đến, thuộc kỹ năng bị động, không thể chủ động khống chế được. Nhưng có một điểm có thể xác định là nếu muốn nhập mộng, thì ít nhất Tống Thư Hàng và đối tượng nhập mộng phải có liên hệ gì đó với nhau, cho dù là đàn chủ hay Lý Thiên Tố đạo trưởng hoặc là Sở Sở đều từng có liên quan với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại gần đây bản thân có liên quan tới nhân vật nào trong đám tà ma của thế giới cửu u không? Đầu tiên, có lẽ là con long động chủ đã bị luyện chế thành long ma dược tề, đây cũng là tà ma có khả năng tạo thành quan hệ nhập mộng với Tống Thư Hàng nhất. Sau đó là tà ma rắn bốn đầu chẳng hiểu sao lại chết kia, con tà ma rắn bốn đầu này chết khá là thảm, rất có thể lúc gần chết đã để lại oán linh, lời nguyền gì đó lên người Tống Thư Hàng. Còn có đám tà ma đã tấn công sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả cùng với tà ma rắn bốn đầu, kết quả là cả quân đoàn tà ma đều bị tiêu diệt. Nhưng mối quan hệ giữa những tà ma kia và Bạch Thư Hàng không sâu sắc đến vậy, có lẽ đối tượng nhập mộng không phải là chúng. Còn có một khả năng cuối cùng đó là hắn nhập mộng lên người Bạch Tiền Bối Thu, bởi vì Bạch Tiền Bối Thu từng nói, hắn cũng là một thành viên của thế giới cửu u. Nhưng với sự cường đại quỷ dị của Bạch Tiền Bối Thu, Tống Thư Hàng muốn nhập mộng lên người hắn gần như là điều không thể. Trừ khi Bạch Tiền Bối Thu cho phép thì Tống Thư Hàng mới có thể nhập mộng lên người hắn. Vậy hiện tại mình, nhập mộng, vào long động chủ hay là con tà ma rắn bốn đầu kia nhỉ? Trong lúc suy tư, bản thân trong khi nhập mộng men theo một địa đạo dài ơi là dài, tiến vào sâu trong lòng đất của thế giới cửu u. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác được trên vai, mình, hình như đang vác thứ gì đó. Sau khi tiến vào địa đạo, Tống Thư Hàng nhìn thấy rất nhiều tà ma của thế giới cửu u sóng vai đi cùng hắn. Trên đường đi, tất cả tà ma đều không mở miệng nói chuyện mà giữ im lặng không lên tiếng. Trên vai chúng đều vác theo thi thể người. Từ cách ăn mặc của những thi thể này có thể thấy được, tất cả bọn họ là đệ tử của Nho gia. Trong lòng Tống Thư Hàng giật nảy lên một cái. Sau khi đám tà ma tiến vào sâu trong lòng đất của thế giới cửu u, càng ngày càng có nhiều tà ma hợp thành đội ngũ. Nhưng tà ma mới xuất hiện này tập trung lại từ các địa đạo khác nhau. Số lượng tà ma ngày càng đông, đội ngũ tà ma xếp thành ba hàng chậm rãi đi về phía trước. Chỉ trong phạm vi tầm mắt của Tống Thư Hàng thôi đã trông thấy có ít nhất 300 tà ma cửu u trở lên, hơn nữa, không biết đằng sau hắn còn có bao nhiêu tà ma nữa. Những tà ma cửu u này, bao gồm chính mình đang nhập mộng, toàn bộ đều vác theo thi thể của đệ tử Nho gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhiều đệ tử Nho gia bị giết hại như vậy, đây là chuyện xảy ra từ bao giờ thế này? Đội ngũ của đám tà ma tiến vào từng hàng đâu ra đấy? Trên đường càng lúc càng nhiều tà ma cửu u hợp vào đội ngũ. Cứ như vậy, đi đi vào vào chừng 10 phút sau, Tống Thư Hàng trong lúc nhập mộng cuối cùng cũng tới điểm đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó, một gốc cây to lớn màu đen lọt vào tầm mắt của hắn. Khoan khoan, đợi tí đã. Tầm mắt hắn từ từ di chuyển, Tống Thư Hàng nhìn thấy toàn bộ cây đại thụ này, đây không phải cây mà là một gốc tà liên khổng lồ màu đen. Thân cây và hoa sen cộng lại cao tới 20 mét. Trong thế giới cửu u ô uế và tà ác, gốc tà liên đen này rất bắt mắt. Năng lượng ô uế của thế giới cửu u so với cây tà liên đen này giống như cách biệt giữa đen nhạt và đen đậm vậy. Quả đúng là tồn tại còn hắc ám hơn cả hắc ám. Mà lúc này, đám tà ma cửu u trước mặt lần lượt đi lên, chúng vứt thi thể của đệ tử Nho gia trên vai mình vào hồ nước dưới gốc tà liên đen kia. Ném thi thể xong, chúng di chuyển tới khoảng đất trống cực lớn bên cạnh rồi đợi ở đó. Trong cả quá trình đám tà ma cửu u đều duy trì sự yên tĩnh. Ngoài trừ tiếng bước chân, tiếng hít thở ra thì chỉ có tiếng ném thi thể vào hồ nước. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng đến lượt Tống Thư Hàng đang trong trạng thái nhập mộng. Hắn cũng tiến lên một bước, ném thi thể của đệ tử Nho gia trên lưng mình vào hồ nước dưới gốc tà liên. Đồng thời, hắn hướng tầm mắt vào hồ nước chất đầy thi thể của đệ tử Nho gia kia. Vừa nhìn qua, Tống Thư Hàng không dám tin vào mắt.
chỉ thấy trong ao nước lại chất đầy hạo nhiên chính khí của Nho gia, ánh sáng tịnh hóa của Phật tông. Trong hồ nước phiếm lên tia sáng thanh khiết, nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Hồ nước này được gọi là thánh chỉ quả không sai. Trong hồ nước lớn có vô số thi thể của đệ tử Nho gia chồng chất lên nhau, chìm dưới mặt nước. Bất kể nam hay nữ đều mang vẻ mặt bình tĩnh chìm dưới đáy, tựa như đang say ngủ. Ngoài đệ tử Nho gia, Tống Thư Hằng còn nhìn thấy thi thể đệ tử để đầu chọc của Phật Tông. Thậm chí sâu dưới đáy giường như còn có thi thể hình người mọc cánh, còn có cả thi thể trắng toát của những loài thú không biết tên. Bất kể là đệ tử Nho gia, đệ tử Phật Tông hoặc những loài thú bên dưới, trên thi thể đều ngập tràn sự tinh khiết, ánh sáng rực rỡ, khí tức hạo nhiên chính khí. Mà tất cả thân ảnh dưới hồ đều có gương mặt bình tĩnh, tựa hồ chỉ đang say giấc. Thậm chí trên gương mặt của một số thi thể còn phảng phất nụ cười thản nhiên. Tống Thư Hằng cảm thấy da đầu tê dần. Đây là nơi nào? Xem ra, tà ma ở thế giới cửu u thu thập thi thể của Nho gia, Phật Tông, thậm chí thiên sứ phương Tây, thánh thú các thứ là để nuôi dưỡng gốc tà liên đen khổng lồ này sao? Nhất định phải nghĩ cách nói cho mấy người bạch tiền bối biết tin tức này để bọn họ cẩn thận dè chừng mới được. Tà ma của thế giới cửu u nuôi dưỡng cây tà liên kia tuyệt đối chẳng phải vì hòa bình thế giới gì đâu. Đồng thời, Tống Thư Hằng thầm thu lại ý niệm của mình. Có trời mới biết liệu gốc tà liên này có khủng bố như Xích Tiêu Tử đạo trưởng hay không, ngộ nhỡ gốc tà liên này cũng có thể, nhìn thẳng vào hắn lúc nhập mộng, thì sao? Không thể không đề phòng. Lúc này, sau khi Tống Thư Hằng ném thi thể xong liền theo đội ngũ đi sang phía bên cạnh, hướng về khoảng đất trống mà đám tà yêu đang tụ tập lại đằng kia. Đúng lúc này, khi Tống Thư Hằng quay đầu rời đi, hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong thánh trì. Đó là thân ảnh của một thiếu nữ mặc bộ giáp da trắng tinh. Bạch Hạc Chân Quân, là Bạch Hạc Chân Quân trong trạng thái nữ, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay đan chéo đặt trên bụng, đôi cánh trắng muốt sau lưng bị bẻ gãy chỉ còn sót lại cái cánh rách bươm. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong thánh trì, nội tâm Tống Thư Hằng chợt rúng động dữ dội. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu ra, đây không phải Bạch Hạc Chân Quân mà là tộc nhân của Bạch Hạc Chân Quân đã bị tà ma cửu u giết chết trong quá khứ. Thi thể được mang đến chỗ gốc tà liên này, trở thành chất dinh dưỡng nuôi nó. Sau đó, Tống Thư Hằng vội vàng thu liễm tâm thần lần nữa. Hy vọng tâm tình dao động của mình không bị tà liên phát hiện. Tống Thư Hằng nghĩ thầm. Nhưng lúc này, gốc tà liên khổng lồ kia bỗng chấn động dữ dội. Kéo theo cả khoảng không gian dưới lòng đất rung chuyển. Không xong rồi, vừa nãy tâm tình dao động của mình bị tà liên hoặc đám tà ma cửu u núp sau tà liên phát giác ra rồi sao? Đúng lúc này, Tống Thư Hằng và đám tà ma cửu u xung quanh hưng phấn giống lên một tiếng, bọn chúng vây quanh hồ nước, mừng rỡ giống lên. Tà ma đang đợi ở khoảng đất trống phía xa cũng hưng phấn gào to. Tống Thư Hằng cách hồ nước gần nhất, đứng ở mép hồ. Nhưng đám tà ma cửu u không dám đứng quá gần hồ nước. Đối với tà ma cửu u mà nói, hồ nước thanh khiết này giống như mặt trời, đứng quá gần sẽ bị hòa tan. Tà liên vẫn tiếp tục rung chuyển. Một lát sau, vô số điểm sáng đen rơi xuống từ trên gốc tà liên khổng lồ đó. Tất cả tà ma hưng phấn giơ tay đón lấy những điểm sáng đen kia, dường như chúng là phần thưởng tà liên ban tặng thì phải. Trong cả quá trình, đám tà ma cửu u không hề hỗn loạn, tuy hưng phấn nhưng không tranh đoạt lẫn nhau mà chỉ vươn tay chờ đợi điểm sáng đen rơi xuống. Vì cây tà liên dựa theo công trạng mà ban thưởng, nếu dám tranh đoạt thì chỉ có con đường chết. Kể cả muốn cướp đoạt phần thưởng của tà liên đi chăng nữa cũng phải đợi đến khi rời khỏi chỗ này đã rồi nói. Điểm sáng đen rơi xuống. Tống Thư Hằng trong trạng thái nhập mộng giơ móng vuốt đón lấy phần thưởng, hắn chỉ nhận được một điểm sáng. Tới tận bấy giờ, Tống Thư Hằng mới nhìn thấy móng vuốt của mình. Đây là một cái vuốt rồng, xem ra, đối tượng nhập mộng lần này đúng là con long ma long động chủ rồi. Đồng thời, Tống Thư Hằng cũng thấy rõ điểm đen trong tay. Đó là một hạt sen, trông giống thạch anh đen, phía trên hạt sen còn lộ ra ma văn màu vàng vô cùng phức tạp. Hạt sen tỏa ra một loại mê hoặc khiến người khác không kềm được muốn nuốt nó vào bụng. Rõ ràng đây là hạt của gốc tà liên kia, nhưng không ngờ gốc sen to lớn như vậy, nhưng hạt sen lại chỉ có kích cỡ như một hạt sen bình thường. Lại là hạt sen. Mấy ngày nay toàn tiếp xúc với các loại hoa sen và hạt sen. Gần đây mình có duyên với sen, à. Người khác có, số đào hoa, mà mình lại có, số hoa sen, sao? Tống Thư Hằng tự giễu nói. Trong lúc suy tư, Long Động chủ kích động nâng hạt sen đen lên rồi giơ móng vuốt ra ném thẳng vào trong miệng.
nhưng Long Động Chủ không dùng miệng nuốt hạt sen. Sau khi hạt sen tiến vào trong miệng, thì hiện lên hư ảnh của một con sâu, nuốt trọn hạt sen màu đen đó vào bụng. Ngay sau đó, có một loại cảm ngộ kỳ diệu dâng lên trong lòng Tống Thư Hàng. Cảm giác này hình như là đang ban tặng cho Long Động Chủ năng lực hoặc là một bí pháp nào đó thì phải. Chương 752, tà thuật, răng tốt, khẩu vị tốt. Phải nói năng lực nhập mộng của Tống Thư Hàng có hiệu quả rất tốt. Lúc hắn đi vào giấc mộng của đối tượng nhập mộng, hắn có thể thể nghiệm tất cả mọi chuyện mà đối tượng nhập mộng đã trải qua. Lần trước, hắn đã làm búp hành mấy trăm năm, thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, thể nghiệm sâu sắc quá trình sinh tồn của một cây hành lá. Bây giờ, sau khi đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, hắn có thể thể nghiệm mọi chuyện mà Long Động Chủ đã trải qua, trong đó có cả cảm ngộ truyền thừa mà nó đã tiếp thu. Cũng tương tự như hạt sen quân tử kim liên ban cho người dùng một loại dị năng, hạt sen tà liên cũng có thể ban cho đám tà ma thế giới cửu u một loại tà thuật. Một lát sau, Long Động Chủ đã tiếp thu xong tà thuật do hạt sen tà liên ban tặng. Vừa mới tiếp thu xong, Long Động Chủ đã nắm giữ được phương thức vận dụng của tà thuật. Loại tà thuật nó lấy được là tà thuật hấp thu bắn ngược. Đây là một tà thuật nghe đâu rất lợi hại, nó có thể hấp thu tất cả pháp thuật công kích Long Động Chủ, cũng có thể bắn ngược chúng trở về. Có vẻ ghê gớm quá nhỉ. Chỉ có điều cách hấp thu pháp thuật của tà thuật này có chút hạn chế. Nó yêu cầu Long Động Chủ nuốt pháp thuật vào, sau đó lại phun ra từ trong miệng, trả ngược lại cho kẻ địch. Ví dụ như có một người đi đường giáp thi triển hỏa cầu thuật tấn công Long Động Chủ, Long Động Chủ chỉ cần vận dụng tà thuật, há miệng nuốt lấy hỏa cầu thuật, sau đó lại há miệng phun ra, dùng chính hỏa cầu thuật đó đánh trả người đi đường giáp. Như vậy, nếu chủ nhân của tà thuật có cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, may mà miệng của Long Động Chủ khá lớn. Trừ hạn chế về kích cỡ miệng, tà thuật này còn bị giới hạn về loại pháp thuật. Nếu là pháp thuật thuần linh lực giống như các loại công kích bằng hỏa cầu, gió lốc, thủy tiễn, lôi điện, chỉ cần Long Động Chủ ăn nổi, ăn bao nhiêu phun ra lại bấy nhiêu. Nhưng nếu pháp thuật của đối phương thuộc loại công kích gián tiếp như triệu hoán thiên thạch chẳng hạn, thì tà thuật của Long Động Chủ lập tức trở nên vô dụng, bởi vì Long Động Chủ đâu thể nào nuốt nổi một khối thiên thạch khổng lồ như thế cơ chứ. Nhìn qua thì tà thuật này rất mạnh, nhưng bởi vì có hai hạn chế kể trên cho nên khá là gân gà. Tống Thư Hàng cảm thấy tà thuật này nên đổi tên thành răng tốt, miệng tốt thì hợp hơn. Răng miệng không tốt thì khó mà dùng tà thuật này lắm. Tống Thư Hàng yên lặng dành 2 giây để mặc niệm cho Long Động Chủ. Ngoài ra, khá đáng tiếc là tà thuật khác với công pháp, tà thuật cũng tương tự như dị năng do hạt sen quân tử kim liên ban cho vậy. Cứ cho là Tống Thư Hàng thông qua việc đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, hiểu được nguyên lý và một ít cảm ngộ truyền thừa về tà thuật răng tốt, miệng tốt này đi. Nhưng không có hạt sen tà liên giúp đỡ, sau khi tỉnh mộng thì hắn cũng không cách nào thi triển tà thuật răng tốt, miệng tốt này được. Có thể nói, hạt sen tà liên chính là công cụ để thi triển tà thuật. Sau khi ăn hạt sen tà liên, răng miệng của Long Động Chủ được cường hóa đến một trình độ nào đó, có thể trực tiếp nuốt pháp thuật sau đó bắn trở về. Về phần Tống Thư Hàng, hắn chưa được hạt sen tà liên cường hóa răng lợi và dạ dày, cho dù biết một ít nguyên lý của tà thuật, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp nuốt pháp thuật vào bụng. Trừ phi hắn có thể dựa vào nguyên lý của tà thuật trong đầu, tự mình sáng tạo ra một pháp thuật có hiệu quả tương tự. Nhưng mà hắn cứ có cảm giác tà liên này rất giống với quân tử kim liên của Nho Gia, hơn nữa Nho Gia cũng đang thu thập thi thể của tà ma cửu u, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Mặt trời nhô cao. Tống Thư Hàng mở mắt tỉnh dậy. Nhờ phúc của nhập mộng mà hắn đã có được một giấc ngủ rất ngon. Không cần lo đến việc mới ngủ được một nửa đã bị tinh thần lực kích thích, ăn ngay cảm giác bị búa đập vào đầu, cưỡng ép thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Tống Thư Hàng thấy mình vẫn nằm bên cạnh cái bàn sập, trong miệng toàn là nước. Mà trước bàn, chính khí thối thân thiên do hắn vắt kiệt sức mới viết ra được vào ngày hôm qua, giờ đã biến mất không thấy đâu. Đây là chuyện tốt, ngày hôm qua là lần đầu tiên hắn viết chính khí thối thân thiên, giờ nó biến mất thì có nghĩa là hắn đã viết thành công rồi. Chỉ khi nào viết thành công toàn bộ chính khí thối thân thiên, thông thiên chính khí thối thân thiên mới có thể hóa thành một cổ chính khí mạnh mẽ, trở lại thân xác của Tống Thư Hàng, giúp tăng mạnh thể chất. Tống Thư Hàng bật cười ha ha, bò dậy từ dưới đất. Ồ! Trong lúc bò dậy, Tống Thư Hàng có cảm giác thân thể mình nhẹ như yến, bàn tay chỉ chống nhẹ xuống đất thì thân thể đã lập tức bay lên. Cảm giác nhẹ như không này cực kỳ thoải mái. Tống Thư Hàng biết,
đây là do thể chất của hắn đã được tăng cường thật nhiều trong một đêm nên mới đưa tới ảo giác như vậy. Hiệu quả của nho gia kim cương thân mà hắn luyện hôm qua rất tốt. Tống Thư Hàng thu hồi nho bảo phong thiện bút, nhảy vài cái ở trong phòng, lại luyện kim cương cơ sở quyền pháp một lần. Nhẹ nhàng thoải mái quá đi. Đồng thời Tống Thư Hàng còn phát hiện, trong quá trình luyện công, trên người hắn hiện lên màu nguyệt mang nhàn nhạt. Rõ ràng, đây là do thể chất của hắn mới tăng thêm một bậc. Hơn nữa, lúc hai nắm đấm hắn đánh ra kim cương cơ sở quyền pháp, hai tay từ nắm đấm tới cánh tay, toàn bộ đều ngưng tụ ra màu thép cứng rắn. Đây là dấu hiệu tượng trưng cho công pháp thối thể cương thủ đã đạt đến cảnh giới đại thành. Bây giờ nắm đấm của hắn cứng đến độ đau thương bất nhập, hai cánh tay tràn đầy lực lượng, dư sức bắt rồng. Nếu ném tới môn phái luyện khí thời cổ, hắn chính là một tay rèn sắt xuất sắc. Trừ những việc này ra, mặc dù cách một đoạn thời gian, tinh thần lực vẫn sẽ đập vào mi tâm của Thư Hàng, kích thích não hắn. Nhưng bây giờ cảm giác đau nhói đã giảm đi rất nhiều, chỉ giống như bị ai đó vỗ đầu một cái mà thôi. Đau cỡ này cũng không ảnh hưởng gì đến Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng âm thầm siết chặt nắm đấm. Bây giờ ta đã có nho gia kim cương thân phụ trợ, tối nay lại uống long ma dược tề kết kén. Nhiều nhất trong vòng một tuần thôi, thể chất của ta có thể tăng lên bằng với cấp độ của tinh thần lực. Đến lúc đó, không còn phải lo tinh thần lực tạo thành gánh nặng cho thân thể nữa. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cảm thấy rất vui vẻ. Dầm! Ngay lúc này, cửa phòng của Tống Thư Hàng bị người ta đẩy ra. Người đẩy cửa vào là Lệ Chi Tiên Tử. Hôm nay Lệ Chi Tiên Tử mặc một thân nho sam thư sinh, cô mặc đồ nam thế này cũng rất có phong cách. Trong đầu Thư Hàng đột nhiên hiện lên một ý tưởng, nếu Lệ Chi Tiên Tử đổi sang mặc đạo bào cộng thêm đạo quan, chắc sẽ càng thêm phong cách nhỉ. Sau khi đẩy cửa vào, Lệ Chi Tiên Tử cười hì hì nói. Thư Hàng, con gái ta vẫn chưa hiện thân sao? Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Đến giờ vẫn không thấy Diệp Tư Sư Tỷ hiện thân, ta cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ qua một đoạn thời gian, cô ấy sẽ xuất hiện thôi. Hỡi ôi, rõ thật là, khó khăn lắm mới nhận được một đứa con gái nuôi, ta còn chưa kịp yêu thương nó cho đủ đã bị ngươi tha đi mất rồi. Lệ Chi Tiên Tử dùng kiểu nói đặc sệt giọng bác gái than vãn. Tống Thư Hàng. Lệ Chi Tiên Tử đánh giá Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới nói. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu. Thể chất của ngươi lại tăng lên nữa hả? Tống Thư Hàng gật đầu. Tối hôm qua ta luyện thành nho gia kim cương thân, thể chất tăng lên một cảnh giới nhỏ. Không tồi nha, có tiền đồ, như vậy mới xứng làm chủ nhân của con gái nuôi ta chứ. Lệ Chi Tiên Tử cười đắc ý, sau đó ngoắt tay với Tống Thư Hàng. Chờ Thư Hàng đến gần, Lệ Chi Tiên Tử lấy điện thoại di động ra, tách tách tách, chụp chung mấy tấm. Không hổ là Lệ Chi Tiên Tử. Lúc nào cũng phải tranh thủ chút thời gian để tự sướng. Đi thôi, hôm qua Bạch Tiền Bối đã chế tạo ra một lô phi kiếm dùng một lần, số lượng dư giả, bây giờ đang phát phi kiếm đấy. Lệ Chi Tiên Tử cất điện thoại di động, theo bản năng giơ tay xoa đầu Tống Thư Hàng. Trước đó, Diệp Tư và Tống Thư Hàng không hiểu sao lại khế ước với nhau. Vì nguyên nhân này mà Lệ Chi Tiên Tử cũng sinh ra một loại cảm giác thân thiết quỷ dị với Tống Thư Hàng, giống như giữa cô với Diệp Tư. Bây giờ mỗi khi cô thấy Tống Thư Hàng, thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác thân thiết không giải thích được, giống như hai người có quan hệ huyết mạch, là chí thân không thể tách rời vậy. Loại cảm giác này khiến Lệ Chi Tiên Tử đau gan không thôi. Thư Hàng đi theo Lệ Chi Tiên Tử, tới chỗ ở mà Bạch Vân Thư Viện đã an bài cho Bạch Tôn Giả. Chỗ ở của Bạch Tôn Giả rất khác với chỗ ở của các đạo hữu khác trong hóm Cửu Châu số 1. Nếu như nói chỗ ở của các đạo hữu khác là khách sạn bình thường, vậy thì chỗ ở của Bạch Tôn Giả chính là biệt thự hạng sang. Bạch Vân Thư Viện đã định ra chủ trương phải cho Bạch Tôn Giả ăn ngon uống tốt, để hắn yên tâm làm một linh vật may mắn, mang đến may mắn cho Bạch Vân Thư Viện trong trận đại chiến với thế giới cửu U sắp tới. Lúc này, trong hậu viện, Tống Thư Hàng vừa tiến vào viện đã thấy các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều tụ tập ở đây. Mọi người đang trò chuyện về thu hoạch ngộ đạo cùng với tác dụng của bí pháp lấy được hôm qua. Thấy Tống Thư Hàng tới, Bạch Tôn Giả ở cách đó không xa ném cho hắn một hộp gỗ. Thư Hàng nhận lấy này, đây là phi kiếm dùng một lần phiên bản 005. Ta đã thiết lập đích đến là Sơn Trang nghỉ mát, chỗ mà chúng ta quay phim lúc trước. Một khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005 này sẽ trực tiếp mang các ngươi bay đi. Lần này, trên mỗi thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005, ta đều thêm vào một miếng gỗ liễu yêu nhỏ,
giúp tốc độ bay tăng lên một cấp bậc. Cho dù đối thủ là cấp bậc tôn giả thì cũng khó mà bắt được các ngươi. Gỗ Liễu Yêu. Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn chậu cây bên cạnh Bạch Tôn Giả. Trong chậu là cây Liễu Yêu Khinh Vũ. Lúc này, nhánh cây mập mạp đáng yêu của cô đã bị bẻ mất một đoạn, nhìn là biết gỗ Liễu Yêu ở đâu ra rồi. Chung lòng cầu phúc cho cô, hy vọng cô có thể học được bí kỹ giống như lột vỏ hành, đạt được phương pháp tái tạo lại nhánh cây tương tự như thông nương. Không thì chẳng biết đám nhánh cây trên ngươi cô đủ cho Bạch Tôn Giả bẻ mấy đợt nữa đây. Sau khi Tống Thư Hàng tới, các đạo hữu khác như Ngư Kiều Kiều, Giao Bá Chân Quân, Tô Thị A Thất, Tô Thị A Thập Lục cùng với Cổ Hồ Quan Chân Quân cũng lần lượt đi tới tiểu viện này. Bạch Tôn Giả cũng đưa cho mỗi người một thanh phi kiếm dùng một lần phiên bản 005. Chờ các đạo hữu đều đến đông đủ, Hoàng Sơn Chân Quân mới đứng ra nói chuyện. Chân Quân mới tới Bạch Vân Thư Viện vào tối hôm qua. Vốn dĩ hắn có thể tới sớm hơn, nhưng do nửa đường gặp phải một đám tà ma trinh sát của thế giới cửu U nên tốn chút thời gian để tiêu diệt đám tà ma này. Chương 753, hôm nay Bạch Tiền Bối thu thật lạnh lùng cao ngạo. Các đạo hữu đều đến đông đủ rồi đúng không? Hoàng Sơn Chân Quân mỉm cười nói. Vậy kế tiếp, chúng ta nên cùng nhau bàn về chuyện phải làm thế nào trợ giúp Bạch Vân Thư Viện, phòng ngự đợt tấn công sắp tới của tà ma cửu U. Chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào mới có thể phát huy sở trường của mình mới được. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, chỉ cần là cảnh giới kim đan, không có ai thấp hơn cấp bậc 7 Long Văn, mỗi một vị đều là nhân vật xưng bá trong lớp tu sĩ cùng cấp. Cho nên khi trợ giúp Bạch Vân Thư Viện, tốt nhất phải có kế hoạch rõ ràng, phát huy sở trường của các đạo hữu trong nhóm. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu đạo hữu gật đầu nói. Hoàng Sơn Chân Quân nói có lý. Lúc này, Lệ Chi Tiên Tử giơ tay nói. Ngoài ra ta có một chuyện muốn nói cho các đạo hữu biết. Trong quá trình trợ giúp Bạch Vân Thư Viện thủ thành lần này, chúng ta có thể thu thập thi thể tà ma cửu U, đến chỗ đệ tử Bạch Vân Thư Viện đổi lấy hạt sen quân tử Kim Liên. Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Hạt sen quân tử Kim Liên là loại hạt sen mà sau khi ăn vào, không chỉ tăng cường thọ nguyên, còn ban cho người dùng một loại năng lực ngẫu nhiên đó hả? Lệ Chi Tiên Tử gật đầu đáp. Chính là loại hạt sen này. Sau đó, tiên tử thuật lại phương án đổi thi thể tà ma cửu U lấy hạt sen mà Hằng Hỏa Chân Quân đã nói lúc trước, cho các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 biết rõ. Lần này Bạch Vân Thư Viện chịu bỏ ra vốn gốc rồi, có hoạt động đổi tà ma cửu U lấy hạt sen này, chúng ta càng có lý do ở lại trợ giúp Bạch Vân Thư Viện. Lạc Trần Chân Quân mỉm cười nói. Tuy các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 không quá coi trọng năng lực đặc thù mà hạt sen quân tử Kim Liên ban cho. Dù sao thì tỷ lệ đạt được năng lực cực phẩm quá nhỏ. Nhưng còn hiệu quả tăng cường 50 năm thọ nguyên lại khác, chỉ cần là tu sĩ thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, ít nhất cũng phải đổi được một hạt sen quân tử Kim Liên. Còn những nhân vật cấp trưởng môn, dưới trướng có một đám tiểu đạo sĩ tiểu hòa thượng như Cổ Hồ Quan Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư thì lại càng động tâm. Đặc biệt là Thông Huyền Đại Sư, trong Thiên Nhai Vân Du Tự của hắn có rất nhiều trưởng bối không còn nhiều thọ nguyên, đang bế tử quan xem thử có thể đột phá cảnh giới hay không. Mặc dù hạt sen quân tử Kim Liên chỉ có thể kéo dài 50 năm thọ nguyên, nhưng nói không chừng, mấy vị trưởng bối bế tử quan đột phá cảnh giới kia đang thiếu 50 năm này thì sao? 50 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đã là 2/3 tuổi thọ trung bình của người bình thường rồi. Lúc Tống Thư Hàng nghe đến đây lại nghĩ tới chuyện tà liên ở thế giới cửu U. Hắn đang muốn tìm một cơ hội, nói cho các vị tiền bối biết chuyện tà liên với tà ma cửu U mà hắn đã thấy lúc nhập mộng. Bây giờ vừa đúng lúc, thừa dịp mọi người đang nói về đề tài này, hắn giải thích chuyện tà liên luôn. Vì vậy Thư Hàng đứng dậy, chuẩn bị mở miệng kể lại những gì hắn thấy được lúc nhập mộng. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, đột nhiên cả người run lên, có ảo giác như ý thức muốn thoát khỏi thân xác. Không, không phải ảo giác, đây là dấu hiệu báo trước ý thức của hắn sẽ bị kéo vào không gian thi lại vô hạn. Chẳng lẽ lúc này lại muốn đi vào không gian thi lại vô hạn đó, tiến hành khiêu chiến mới sao? Hay lại là do vị Bạch Tiền Bối tu kia tỉnh ngủ, cảm giác nhàm chán nên muốn kéo hắn vào? Nếu là suy đoán trước, vậy hắn chỉ cần thông qua cuộc thi là xong. Nếu là suy đoán sau thì hắn phải làm chuẩn bị ngay bây giờ. Nhớ lần trước, Bạch Tiền Bối tu bắt hắn kể mấy chuyện cười mới để hắn đi. Hơn nữa còn nói, lần sau hắn đi vào phải kể thêm nhiều chuyện cười nữa. Nhưng từ lần trước rời đi không gian thi lại cho tới bây giờ, hắn vẫn không có thời gian bổ sung thêm chuyện cười. Không tốt,
Tèo rồi. Thư Hàng tiểu hữu, người muốn nói gì sao? Hoàng Sơn chân quân thấy Tống Thư Hàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, vì vậy cười hỏi. Các tiền bối. Tống Thư Hàng vội la lên. Tống mỗ cần chi viện. Chi viện cái gì? Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Xin các tiền bối hãy chi viện cho ta mấy mẩu chuyện cười đi, khẩn cấp. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tôn giả. Hoàng Sơn chân quân. Lệ Chi tiên tử. Tô Thị A thập lục. Tất cả đạo hữu. Khẩn cấp thật mà, không đùa đâu. Tống Thư Hàng vội la lên. Ta cảm thấy chuyện mà Thư Hàng tiểu hữu mới nói thật sự rất thú vị. Lệ Chi tiên tử nói xong, còn tặng cho Tống Thư Hàng một nụ cười ngọt ngào để chứng tỏ câu chuyện thật sự rất thú vị. Tống Thư Hàng xua tay phân bua. Các tiền bối, ta không. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã bổ nhào tới trước, mất đi ý thức. Bạch Hạc chân quân ở bên cạnh Tống Thư Hàng, theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng khi Bạch Hạc chân quân nhìn thấy trong tay mình là Tống Thư Hàng, lập tức hất tay ném hắn về phía Lệ Chi tiên tử. Ơ này, Bạch Hạc đạo hữu, ngươi ném Thư Hàng cho ta làm gì? Lệ Chi tiên tử nói, đồng thời cô đưa tay đón lấy Tống Thư Hàng. Không phải ngươi là mẹ của hắn sao? Bạch Hạc chân quân chưa kịp suy nghĩ đã đáp. Hắc hắc hắc, Bạch Điểu, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị của phong hỏa luân hả? Lệ Chi tiên tử cong miệng cười ngọt ngào. Thử nghiệm miễn phí, vận tốc quay 3.000 vòng một phút. Ta xin từ chối. Bạch Hạc chân quân toát mồ hôi lạnh nói. Há không muốn giống như tên đần đồng quái, bị Lệ Chi tiên tử ném vào chơi phong hỏa luân đâu. Mất mặt lắm. Lệ Chi tiên tử đỡ Tống Thư Hàng, kiểm tra tình trạng của hắn, sau đó lên tiếng nói. Nhìn bộ dáng này, chắc Thư Hàng tiểu hữu lại đi vào không gian của 13 pho tượng kiếp tiên dưới trướng thánh nhân rồi, không biết lần này hắn thu hoạch được cái gì nữa. À, mới vừa rồi hắn xin chúng ta chi viện cho mấy mẩu chuyện cười, chẳng lẽ nội dung cuộc thi lần này có liên quan đến chuyện cười à? Sau khi nói xong, Lệ Chi tiên tử lại chuyển Tống Thư Hàng cho Hoàng Sơn chân quân đang đứng bên cạnh. Hoàng Sơn chân quân. Chuyển Thư Hàng tiểu hữu cho ta làm gì? Ta nhớ lúc Thư Hàng tiểu hữu gia nhập nhầm vào nhóm, chẳng phải Hoàng Sơn tiền bối ngài đã bói cho hắn một quẻ, nói hắn có duyên với ngài cho nên mới để hắn ở lại nhóm đó sao? Nếu đã vậy thì Hoàng Sơn tiền bối ngài chính là người phù hợp nhất để chăm sóc hắn rồi. Lệ Chi tiên tử nghiêm túc nói. Hoàng Sơn chân quân thở dài, xoay người nhìn về phía Bạch Tôn giả. Bạch tiền bối, chỗ ngươi có dư cái giường nào không? Ta mang Thư Hàng tiểu hữu đi nghỉ ngơi một chút. Giường, à, ta có đây này. Bạch Tôn giả gật đầu nói, sau đó lấy từ trong trang bị không gian ra một cái giường lớn xa hoa, đặt nó qua một bên. Đây là món đồ mà hồi đó Bạch tiền bối và Đậu Đậu đã mua khi đang học mua hàng trên mạng, sau đó vẫn ném nó ở trong trang bị không gian. Hoàng Sơn chân quân. Bạch tiền bối à, ý ta không phải như vậy. Nhưng cuối cùng Hoàng Sơn chân quân vẫn đặt Tống Thư Hàng lên giường. Sau đó xoay người, tiếp tục thảo luận với các đạo hữu về những vấn đề như làm thế nào nghênh chiến tà ma thế giới cửu U, làm thế nào giữ mình trong khi đang chiến đấu. Cứ như vậy, một bên là các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đang thảo luận đại sự, một bên là Tống Thư Hàng tiểu hữu giúp trên giường lớn, ngủ ngon lành. Hình ảnh này thật sự là đẹp như tranh vẽ. Khóe miệng của Tô Thị A thập lục co giật liên hồi. Tống Thư Hàng vừa mở mắt ra, quả nhiên, hắn lại bị kéo vào không gian thi lại vô hạn rồi. Hắn tức tốc quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện ra người thi cùng nào cả. Vậy là không phải do 13 pho tượng kiếp tiên của thánh nhân kéo hắn vào không gian này. Thế thì đầu sỏ chắc chắn chính là Bạch tiền bối tu. Vừa nghĩ tới chuyện mình không có chuyện cười, hắn cảm thấy đau gan quá đi. Bạch tiền bối, người ở đâu thế? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, sau đó hắn ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện Bạch tiền bối tu đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Bạch tiền bối tu đang ngồi xếp bằng lơ lưng trên không trung, trước người hắn có một cái bàn nhỏ. Bạch tiền bối tu chống hai cánh tay trên bàn, 10 ngón tay đan xen nhau nâng cằm, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bạch tiền bối, ngài lại kéo ta vào đây có chuyện gì không? Ừ, có một tin tức rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết, là tin tức liên quan tới tà mà thế giới cửu U, tin rằng ngươi nhất định rất muốn biết. Bạch tiền bối tu dùng một thanh âm rất thâm trầm nói. Tống Thư Hàng. Sao cứ cảm giác hình tượng hôm nay của Bạch tiền bối tu có gì đó rất không thích hợp nhỉ?
nhưng hắn thật sự rất muốn biết tin tức liên quan tới cửu U. Coi chuyện cười là chi phí để đổi lấy tin tức từ chỗ ta, thế hôm nay ngươi đã nghĩ ra là sẽ kể chuyện cười gì chưa? Bạch tiền bối tu lạnh lùng nói. Tống Thư Hàng ngượng ngùng trả lời. Tiền bối, lúc ta chuẩn bị xem mấy mẩu chuyện cười thì bị ngài kéo vào đây, ngài kéo nhanh quá nên ta chưa kịp xem. Hay là giờ ngài cho ta ra ngoài trước đi, ta lập tức học mấy mẩu chuyện cười, xong rồi lại đi vào kể cho ngài nghe nhé. Ta từ chối. Bạch tiền bối tu nói. Nếu như ngươi muốn lấy được tin tức quan trọng có liên quan đến tà ma cửu U từ chỗ ta, thì ngay bây giờ phải kể chuyện cười để làm cho ta vui vẻ. Nếu còn chậm trễ, tâm tình ta không tốt thì ngươi đừng hòng lấy được tin tức này. Tống Thư Hàng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tống Thư Hàng nghĩ tới phần sau của chuyện kinh dị lần trước. Vậy ta sẽ kể một mẩu chuyện cười ngắn. Khai giảng rồi, có rất nhiều bạn học chưa hoàn thành bài tập hè, thế nhưng ta đã làm xong hết rồi. Ha 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 ha, ha ha. Bạch tiền bối tu lạnh lùng nhìn Tống Thư Hàng. Tiếng cười của Tống Thư Hàng lập tức bị nghẹn lại. Đổi chuyện khác. Bạch tiền bối tu lạnh lùng nói. Hôm nay bạch tiền bối tu lạnh lùng cao ngạo thật đấy, khó nói chuyện quá đi. Bạch tiền bối, thương lượng chút nhé, hay là chúng ta đổi lại thành chuyện kinh dị được không? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Không được. Bạch tiền bối tu tiếp tục lạnh lùng nói. Chuyện kinh dị không thú vị bằng chuyện cười. Ta cho ngươi ba cơ hội, nếu cả ba lần đều thất bại thì giao dịch tình báo giữa chúng ta cũng thất bại ngay lập tức. Tống Thư Hàng quýnh lên, nhưng càng nôn nóng thì lại càng không nghĩ ra chuyện cười thú vị nào. Chết tiệt, sớm biết thế này thì lần trước vừa ra không gian thi lại vô hạn, hắn đã lập tức đi tìm đủ loại chuyện cười rồi. Ai mà ngờ bạch tiền bối tu lại kéo hắn vào không gian nhanh như vậy chứ? Bạch tiền bối, có thể cho ta cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài được không? Tống Thư Hàng thử dò hỏi lần nữa. Ta từ chối. Bạch tiền bối tu lại nói. Ta không muốn để những người khác thấy ta ở trong không gian này. Tống Thư Hàng chỉ có thể nhăn mặt nhăn mày, đau khổ suy nghĩ tìm tòi chuyện cười thú vị. Chương 754, tin tức kinh người. Làm sao đây, bạch tiền bối tu chỉ cho hắn ba cơ hội thôi. Nhưng Tống Thư Hàng hắn còn chưa kịp cập nhật kỹ năng sáng tác chuyện cười vào trên, cây thiên phú kỹ năng của bản thân. Chẳng lẽ phải bỏ qua tin tức có liên quan đến tà ma cửu U đang nằm trong tay bạch tiền bối tu sao? Lỡ may tin tức này rất quan trọng thì biết làm thế nào? Tống Thư Hàng xoa huyệt thái dương, ngoại trừ việc kể một chuyện cười thú vị chọc bạch tiền bối tu vui vẻ, không biết còn biện pháp nào khác khiến cho bạch tiền bối tu vui vẻ không nhỉ? Ngài ấy mà vui vẻ thì chắc sẽ chịu nói tin tức quan trọng kia cho mình biết thôi. Nhưng ngoại trừ biết hắn thích nghe chuyện cười ra thì Tống Thư Hàng không hề biết bạch tiền bối tu thích cái gì cả. Chờ một chút. Đột nhiên trong đầu Tống Thư Hàng lóe lên một ý tưởng. Bạch tiền bối, không bằng chúng ta dùng tin tức đổi tin tức có được không? Ta có thể dùng tin tức về thế giới bên ngoài để đổi lấy tin tức của ngài. Lần trước, nhờ vào phương pháp này mà hắn đổi được sự trợ giúp của bạch tiền bối tu. Thành công vượt qua thi lại vô hạn đấy. Trong hư không, bạch tiền bối thu vẫn chống tay nâng cằm, lạnh lùng nói. Ta từ chối, bây giờ ta không muốn biết tin tức gì hết, đừng thử thăm dò ta nữa. Giờ ta chỉ muốn chuyện cười thôi, không muốn bất cứ thứ gì khác. Hôm nay bạch tiền bối thu đã mở ra phòng ngự không góc chết, không hề có kẽ hở nào để tấn công vào cả. Nhức đầu ghê. Tống Thư Hàng xoa trán. Phải bình tĩnh lại. Giờ làm sao mới có thể đả động bạch tiền bối tu đây? Hay là đổi vị trí suy nghĩ đi? Nếu như ta là bạch tiền bối tu thì chuyện cười thế nào mới có thể chọc ta cười? Ừ, đổi vị trí suy nghĩ thế này, có tác dụng cái giam á. Bởi vì quan trọng là hắn không nhớ nổi chuyện cười thú vị nào cả. Vậy thì đổi vị trí suy nghĩ sâu hơn một chút. Nếu trước mặt ta không phải là bạch tiền bối tu mà là bạch tiền bối, thì ta phải làm thế nào để đào được tin tức mình muốn từ trong miệng bạch tiền bối. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng đột nhiên rất muốn hất bàn. Tính cách của bạch tiền bối hoàn toàn khác với bạch tiền bối tu. Nếu như hắn hoặc là các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 muốn hỏi bạch tôn giả tin tức gì, lúc đó bạch tôn giả đều sẽ thuận miệng nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không bắt ép bọn họ kể chuyện cười như thế này đâu. Vậy thì lại đổi vị trí suy nghĩ sâu hơn nữa đi. Suy nghĩ thật kỹ xem nào, nếu muốn khiến bạch tiền bối, wow, lên thì phải dùng cách gì nhỉ? Cách có thể khiến cho bạch tiền bối wow lên, nói không chừng cũng có thể khiến cho bạch tiền bối tu cũng wow lên thì sao?
ví dụ như đua xe, tháo đổ điện, cung cấp địa điểm bế quan tuyệt vời, bí cảnh thú vị, tóm lại, chỉ cần là thú vị thì thứ mới lạ gì cũng được hết. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, không chừng mình có thể xuống tay từ phương diện này đấy. Nhưng lại có một vấn đề, không gian thi lại vô hạn là một không gian ý thức, Tống Thư Hàng không thể mang đồ ở hiện thực vào trong không gian này được. Nếu lấy vào được thì Tống Thư Hàng chỉ cần móc điện thoại ra, tiện tay lên mạng lướt một cái là có được rất nhiều chuyện cười rồi. Cho nên, với tiền đề là đang ở trong không gian ý thức, mình có thứ gì có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của vị bạch tiền bối tu này nhỉ? Biểu tình của Tống Thư Hàng thay đổi liên tục. Mà trong hư không, bạch tiền bối tu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Một lát sau, trong lúc Tống Thư Hàng còn đang vắt óc suy nghĩ thứ gì thú vị, bạch tiền bối tu đột nhiên mở miệng lần nữa. Nhắc nhở ngươi một chuyện, mọi tin tức khẩn cấp đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định. Nếu như ngươi vẫn chậm chạp không thể kể ra chuyện cười khiến ta hài lòng, chờ đến khi thời gian hiệu lực của tin tức có liên quan đến tà ma thế giới cửu u này trôi qua, vậy tin tức sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian hiệu lực, tin tức này khẩn cấp đến thế sao? Tống Thư Hàng sốt ruột đỏ cả mắt, đột nhiên trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện, gần đây bạch tôn giả ở ngoài hiện thực đang rất thích thú một thứ. Tống Thư Hàng mở miệng nói. Bạch tiền bối, ngài có muốn kết kén không? Hửm. Trong hư không, lần đầu tiên biểu tình của bạch tiền bối tu bị công phá, trên mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là đầy sự nghi hoặc. Là từ trong miệng phun ra tơ, kết thành một cái kén to bọc mình ở trong đó ấy, vui lắm nhé. Tống Thư Hàng nhanh miệng miêu tả quá trình kết kén một lượt. Cuối cùng, hắn còn bổ sung nói. Quan trọng hơn là lúc ngủ trong kén, chất lượng giấc ngủ cao lắm nhé. Ngài mà vào đó ngủ rồi thì sẽ không muốn đi ra nữa đâu, chỉ muốn ngủ mãi ở trong đó thôi. Ít nhất thì có bạch tôn giả cực kỳ thích ngủ trong kén, mức độ dính giường đã đạt lên một tầm cao mới rồi. Nghe đến chỗ này, hai mắt bạch tiền bối tu lập tức sáng lên. Lúc Tống Thư Hàng mới bắt đầu giới thiệu quá trình kết kén, hắn còn dùng ánh mắt nhìn, 13, để nhìn Thư Hàng. Nhưng khi Tống Thư Hàng giới thiệu đến khúc cuối, ngủ trong đó, chất lượng giấc ngủ cao lắm nhé. Chỉ muốn ngủ mãi trong đó, không muốn đi ra. Bạch tiền bối tu cảm thấy, nếu như thứ đó thật sự có hiệu quả tốt như vậy thì đúng là một món đồ không tồi nhỉ. Làm sao mới lấy được kén này? Bạch tiền bối tu dò hỏi. Chỗ ta có một loại long ma dược tề kiểu mới, sau khi dùng xong không chỉ tăng cường thể chất tu sĩ, mà còn có thể giúp cho tu sĩ tiến hành một lần phun tơ kết kén. Nếu như bạch tiền bối ngài cần, ta có thể tặng cho ngài một phần. Tống Thư Hàng mừng thầm trong lòng. Ngoài ra, nếu có thể mượn giao dịch này, tiện thể mò ra thân phận của bạch tiền bối tu thì càng tốt. Rốt cuộc bạch tiền bối tu không duy trì tư thế lạnh lùng khó gần trước đó nữa, hắn từ trong hư không nhảy xuống cạnh chỗ Tống Thư Hàng. Ngươi có chắc là nằm trong kén ngủ rất ngon không? Ta chắc chắn, ít nhất cũng có một vị bạch tiền bối khác rất thích ngủ trong kén, làm sao cũng không chịu đi ra. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối tu hỏi. Vậy ta cũng muốn thử xem, bây giờ ngươi vẫn đang ở Bạch Vân Thư Viện đúng không? Ngài có thể kéo ta vào không gian thi lại, vậy thì đương nhiên là ta vẫn còn ở Bạch Vân Thư Viện rồi. Tống Thư Hàng nói. Ha ha, ai nói chỉ khi nào ngươi ở Bạch Vân Thư Viện, ta mới có thể kéo ngươi vào không gian này. Bạch tiền bối tu liếc xéo Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Định mệnh, hình như ta mới vừa nghe được một tin tức rất đáng sợ thì phải. Vậy lúc đó người chỉ cần chờ thôi, ta sẽ tìm cơ hội lấy đi long ma dược tề từ ngươi trên người ngươi. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó nói. Bạch tiền bối, vậy coi như ta lấy long ma dược tề làm giao dịch, bây giờ ngài có thể nói cho biết tin tức quan trọng kia là gì không? Ngươi muốn dùng long ma dược tề chân quý để đổi lấy một tin tức của ta. Bạch tiền bối tu bật cười nói. Tại ta cũng hết cách rồi, giờ trong bụng ta không có chuyện cười nào hết. Lát nữa rời khỏi đây ấy hả, ta nhất định phải lập tức chạy đi chuẩn bị thật nhiều chuyện cười mới được. Tống Thư Hàng bảo đảm. Bạch tiền bối tu cười nói. Được rồi, việc giao dịch là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nếu ngươi đã tình nguyện buôn bán lỗ vốn, đương nhiên ta cũng vui vẻ kiếm lời thôi. À, thật ra thì, nếu bạch tiền bối ngài chịu bồi thường cho ta một chút thì ta cũng không ngại đâu. Tống Thư Hàng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cộng thật thà nói. Vị bạch tiền bối tu này thần bí khó lường, nếu lấy được chút chỗ tốt từ ngài ấy thì... Hừ, da mặt ngươi dày thật đấy.
Được rồi, chờ ta nhận được hàng rồi nói sau. Nếu như long ma dược tề của người kết ra kén, khiến người ta chỉ muốn ngủ mãi trong đó không muốn đi ra thật, lúc đó ta sẽ tìm cơ hội bồi thường cho ngươi. Bạch tiền bối tu đáp. Cảm ơn bạch tiền bối, vậy giờ ngài có thể nói cho ta biết tin tức kia trước được không? Tống Thư Hàng vội vàng nói. Rốt cuộc thì tin tức khẩn cấp đó là gì đây? Khi nghe bạch tiền bối tu nhắc rằng tin tức có thời gian hiệu lực, trong đầu Tống Thư Hàng đã đưa ra mấy suy đoán. Là tà ma cửu u tiến hành tập kích bất ngờ Bạch Vân Thư Viện sao? Hay là muốn ra tay loại bỏ mấy nhân vật quan trọng của Nho ra? Hay là tà ma cửu u chơi trò dương đông kích tây, ngoài miệng nói muốn đối phó Bạch Vân Thư Viện, nhưng trên thực tế lại đi tập kích những môn phái khác của Nho ra? Hay là tà ma cửu u tăng cường binh lực? Bạch tiền bối tu lãnh đạm nói. Nội dung tin tức hả? Tà ma cửu u đã đến chỗ Bạch Vân Thư Viện. Giờ này chắc bọn chúng đã tiến vào bên trong Bạch Vân Thư Viện, chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Tình hình chiến cuộc cực kỳ căng thẳng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bùng nổ ngay. Đợi đã! Tống Thư Hàng cả kinh nói. Tà ma đã tiến vào bên trong Bạch Vân Thư Viện, thế sao Bạch Vân Thư Viện lại không có phát hiện gì hết? Chuyện này có gì bất ngờ đâu chứ? Nho gia và tà ma thế giới cửu u đã đấu đá với nhau hơn ngàn vạn năm, nho gia đệ tử hiểu rõ tà ma thế giới cửu u thế. Ngược lại cửu u thế giới tà ma cũng hiểu rõ chỗ đặc thù lẫn phong cách pháp thuật của Nho gia, cũng như nhược điểm của bọn họ, đoán chừng chỉ lát nữa thôi, tà ma thế giới cửu u sẽ phát động tấn công đấy. Bạch tiền bối tu mỉm cười nói. Tống Thư Hàng sững người hỏi. Vậy tại sao ngài lại nói tin tức này cho ta biết? Chẳng phải vị bạch tiền bối tu này đã tuyên bố là mình về phe thế giới cửu u sao? À, rất đơn giản. Bởi vì mệnh lệnh công kích Nho gia Bạch Vân Thư Viện không phải do ta ban bố thôi. Bạch tiền bối tu cười nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Ta biết rồi, xin bạch tiền bối ngài đưa ta ra khỏi không gian ý thức này, ta lập tức chuẩn bị xong long ma dược tề, chờ ngài tới lấy. Tin tức này quá kinh người, phải lập tức thông báo cho mọi người ngay. Được. Bạch tiền bối tu búng ngón tay một cái. Trách. Ý thức của Tống Thư Hàng lập tức bị đưa ra khỏi không gian này. Sau khi đưa Tống Thư Hàng đi, bạch tiền bối tu lại đan chéo hai tay, chống cằm suy nghĩ. Chuyện điều động tà ma thế giới cửu u tấn công Nho gia là mệnh lệnh do kỉa cầu kim loại thể lỏng một, ý chí khác của thế giới cửu u ban bố. Lúc nó điều động tà ma thế giới cửu u cũng không giấu bạch tiền bối tu, có vẻ không hề sợ bạch tiền bối tu phá rối chuyện của nó. Một lát sau, ý thức của bạch tiền bối tu rời khỏi không gian này, trở về thế giới cửu u. Hắn chôn sâu bản thân mình vào trong lòng đất thế giới cửu u. Mà trên mặt đất, cầu kim loại thể lỏng to lớn kia đang trôi nổi trong hư không. Sao tên gia hỏa này âm hồn mãi không tan thế nhỉ? Xem ra kế hoạch mà ngươi chủ tính bấy lâu nay đã đến lúc mấu chốt rồi nhỉ? Bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Mặc dù không biết tên cầu kim loại này đang tính toán cái gì, nhưng từ tần suất hành động của nó có thể đoán ra được, gần đây nó đang lên một kế hoạch lớn. Chương 755, dựa vào trực giác, nhất định thành công. Cười đắc ý, đến lúc này rồi, cho dù ngươi biết thì thế nào. Đúng vậy, kế hoạch của ta đã sắp thành công rồi. Cầu kim loại thể lỏng bình tĩnh nói. Bạch tiền bối tu cười nói. Sắp thành công thì vẫn là chưa thành công, ngươi không sợ tu sĩ của Nho gia chó cùng rứt dậu sao? Không chừng Nho gia lật ngược thế cờ, diệt sạch đám thuộc hạ do ngươi phái ra đấy. Cười nhạt chỉ bằng bọn họ mà cũng muốn phản công sao? Chỉ là một nho gia nhỏ nhoi mà cũng dám so với thế giới cửu u, một bên là ánh sáng đom đóm, một bên là ánh mặt trời rực rỡ, khác nhau như trời với vực. Trước mặt đại quân tà ma cửu u, sự chống cự của nho gia chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Nếu không do kế hoạch yêu cầu thì nho gia đã sớm bị ta diệt sạch vào ngàn năm trước rồi. Cầu kim loại thể lỏng nói. Ha ha! Bạch tiền bối tu cười giễu cợt. Cầu kim loại thể lỏng cứng đờ, trên người lộ ra một cái miệng, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Nếu không do ngươi ngấm ngầm phá rối thì ta đã sớm diệt Nho môn, hoàn thành kế hoạch của mình rồi. Ha ha! Bạch tiền bối tu tiếp tục cười. Nhưng lần này, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Cầu kim loại thể lỏng bên lên cao, nhìn xuống mặt đất. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra tay cản trở ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi thật gắt. Ngươi không làm được gì đâu. Được rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục theo dõi đi. Bạch tiền bối tu ngáp một cái. Ta ngủ tiếp đây,
cảm ơn người canh gác giúp ta. Cầu kim loại thể lỏng cắn răng nói. Ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi thế giới cửu U. Cảm ơn, đến lúc đó ta nhất định sẽ cảm kích ngươi, thật đấy. Ta đã muốn rời đi thế giới cửu U từ lâu rồi, ngây người ở chỗ này lâu như thế khiến ta ngán tới óc rồi đây. Sau khi nói xong, Bạch Tiền Bối không phát ra thêm tiếng nào nữa. Nhưng ý thức của hắn lại khuếch tán ra, lấy thân phận, ý chí, thế giới cửu U nhìn xuống toàn bộ cửu U. Hừ, cầu kim loại thể lỏng hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng dùng thân phận ý chí thế giới cửu U của bản thân, khuếch tán ý thức ra, che đậy cảm ứng của Bạch Tiền Bối tu. Chỉ cần là chuyện Bạch Tiền Bối tu muốn làm, nó sẽ ngăn trở ngay lập tức. Ý thức của Tống Thư Hàng trở về. Vừa mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn xa hoa. Còn bên người hắn, có rất nhiều tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang yên lặng vây xem hắn. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà lúc các tiền bối nhìn hắn, hắn cảm giác trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ thương hại, thương tiếc, còn có biểu tình quả nhiên là vậy. Ngay cả Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều cũng co giật khóe miệng nhìn hắn. Bầu không khí này thật quỷ dị. Các tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Tống Thư Hàng dè đặt hỏi. Lúc này, Hoàng Sơn Chân Quân vỗ nhẹ Tống Thư Hàng một cái. Chân Quân truyền âm nhập mật nói. Thư Hàng tiểu hữu, hay, có rãnh rỗi thì ngươi suy nghĩ về các nữ tiên tử trong nhóm Cửu Châu số 1 đi. Đặc biệt là những tiên tử có tuổi tác cỡ ngươi, ví dụ như Tô Thị A Thập Lục kiêu ngạo này, vị vũ nhu tử cô nương đáng yêu của Linh Điệp đảo này, còn tiểu yêu tinh trên người ngươi cũng không tệ đâu. Nếu như ngươi có khuynh hướng yêu thích phong cách thành thục, trong nhóm cũng còn có các vị tiên tử như Đông Phương Lục tiên tử, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, Lưu Huỳnh tiên tử mà. Nên nghĩ nhiều về các cô ấy, không có việc gì thì xem hình của bọn họ cũng được. Tống Thư Hàng nghe xong chỉ biết đần mặt ra, mấy lời này có ý gì thế? Chân Quân, đã xảy ra chuyện gì sao? Thư Hàng hỏi, sao cứ cảm giác những lời này của Hoàng Sơn Chân Quân nghe rất quen tai nhỉ? Hoàng Sơn Chân Quân tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Là vậy, mới nãy các đạo hữu đang thảo luận như thế nào trợ giúp Bạch Vân Thư Viện chiến đấu với tà ma thế giới cửu U, lúc đó tiểu hữu ngươi đang hôn mê đột nhiên không ngừng kêu, Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, kêu lớn tiếng lắm nhé mà còn kêu liên tục nữa chứ, kêu mãi không ngừng luôn. Chúng ta đều thấy ngại, cứ làm bộ như không nghe thấy gì hết. Tống Thư Hàng. Hiểu lầm rồi, Chân Quân, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Yên tâm đi, chúng ta hiểu mà. Mọi người đều là người từng trải, không có gì phải xấu hổ hết. Hoàng Sơn Chân Quân bày ra vẻ mặt ta hiểu mà nói. Các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1 đều ném ánh mắt an ủi về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng muốn đập đầu chết luôn trên cái giường lớn xa hoa này cho rồi. Các vị tiền bối của ta ơi, là hiểu lầm thật mà. Thật ra, mới vừa rồi ta đi vào không gian của 13 pho tượng kiếp tiên, lại gặp vị tít 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 kia. Mấy tiếng, Bạch Tiền Bối, trong miệng ta là có liên quan đến chuyện này. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích. Đúng rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ ta có một tin tức khẩn cấp, siêu cấp khẩn cấp. Tin tức gì? Hoàng Sơn Chân Quân thấy Tống Thư Hàng tỏ ra gấp gáp như vậy, lập tức dò hỏi. Đoán chừng tà ma thế giới cửu U đã đột phá phòng ngự của Bạch Vân Thư Viện, lặng lẽ lẻn vào bên trong Bạch Vân Thư Viện, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Tống Thư Hàng tức tốc thông báo. Lẻn vào bên trong Bạch Vân Thư Viện, còn Nho Gia lại không hề hay biết gì cả. Hoàng Sơn Chân Quân nhíu mày. Theo lý thuyết thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Vì đề phòng tà ma cửu U tập kích, Nho Gia đã làm công tác chuẩn bị hơn cả trăm ngàn năm. Nếu nói tà ma thế giới cửu U dùng sức mạnh công phá phòng ngự của Nho Gia, tất cả mọi người ở đây sẽ không kinh ngạc. Nhưng nếu nói dưới tình huống không phá vỡ phòng ngự, tà ma thế giới cửu U lại có thể lặng lẽ lẻn vào bên trong Bạch Vân Thư Viện, các chân quân không tin tưởng lắm. Nhưng nguồn tình báo của Tống Thư Hàng tiểu hữu lại có liên quan đến 13 pho tượng kiếp tiên của thánh nhân, cho nên mọi người không thể không tin vào tin tức mà hắn mang tới được. Nguồn tình báo rất đáng tin, Hoàng Sơn tiền bối, Bạch tiền bối, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tống Thư Hàng hỏi. Giờ muốn xác định rốt cuộc tà ma thế giới cửu U có lẻn vào trong Bạch Vân Thư Viện hay không, cứ để ta thử một lần là biết ngay. Lúc này Bạch Tôn Giả đứng lên, ánh mắt dò xét trên không trung. Ngoài ra, Hoàng Sơn đạo hữu, ngươi thông báo ngay cho Hằng Hỏa đạo hữu của Nho Môn, bảo hắn lập tức chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Sơn Chân Quân hỏi. Bạch tiền bối,
ngài phát hiện điều gì sao? Ta không phát hiện ra gì cả, thế nhưng mấy phút trước, trong lòng ta lại có cảm giác khác thường. Có lẽ Thư Hàng tiểu hữu nói đúng đấy, ta mà thế giới cửu u đã xâm nhập vào bên trong trận pháp phòng ngự rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, còn ta sẽ thăm dò tiếp. Bạch Tôn giả trả lời. Hoàng Sơn chân quân lập tức liên lạc với Hằng Hỏa chân quân, bảo hắn vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Thật ra thì đệ tử của Nho gia vẫn luôn duy trì chế độ chiến đấu, chỉ cần xuất hiện một động tĩnh nhỏ là có thể chiến đấu ngay lập tức. Nhưng cho đến bây giờ, đệ tử Nho gia vẫn còn đề phòng ở bên ngoài kết giới của Bạch Vân Thư Viện. Nếu tà ma thế giới cửu u tiến thẳng vào trong Bạch Vân Thư Viện, phát động tiến công, đệ tử Nho gia nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Cùng lúc Hoàng Sơn chân quân thông báo cho Hằng Hỏa chân quân, ánh mắt của Bạch Tôn giả lại giả quét trên không trung một lần, nhưng cho dù là hắn cũng không phát hiện ra tung tích của tà ma cửu u. Bạch tiền bối, dò xét bằng cách nào? Tống Thư Hàng bò dậy, dò hỏi. Nếu ánh mắt và cảm giác đều không cách nào tìm ra tà ma thế giới cửu u, vậy thì cứ dựa vào trực giác thôi. Bạch Tôn giả cực kỳ tự tin nói. Trực giác? Tống Thư Hàng chớp mắt hỏi. Cái thứ này dựa vào kiểu gì đây? Đúng vậy, dựa vào trực giác. Bạch Tôn giả đáp. Sau đó, Thư Hàng thấy Bạch tiền bối vung hai tên lên, tám thanh phi kiếm dùng một lần xuất hiện giữa các ngón tay của hắn. Lúc trước, sau khi Bạch Tôn giả chế tạo đủ phi kiếm cho tất cả đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, hắn còn chế thêm không ít phi kiếm. Tám thanh kiếm gỗ này chính là phi kiếm trong đám còn dư kia. Hay! Bạch Tôn giả khẽ quát một tiếng, hai tay giơ lên, tám thanh phi kiếm dùng một lần bị ném tới không trung, mỗi kiếm đi một hướng. Tiếp đó, hai tay Bạch Tôn giả lại vung lên, lại có tám thanh phi kiếm dùng một lần xuất hiện giữa 10 ngón tay. Tôn giả khẽ quát lần nữa, tám thanh phi kiếm lại bị ném lên không trung. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, tổng cộng là 10 lần. Chỉ trong vòng 20 giây, Bạch tiền bối đã ném hơn 80 thanh phi kiếm dùng một lần lên không trung. Những phi kiếm này bay tới đủ mọi phương vị trên bầu trời Bạch Vân Thư Viên. Lúc này Tống Thư Hàng đã rõ thế nào là dựa vào trực giác, nói toạt ra chính là đoán mò mà thôi. Cứ ném đại một đống phi kiếm, rồi xem thử có thanh nào ăn may đâm trúng bọn tà ma thế giới cửu u hay không ấy mà. Nếu những người khác sử dụng phương pháp này thì 99,9999% là không cách nào ép bọn tà ma cửu u đang ẩn nấp bên trong Bạch Vân Thư Viện ra được. Dù sao thì bầu trời của Bạch Vân Thư Viện vô cùng rộng lớn, cho dù 80 thanh phi kiếm phân tán ra thì cũng không dò hết được bầu trời của Bạch Vân Thư Viện, chỉ như một hạt cát trong sa mạc mênh mông mà thôi. Nhưng nếu người dùng cách này là Bạch tiền bối thì lại khác, không chừng có thể đâm chúng thật đấy chứ chẳng chơi đâu. Chúng rồi. Bạch tiền bối đột nhiên cười hắc hắc nói. Có một thanh phi kiếm dùng một lần bay vèo lên không trung, sau đó đột nhiên đứng im trong hư không. Rõ ràng thanh phi kiếm này còn cách trận pháp phòng ngự trên bầu trời Bạch Vân Thư Viện một đoạn, nhưng phi kiếm đã dừng lại, nhìn qua chắc là đâm trúng thứ gì đó đang ẩn thân rồi. Bảo. Bạch Tôn giả bấm kiếm quyết. Thanh kiếm gỗ kia đột nhiên nổ tung. Ầm. Kiếm khí cấp bậc Tôn giả tràn ra, nhấc lên một đợt sóng khí khuếch tán xung quanh. Sau khi kiếm khí nổ tung, cuối cùng thì vật đang trong trạng thái ẩn thân kia cũng đã hiện ra bộ dạng thật của nó. Đó là một con nhộng khổng lồ màu đen, toàn thân mọc đầy vảy, lẳng lặng treo trong hư không, từ đầu tới đuôi đều lộ ra phong cách tà ác của thế giới cửu u. Trên người nó không hề lộ ra một tia khí tức nào cả. Lúc này, ở chỗ bụng của nó bị cháy đen một mảng, đó là vết thương do lúc phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả nổ tung gây ra. Có điều thương tổn cũng không lớn. Đối với con nhộng khổng lồ này, chút cháy đen thế kia chả là gì cả, thậm chí còn chưa được tính là thương ngoài da nữa đấy. Chúng số độc đắc rồi. Bạch Tôn giả thấp giọng nói. Từ lực phòng ngự mạnh mẽ của nó có thể đoán ra được, thực lực của con nhộng khổng lồ màu đen này rất mạnh. Cấp bậc phòng ngự ít nhất là thất phẩm đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc bát phẩm. Trong bọn xâm lược đến từ thế giới cửu u, kẻ phù hợp với điều kiện này cũng chỉ có nó mà thôi, tà ma cửu u chúa cấp bậc bát phẩm. Trên bầu trời, con tà ma cửu u chúa bát phẩm kia vẫn đang đần mặt ngớ người ra. Chết mợ, nó bị phát hiện rồi à? Chương 756, 10 con tà ma chúa, áp lực thật lớn. Trước đó, lúc tà ma chúa vẫn đang treo mình lơ lửng trên không trung, mặc dù cũng nhìn thấy Bạch Tôn giả ném phi kiếm dùng một lần lên trời nhưng nó không quan tâm lắm. Bởi vì tên tu sĩ nhân loại thất phẩm này không hề nhìn thấy nó trong trạng thái ẩn thân,
chẳng qua là ném loạn phi kiếm lên không trung mà thôi. Với lại nó thấy tốc độ của những phi kiếm này cũng không nhanh, nó dư sức né tránh được. Nhưng ngay lúc thân thể khổng lồ của nó đang tiêu sái né tránh một thanh kiếm gỗ, thì chẳng biết lúc nào lại có một thanh kiếm gỗ khác lặng lẽ xuất hiện ở chỗ bụng nó. Sau đó phi kiếm này đột nhiên nổ tung, cưỡng ép nó lộ diện thân hình. Bầu trời rộng lớn bao la như vậy, tên tu sĩ nhân loại thất phẩm ở bên dưới chỉ ném đại mấy chục thanh phi kiếm lên không trung, vậy mà lại ném chúng nó, nổ kiếm ép nó đi ra. Sao hôm nay vận khí của ta lại tệ như vậy chứ? Mà thôi, hiện thân thì hiện thân, chả sao cả. Dù sao kế hoạch cũng đã thuận lợi triển khai rồi. Bắt đầu tổng tấn công nào. Tà ma cửu u chúa phát ra tiếng cười cổ quái, sau đó toàn bộ vảy trên người nó đều dựng lên, lộ ra cửa ra của vô số xào huyệt. Vô số tà ma cửu u từ trong xào huyệt phía sau vảy chui ra, ùn ùn kéo về phía Bạch Vân Thư Viện. Cũng lúc đó, ở 9 vị trí trọng yếu của Bạch Vân Thư Viện đều xuất hiện tà ma cửu u chúa, chúng nó mở cửa xào huyệt trên người thả ra tà ma cửu u. Tà ma nhiều không đếm xuể, che kín cả trời, gào thét xông về phía Bạch Vân Thư Viện. Mà trong Bạch Vân Thư Viện, các nho gia đệ tử luôn trong chế độ chiến đấu lập tức tung người lên, nghênh chiến với tà ma cửu u. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời của Bạch Vân Thư Viện đã hiện đầy văn chương vàng kim rực rỡ cùng với tà khí cửu u, trong hư không không ngừng vang lên tiếng ngân tụng thơ cả của nho gia đệ tử xen lẫn với tiếng kêu gào của đám tà ma cửu u. Đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và tà ma thế giới cửu u chính thức bắt đầu. Khắp nơi rơi vào hỗn loạn. 9 con tà ma chúa ở 9 vị trí trọng yếu của Bạch Vân Thư Viện, cộng thêm một con đang ở phía trên đỉnh đầu của các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, tổng cộng là 10 con tà ma chúa bát phẩm đang lơ lửng trong hư không. Chúng nó không đi theo tấn công như những tà ma khác, nhưng 10 thân thể khổng lồ chỉ lơ lửng bất động ở đó thôi, cũng đã tạo thành áp lực tâm lý nặng nề đối với các tu sĩ nhân loại rồi. 10 con tà ma chúa, toàn bộ đều là cảnh giới bát phẩm. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời, trong lòng trầm xuống. Lúc ở trong không gian thi lại vô hạn, Bạch Tiền Bối Tu có nói với hắn là thế giới cửu u sẽ phái ra tà ma cửu u cấp bậc bát phẩm, hơn nữa số lượng tà ma tôn giả thất phẩm trở lên cũng không ít hơn 3 con. Nhưng bây giờ có tới 10 con tà ma chúa cấp bậc bát phẩm đang ở đây. Tin tức của Bạch Tiền Bối Tu vậy mà lại không chính xác. Hoặc là, những tà ma chúa này có chỗ kỳ quái. Ví dụ như, thực lực của 10 con tà ma chúa này đều là hàng dởm. Đúng lúc này, trong Bạch Vân Thư Viện, tiếng của Hằng Hỏa Chân Quân vang lên. Toàn Phong đạo hữu, xin hãy ra tay tương trợ. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên bản tôn ta tay rồi sao? Bản tôn đợi nãy giờ rồi đấy. Một giọng nói mà Tống Thư Hàng rất quen thuộc vang lên. Sau đó, một vị đạo nhân quen mặt chân đạp hư không, phóng lên cao. Trên người đạo nhân này có ánh sáng 7 màu chói mắt bao phủ, lúc bay lên không trung. Ánh sáng 7 màu này kéo thành một cầu vồng rực rỡ hoa lệ ở sau lưng đạo nhân. Ngầu Vãi Trưởng. Hắn thi triển thân pháp đẹp mắt, đám tà ma cửu u trong không trung không ngừng nhảy xuống, nhưng ngay cả vạt áo của hắn cũng không đụng tới được. Bọn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phóng lên cao, xông thẳng về tà phía tà ma chúa. Lại nhìn đạo nhân kia, cun ngầu ghê luôn 360 độ, ngầu không góc chết. Cách lên sàn tâm thần, à không, nổi bật thế này. Loại tính cách thích làm màu này. Không sai, vị này chính là thiên tài rất nổi tiếng ở tu chân giới trong thời gian gần đây, là tu sĩ 50 năm trước tấn cấp thất phẩm tối huyễn dân tộc Phong Tôn Giả. Gọi tắt là Toàn Phong Tôn Giả. Lúc Tống Thư Hàng thấy vị tôn giả này, răng lại đau ê ẩm. Hắn vẫn còn nhớ như in cách bắn súng hiệu không giống người thường của vị tôn giả này trong cuộc đua máy kéo có tay cầm ngày trước. Người khác hô 1, 2, 3 xong sẽ bắn súng. Còn hắn lại cố ý muốn khác người, muốn nổi bật, phải đếm tới 10 mới chịu bắn súng. Lúc ấy Tống Thư Hàng bám vào thân thể Diệt Phượng công tử, bị chậm 3 giây, nên bị cách bắn súng hiệu khác người của vị tôn giả này dày vò đến thảm. Không ngờ đệ tử Nho gia lại mời vị Toàn Phong tôn giả này tới. Hãy xem sự lợi hại của bản tôn đây. Toàn Phong tôn giả chính diện đối đầu với một con tà ma chúa hiển thánh bát phẩm. Tuy tà ma chúa không giỏi chiến đấu nhưng dù sao chúng nó cũng có cấp bậc cao, cảnh giới bát phẩm hàng thật giá thật, không phải là loại hàng dởm kém chất lượng. Toàn Phong tôn giả mới đột phá vào cảnh giới tôn giả thất phẩm 50 năm trước, vậy mà lại dám chính diện đối đầu với một con tà ma chúa bát phẩm ư. Đúng lúc này, trên mỗi tay của Toàn Phong tôn giả xuất hiện một thần binh kỳ môn. Đó là đoạn không tử mẫu luân,
thần binh thuộc về tông môn Việt Giới Tông của Toàn Phong Tôn giả. Việt Giới Tông là môn phái cổ xưa được truyền thừa từ thời thượng cổ, tổ sư sáng lập môn phái chính là kiếp tiên cửu phẩm của Thiên Đình Viễn Cổ. Sau khi Thiên Đình Viễn Cổ biến mất, tức là tổ sư khai phái của Việt Giới Tông cũng biến mất, chỉ để lại đôi đoạn không tử mẫu luân này. Nếu tử luân và mẫu luân hợp nhất sẽ có uy lực chém nứt không gian. Sau khi Toàn Phong chân quân tiến vào cảnh giới tôn giả, hắn đã nắm giữ tử luân trong thần binh đoạn không tử mẫu luân của Việt Giới Tông. Mà lúc này, không biết Nho Gia trả giá thế nào mà lại mời được Việt Giới Tông, để cho Toàn Phong tôn giả mang theo một bộ đoạn không tử mẫu luân xuất chiến, trợ giúp Nho Gia. Cực ngầu, cực nổi bật, tất cả mọi người đều đang nhìn ta. Toàn Phong tôn giả nhếch miệng đắc ý. Hắn thuộc loại người nếu càng có nhiều người vây xem hắn, thì hắn lại càng phát huy vượt mức bình thường. Lúc này, dưới sự chú ý của muôn người, hắn cầm thần binh đoạn không tử mẫu luân trong tay, trình độ bùng nổ không giới hạn. Ông! Trên bầu trời, con tà ma chúa kia phát ra tiếng cười cổ quái. Giữa huyền thánh bát phẩm và tôn giả thất phẩm có một lạch trời, phải vượt qua lạch trời này mới có thể nhân tiền hiển thánh. Chênh lệch này cực lớn, chỉ một đôi thần binh không thể nào bù đắp được. Tà ma chúa không biết thần binh trong tay Toàn Phong tôn giả là thuộc tính gì, nhưng chỉ cần giết chết tên tôn giả thất phẩm này thì đôi thần binh kia sẽ thuộc về nó rồi. Tà ma chúa há mồm, nhẹ nhàng phun một luồng hơi thở tà ác về phía Toàn Phong tôn giả. Năng lượng ẩn chứa trong luồng khí tức này còn mạnh hơn cả linh lực, là loại năng lượng cao cấp hơn linh lực một bậc. Luồng khí tức mới rời khỏi miệng tà ma chúa đã lập tức hóa thành một thác nước, như cái lồng chụp về phía Toàn Phong tôn giả. Hơi thở hình thác nước bao phủ mọi hướng của Toàn Phong tôn giả, không chừa đường nào cho hắn né tránh cả. Hây! Lúc này, Toàn Phong tôn giả đột nhiên thét dài một tiếng. Đoạn không tử mẫu luân trong tay bay múa, chém ra nột khách tàn bạo. Nhưng đối tượng bị chém lại không phải luồng khí tức hình thác nước kia, mà là trực tiếp chém về phía con tà ma chúa nọ. Giao! Luồng khí tức hình thác nước của tà ma chúa nhốt Toàn Phong tôn giả vào trong. Cùng lúc đó, đoạn không tử mẫu luân luân cũng xuất hiện trước mặt tà ma chúa. Muốn lấy thương tổn đổi thương tổn sao? Ha ha ha! Tà ma chúa phát ra một trận cười khẽ, thân hình khổng lồ của nó linh hoạt dịch chuyển qua bên cạnh. Vèo, một cái, nó đã xuất hiện ở vị trí cách chỗ cũ hơn 500 thước. Nhát chém do đoạn không tử mẫu luân tạo thành không đánh trúng nó, ngay cả cái vảy cũng không chạm tới được. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người chui ra từ trong nhát chém của đoạn không tử mẫu luân. Là Toàn Phong tôn giả. Hắn nắm giữ đoạn không tử mẫu luân đến một trình độ nhất định, cũng sẽ có thủ đoạn giống với kiếp tiên cửu phẩm, chính là có thể nắm giữ mấy cách vận dụng sức mạnh không gian. Xong việc. Lúc hiện thân ra, Toàn Phong tôn giả không tiếp tục phát động tấn công mà chỉ mỉm cười. Lời vừa ra, con tà ma chúa đã né tránh ra mấy trăm thước kia cứng đờ người. Thân thể nó bị một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện nuốt vào. Khe nứt không gian xuất hiện nhanh, biến mất còn nhanh hơn. Thậm chí tà ma chúa cấp bậc bát phẩm còn chưa kịp thò đầu ra, thì khe nứt không gian kia đã khép lại rồi. Không biết lực lượng không gian đã đưa tà ma chúa đi đâu rồi nữa. Toàn Phong tôn giả giơ cao đoạn không tử mẫu luân, tận hưởng những tiếng hoan hô dành riêng cho hắn. Nhưng một chiêu bất ngờ này của Toàn Phong tôn giả cũng chỉ là dùng sức mạnh không gian rời con tà ma chúa kia đi mà thôi, cho dù có đoạn không tử mẫu luân trong tay, Toàn Phong tôn giả cũng không thể chém chết một con tà ma chúa bát phẩm. Mà lúc này, trên bầu trời Nho Môn vẫn còn 9 con tà ma chúa bát phẩm. Sau khi chứng kiến sự quỷ dị của thần binh đoạn không tử mẫu luân trong tay Toàn Phong tôn giả, chúng nó sẽ không cho Toàn Phong tôn giả cơ hội để lợi dụng nữa. Còn dư lại 9 con tà ma chúa bát phẩm. Nho Gia phải đối phó thế nào đây? Tại vị trí của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Khóe miệng của Diệt Phượng công tử co giật, lặng lẽ giấu mình vào trong đám đạo hữu. Đối với Diệt Phượng công tử, vị Toàn Phong tôn giả trên không trung kia chính là một ông thần phiền. Lúc này, Hằng Hỏa chân quân dùng thiên lý truyền âm, tiếng của hắn truyền đến bên tai các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Bạch đạo hữu, có thể nhờ ngươi kéo con tà ma chúa ở trên không kia lên cao 700 thước được không? 10 con tà ma chúa hiện thân, thật sự là nằm ngoài dự liệu của Bạch Vân Thư Viện. May là bọn họ cũng có lá bài tẩy, nhưng bây giờ muốn phát động lá bài tẩy này, ít nhất thì 10 con tà ma chúa này phải ở vị trí thật cao mới được. Vị trí của 8 con khác đã ổn rồi,
nhưng vị trí của con tà ma chúa ở chỗ các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 và con bị Toàn Phong tôn giả cưỡng ép truyền tống đi trước đó thì hơi thấp. Chỉ cần kéo lên cao chừng 700 thước thôi sao? Không thành vấn đề. Bạch tôn giả gật đầu nói. Hằng Hỏa chân quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì xin nhờ vào Bạch đạo hữu ngươi, Bạch đạo hữu phải chú ý an toàn đấy. Sau chuyện này, Bạch Vân thư viện chúng ta nhất định sẽ có hậu tạ. Truyền âm kết thúc. Bạch đạo hữu, ngươi định làm thế nào? Hoàng Sơn chân quân đưa tay bấm quyết, tung phi kiếm ra. Trực tiếp nổ văng nó lên trời, nổ thẳng đến độ cao yêu cầu. Bạch tôn giả nói. Hoàng Sơn chân quân sững sốt. Đối phương là tà ma chúa cấp bậc bát phẩm đấy nhé. Ta tính hết cả rồi. Bạch tôn giả nói, trước đó, lúc hắn cho nổ phi kiếm dùng một lần ở chỗ bụng của con tà ma chúa này, hắn đã mơ hồ cảm ứng được. Đỉnh đầu của con tà ma chúa này hơi lạ. Chương 757, quả cầu do 20 kiếp tiên hợp lại luyện chế thành. Bạch đạo hữu, người định đánh lui tà ma chúa như thế nào đây? Hoàng Sơn chân quân nhìn con tà ma chúa bát phẩm trên bầu trời, còn cả lũ tà ma cửu u đang không ngừng hạ xuống kia rồi hỏi. Đồng thời, thành viên, nhóm Cửu Châu số 1, đang dùng ánh mắt lựa chọn tà ma trên bầu trời, chọn ra mục tiêu thích hợp với mình từ trong đó, tà ma tứ phẩm trở xuống, không thèm. Tà ma tứ phẩm trở lên có thể tiện tay làm thịt. Tà ma cửu u ngũ phẩm trở lên mới là con mồi ngon lành. Bởi vì chỉ có thân thể tà ma cửu u tứ phẩm trở lên mới có thể đổi lấy hạt sen, quân tử kim liên từ chỗ Bạch Vân Thư Viện. Sức chiến đấu của mỗi một thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều cực kỳ trâu bò, một mình giết tà ma cùng cảnh giới hầu như không có áp lực gì. Bạch tôn giả đáp, muốn đánh bay con tà ma chúa bát phẩm này lên hơn 700 mét, đoán chừng ta phải dùng hết toàn lực mới có thể làm được. Bạch đạo hữu quả nhiên dũng mãnh. Hoàng Sơn chân quân nói, dùng hết toàn lực là có thể đánh bay tà ma bát phẩm lên cao hơn 700 mét, phải biết rằng bạch tôn giả còn cách bát phẩm một đại cảnh giới đó. Nhưng ta không định làm vậy, nếu như dùng hết toàn lực, ta sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu một lúc, vậy thì tiếp theo sẽ không cách nào quay phim nữa. Bạch tôn giả nói vô cùng nghiêm túc, hắn còn định lát nữa thay vài bộ đồ rồi chém giết đám tà ma cửu u đây này. Lệ Chi tiên tử đã chuẩn bị máy quay phim xong xuôi, chuẩn bị quay lại tư thế giết địch oai hùng của hắn bất kỳ lúc nào đây. Nếu suy yếu rồi thì làm sao hắn đóng phim được chứ? Bắc Hà tán nhân. Gạch nối. Đối với bạch tôn giả mà nói, dường như đóng phim còn quan trọng hơn việc chống lại đại quân tà ma thì phải. Cũng may là, Hằng Hỏa chân quân của Bạch Vân Thư Viện không ở đây, bằng không nếu chân quân nghe được lời này của bạch tôn giả chắc sẽ khóc luôn ấy chứ. Có điều nếu ta đã đáp ứng với Hằng Hỏa đạo hữu thì đã có nắm chắc. Dứt lời, bạch tôn giả thò tay vào trong trang bị không gian của mình lấy ra một quả cầu bằng ngọc màu xanh biếc. Đây là báu vật mà ta đã tìm được nó bên trong, sơn trang nghỉ mát, khi vừa phát hiện ra nơi đó, có điều khi đó, nó là mảnh vỡ pháp bảo với rất nhiều hình thái khác nhau nằm rải rác khắp các ngõ ngách trong sơn trang nghỉ mát. Ta đã thu gom hết chúng lại, đánh bóng cải tạo lại lần nữa, mài tất cả mảnh vỡ pháp bảo thành hình một quả cầu. Nó có hiệu quả thú vị lắm đấy. Bạch tôn giả mỉm cười, nói. Chính là cái, sơn trang nghỉ mát, lần trước đã dùng để quay phim. Trước kia bạch tôn giả dùng để chứa một bảo khố nhỏ của mình. Ngày đó sau khi quay phim xong, bạch tôn giả lấy một vài thứ từ trong kho báu ra, mang theo bên người để phòng hờ. Không ngờ lại phát huy được công dụng nhanh như thế. Có hiệu quả thú vị á? Chẳng lẽ nó có các loại hiệu quả như thổi bay với đẩy lùi à? Có thể bỏ qua đẳng cấp kẻ địch mà cưỡng ép đẩy chúng ra hơn 700 mét ư? Tống Thư Hàng hỏi thử. Hắn cũng chơi không ít game nên rất quen thuộc với các loại hiệu quả như cưỡng chế đẩy lùi, thổi bay, lơ lửng trên không trung trong game. Có điều, trong trò chơi có các loại hiệu quả thuộc tính, cưỡng chế đẩy lùi, nhưng trong hiện thực sẽ có pháp bảo tu chân bá đạo như vậy sao? Hiệu quả không khác với những gì Thư Hàng đoán cho lắm. Bạch tôn giả cười khẽ, sau đó tay trái hắn nâng lên một chút, ném quả cầu bằng ngọc này lên cao. Chúng đạo hữu đều tò mò nhìn sang. Muốn xem, bạch tiền bối, thi triển pháp thuật như thế nào, rốt cuộc bảo vật thế nào mới có thể cưỡng chế đẩy lùi, tà ma chúa bát phẩm, ra, 700 mét, đây. Gió mạnh thổi bay, một pháo nổ bay. Quả cầu bằng ngọc được ném lên cao, sau đó, bạch tôn giả nhún eo một cái, thân hình hắn nhảy lên thật cao, tiếp đó, giống như đánh bóng chuyển ấy, tay bạch tôn giả đột nhiên đập vào trên quả cầu bằng ngọc kia.
khi đánh bóng chuyền thì động tác này tựa như đập bóng, mà Bạch Tôn giả lại là phát bóng về phía bầu trời. Ngay sau đó, quả cầu bằng ngọc kia, vèo, một phát bắn mạnh lên trời. Tống Thư Hàng, gạch nối. Đừng bảo với ta cái gọi là cưỡng chế đẩy lùi chính là dùng quả cầu ngọc này đánh bay tà ma cửu u chúa bát phẩm nha. Con tà ma chúa bát phẩm trên bầu trời kia vẫn đang chú ý Bạch Tôn giả. Bản năng nói cho nó biết, tu sĩ nhân loại thất phẩm này có gì đó quái lạ. Cho nên, lúc quả cầu ngọc này đánh về phía nó cũng đã chuẩn bị xong xuôi động tác né tránh. Đồng thời có một luồng năng lượng đang nổi lên trong miệng nó, chuẩn bị thưởng một ngụm đàm cho đám tu sĩ bên dưới. Lúc này, quả cầu ngọc đang phi hành kia lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, quả cầu ngọc kia bỗng dưng xuất hiện nơi bụng của tà ma chúa cửu u rồi đụng mạnh vào thân thể nó. Mẹ nó, sao quả cầu này lại đột nhiên biến mất thế? Quả cầu ma biết biến mất chứ? Quả cầu ma đập tới rồi à? Không đúng, đây chính là lực lượng không gian. Lại là lực lượng không gian, loại thủ đoạn mà chỉ kiếp tiên cửu phẩm mới có này nay đã xuất hiện trên chiến trường hai lần. Nhưng lực va đập của quả cầu ngọc này cũng không lớn, ta có thể chịu được. Toàn thân tà ma chúa bát phẩm bộc phát ra tà khí, cả người phun ra sương mù màu đen dày đặc. Bằng vào sức mạnh của quả cầu ngọc này thì không đả thương được nó. Lúc nó nghĩ vậy, quả cầu xanh biếc kia đang không ngừng quay cuồng, một luồng lực đập đáng sợ truyền đến từ trên quả cầu ngọc. Trong lúc quay cuồng, trên quả cầu ngọc kia thế mà lại mơ hồ phát ra khí tức kiếp tiên cửu phẩm. Thần binh kiếp tiên. Bên trong quả cầu ngọc nhìn như bình thường kia vậy mà lại ẩn chứa 10 luồng, không, là hơn 20 luồng khí tức kiếp tiên cửu phẩm. Chẳng lẽ đây là pháp bảo do hơn 20 kiếp tiên cửu phẩm hợp lại luyện chế thành? Trong lúc đang suy tư, lực va đập truyền ra từ trên quả cầu ngọc kia húc vào, tà ma chúa bát phẩm, đánh nó bay lên cao, trong một hơi thở đã đụng nó văng ra vài trăm thước. Phần bụng của tà ma chúa bát phẩm đau muốn chết, hơn nữa lực va đập của quả cầu ngọc này còn đang tăng cường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ít nhất nó phải bị đánh văng ra hơn 1.000 mét ấy chứ. Mẹ kiếp, 20 tên kiếp thiên kia chắc phải rảnh rỗi sinh nông nổi lắm mới có thể cùng nhau ra tay luyện ra một quả cầu dùng để đập người ta như vậy. Cứ như vậy, tà ma chúa bát phẩm kêu thảm, bị đánh văng lên hơn 1.000 mét. Xong xuôi. Bạch Tôn giả vỗ tay, cười ha ha nói. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước miếng, quả cầu ngọc kia thiệt là lợi hại. Có điều. Bạch tiền bối, quả cầu kia thì sao? Ném ra rồi, không thu hồi lại à? Tống Thư Hằng hỏi, chẳng lẽ pháp khí quý giá như vậy lại là đồ dùng một lần thôi sao? Yên tâm đi, phía trên quả cầu có trận pháp na ná, vạn lý phi độn thuật, lát nữa nó sẽ bay trở về bên cạnh ta. Bạch Tôn giả nói, nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi con, tà ma chúa bát phẩm, bị quả cầu ngọc đẩy bay lên hơn 1.000 mét thì có 1.000 viên. Linh thạch bát phẩm đang bốc cháy điên cuồng trong Bạch Vân Thư Viện. Đây là cảnh tượng, ngọn lửa thiêu đốt, xuất hiện trên bề mặt linh thạch sau khi một hơi kích phát toàn bộ năng lượng ở trong. Những viên linh thạch bát phẩm quý giá này sẽ bùng cháy liên tục trong ngọn lửa cho đến khi cháy sạch. Lúc này, có âm thanh của một lão giả vang lên ở chỗ sâu trong Bạch Vân Thư Viện. Bắt đầu tế đàn, thánh thư hiện thế, khởi trận. Sau tiếng quát khẽ của lão giả, trên toàn bộ vùng trời của Bạch Vân Thư Viện xuất hiện hình dáng 10 quyển sách nho khổng lồ. 10 quyển sách nho này chính là Kinh Văn Thánh Nhân, là kinh văn mà Thánh Nhân Nho Gia chính tay viết nên. Năm đó, Nho Gia có trên 100 quyển Kinh Văn Thánh Nhân giống vậy. Nhưng sau khi Nho Gia bị tà ma cửu u lần lượt vây quét thì đến nay Kinh Văn Thánh Nhân chỉ còn lại 10 quyển này. Sau khi hình dáng 10 quyển kinh thư khổng lồ xuất hiện thì được sắp xếp theo hình bậc thang, mỗi bậc thang cách nhau 100 hoặc 200 mét. Những biến hóa này đều hoàn thành trong nháy mắt. Thậm chí tà ma của thế giới cửu u còn chưa kịp phản ứng thì những biến hóa này đã hoàn thành. Sau đó, 10 quyển Kinh Văn Thánh Nhân phối hợp lẫn nhau, trong lúc mơ hồ, có một hư ảnh tế đàn to lớn được ngưng tụ. Đồng thời, có 10 tấm lưới lớn hư ảo lấy mỗi quyển Kinh Văn Thánh Nhân làm trung tâm mà kéo dài ra. Trên toàn bộ vùng trời Bạch Vân Thư Viện bị che phủ bởi 10 tấm lưới lớn ngăn cách tất cả tà ma cửu u đang hạ xuống và đệ tử Nho Gia ở bên dưới ra. Đây là cái gì thế? Thiên La Địa Võng à? Tống Thư Hàng hỏi. Không, đây là lưới lọc, thứ mà Nho Môn bọn ta đặc biệt chuẩn bị vì ngày này. Cách đó không xa, Đề Đao Thư Sinh khẽ thở hổn hển rồi lên tiếng hồi đáp. Hắn một mạch chạy như điên tới đây. Lưới lọc cái gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi.
Đề Đao thư sinh mỉm cười, đáp. Dựa theo đẳng cấp, lọc tà ma cửu U. Đang khi nói chuyện, thành viên nhóm cửu châu số 1 nhìn thấy, tà ma, trên bầu trời không ngừng xuyên qua 10 tấm lưới lớn hư ảo kia. Thoạt nhìn, 10 tấm lưới lớn hư ảo kia cứ như không tồn tại vậy, căn bản không ngăn cản thân ảnh của đám tà ma này. Nhưng trong quá trình đám tà ma cửu U không ngừng hạ xuống, đột nhiên, sau khi mấy con tà ma lục phẩm xuyên qua 2 tấm lớn lớn thì bị tấm lưới hư ảo thứ 3 chặn lại. Ngay sau đó, tà ma ngũ phẩm bị tấm lưới hư ảo kế tiếp cản lại. Tà ma tứ phẩm bị tấm lưới hư ảo phía dưới nữa ngăn lại. Từ đó suy ra, Tống Thư Hàng lập tức hiểu được, lưới lọc này rốt cục là sao. Nếu xem tà ma thành cá thì 10 tấm lưới lớn này có lỗ lưới nhỏ dần đi. Tà ma có thực lực mạnh mẽ sẽ bị tấm lưới có lỗ lớn nhất ngăn lại. Thực lực yếu đi chút thì sẽ xuyên qua lỗ lưới nhưng lại sẽ bị tấm lưới kế tiếp có lỗ nhỏ hơn một chút chặn lại. Từ đó suy ra, 8 tấm lưới lớn hư ảo đằng trước cũng đủ để ngăn lại các phẩm tà ma cửu U. 2 tấm lưới hư ảo cuối cùng có thể làm công tác bảo đảm. Cho dù có tà ma cửu U ngoài ý muốn xuyên qua tấm lưới đằng trước thì vẫn sẽ bị 2 tấm lưới cuối cùng chặn lại. Lúc này, đám tà ma chúa bát phẩm kia đang bị ngăn lại ở tít ngoài cùng 10 tấm lưới lớn. Chúng nó tấn công vào tấm lưới lớn phía ngoài cùng nhưng lại không cách nào phá tan tấm lưới lớn hư ảo kia. Những tấm lưới lớn hư ảo kia bền chắc như vậy sao? Mời các vị tiền bối và các đạo hữu lựa chọn tầng lưới mình thích để chém giết tà ma. Chỉ cần mang theo tấm phù này, dán nó lên người là có thể đi xuyên qua 10 tấm lưới hư ảo đó. Đề Đao thư sinh giơ tay lấy ra rất nhiều tấm phù bảo. 10 tấm phù bảo này giống như tờ giấy dán hình xăm mà lần trước Bạch tiền bối chế ra. Chỉ cần dán chúng nó lên người là tựa như một hình xăm vậy, có thể tùy ý đi xuyên qua bên trong lưới lớn hư ảo. Nếu trong quá trình chiến đấu mà bị tà ma tấn công từ nhiều phía thì có thể thoát khỏi đó dựa vào năng lực tự do xuyên qua các tầng lưới. Đề Đao thư sinh giải thích. Tống Thư Hàng gật đầu. Có đám lưới này ở đây, đệ tử Nho Gia tiến có thể công, lui có thể thủ, giết tà ma cửu U quả là thoải mái quá chừng. Tấm lưới hư ảo trên bầu trời chính là sân nhà của đệ tử Nho Gia. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi. Nếu ta muốn vào tầng lưới có thể đại chiến với tà ma cửu U tam phẩm thì làm sao bay lên đây? Tu sĩ tứ phẩm trở xuống không biết bay. Tống Thư Hàng có con rối ngân long, có thể mang hắn bay lên. Thế nhưng sau khi bay vào tầng lưới, hắn không có phương pháp chiến đấu trên không, chẳng lẽ phải luôn cưỡi trên thân con rối ngân long mà chiến đấu với tà ma cửu U à? Ngoài ra trong lòng Tống Thư Hàng có một nghi hoặc, nếu Nho Gia có thể làm ra, lưới lọc mạnh mẽ đến thế, vậy vì sao không trực tiếp hóa những năng lượng này thành đòn tấn công? Mà lại phải làm ra một đám lưới lớn phức tạp như vậy chứ? Hoặc là nói, đám lưới hư ảo này là thủ đoạn do, thánh nhân, hoặc 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân, để lại, kỳ thật tiêu hao rất nhỏ. Lúc này, Đề Đao thư sinh đáp. Thư Hàng đạo hữu cũng muốn đi lên chém giết tà ma. Nếu ngươi muốn đi lên, ta có thể dùng thuyền tiên mang ngươi cùng lên. Ngoài ra, lưới hư ảo kia có thể trở thành điểm đặt chân của đạo hữu ngươi. Ngươi có thể đứng bên trên để chiến đấu với tà ma cửu U, mà một ý niệm thôi là ngươi có thể lập tức xuyên qua lưới lớn hư ảo, không cần lo lắng vấn đề chiến đấu đâu. Chuẩn bị của Nho Gia thật sự rất toàn diện. Thư Hàng tiểu hữu, để ta mang ngươi lên cho. Lúc này, giọng nói sang sảng của Tô Thị A Thất truyền đến. A Thất ngự đao mà lên. Độn quang dưới chân tăng vọt. Trên độn quang, Tô Thị A Thập Lục mỉm cười với Tống Thư Hàng, bàn tay cô chơi đùa một thanh đao nhỏ đang không ngừng xoay tròn trong tay cô. Cảm ơn A Thất tiền bối. Tống Thư Hàng không chút khách sáo leo lên trên độn quang của Tô Thị A Thất. Dùng con rối ngân long phải tiêu hao linh thạch, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Lúc này, Bạch Tôn Giả đã phóng lên trời. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước đây. Lệ Chi tiên tử. Việc quay phim dựa vào cô đấy nhé. Cứ tin ở ta, trình độ quay phim của ta không kém người quay phim chuyên nghiệp đâu. Lệ Chi tiên tử cười nói, theo sát phía sau Bạch Tôn Giả. Bởi vì Bạch Tôn Giả muốn quay phân cảnh nhân vật chính, lăng dạ, chém giết trong quân địch, cho nên kẻ địch hắn lựa chọn là tà ma tứ phẩm. Chém giết tà ma đẳng cấp này không tốn sức, một kiếm có thể chém nhiều con. Dù bị đối phương tấn công thì Bạch Tôn Giả cũng không đau không ngứa gì. Đúng là vô cùng thích hợp để quay phân cảnh chém giết. Trong tầng lưới hư ảo của tà ma tứ phẩm, Bạch Tôn Giả đại phát thần uy, kiếm quang quét ngang, bắt đầu thu gặt,
tà ma tứ phẩm như một cỗ máy cắt cỏ. Trong hai hơi thở đã có vài chục con tà ma tứ phẩm bị chém ngã trên đất, ma huyết rơi như mưa. Tiếp đó có một cây liễu yêu lặng lẽ đi theo phía sau Bạch Tôn giả, cô ta lấy ra một cái túi càn khôn rồi bỏ toàn bộ thi thể của đám tà ma vào trong đó. Đám tà ma tứ phẩm bị chém đến ngu người luôn, lập tức tránh Bạch Tôn giả thật xa, không dám tới gần. Đừng chạy, tiến lên nào, mau lên đây chém ta đi mà. Bạch Tôn giả nói lời khiêu khích với mấy con tà ma tứ phẩm cách đó không xa. Tà ma tứ phẩm lắc đầu nguầy nguậy. Bạch Tôn giả nắm kiếm, thở dài xa xăm. Hây, vậy làm sao còn quay phân cảnh chém giết oai vệ được đây? Chương 758, đây là bị trêu ghẹo sao? Bạch tiền bối, uy hiếp chúng nó đi, không tiến lên thì chết. Lệ Chi tiên tử ở phía sau cười nói. Lúc này, bên cạnh Lệ Chi tiên tử có một vị đệ tử nho ra mang vẻ mặt ngu ngơ, hỏi. Nhưng nếu đám tà ma tiến lên thì không phải cũng chết sao? Có gì khác nhau đâu? Lệ Chi tiên tử trợn trắng mắt, đừng có thành thật vậy được không? Hết cách rồi, chúng ta lên tầng lưới lọc ngũ phẩm đi. Tà ma ngũ phẩm mới có thể chống đỡ thêm hai chiêu, quay phân cảnh chém giết hăng hái cũng giống thật hơn. Bạch Tôn giả vung kiếm, sau đó dùng linh lực của mình quấn lấy cây liễu yêu. Hắn cũng không ngự kiếm phi hành, khoảng cách vẻn vẹn 200-300 thước, Bạch Tôn giả chỉ cần dùng lực nhảy một cái, là có thể nhảy tới rồi. Lệ Chi tiên tử vác máy quay phim theo sát phía sau, bay về phía tầng lưới lọc tà ma ngũ phẩm. Còn sót lại một đám đệ tử nho ra mang vẻ mặt cảm khái. Tiếp đó, thừa dịp tà ma cửu u tứ phẩm bị Bạch Tôn giả dọa sợ đến vỡ mật, đệ tử nho ra chen nhau nhào lên, nhân cơ hội chém ngã một đám tà ma. Bên kia, Tô Thị A Thất mang Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thả vào trong tầng lưới lọc tà ma tam phẩm. Đến rồi, lúc chiến đấu các ngươi chú ý an toàn của bản thân nhé. Thư Hàng tiểu hữu, phiền ngươi trông chừng A Thập Lục một chút, đừng để con nhóc này giết đến đỏ mắt nhé. Tô Thị A Thất dặn dò. Tô Thị A Thập Lục bất mãn nói. Ta cũng có phải loại cuồng đánh nhau đâu. Ha ha ha. Tô Thị A Thất cười ha ha, ngự đao bay về phía tầng lưới lọc tà ma ngũ phẩm. Tống Thư Hàng dẫm trên tấm lưới hư ảo, phát hiện giống như đang dẫm trên đất bằng vậy, không hề ảnh hưởng đến việc chiến đấu của hắn. Lúc này số lượng tà ma bên trong tầng lưới tà ma tam phẩm đã hơn 1.000. Nhưng tu sĩ nho ra chỉ có chừng 10 vị, cộng thêm Thư Hàng và A Thập Lục thì cũng chỉ có 14 người, tu sĩ tam phẩm không có năng lực ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dựa vào các loại pháp khí như thuyền tiên, con rối phi hành, hoặc là nhờ tu sĩ tứ phẩm trở lên mang tới, cho nên bay lên khá là chậm. Số lượng tà ma tương đối nhiều, số lượng tu sĩ thì lại ít. Đám tà ma nhanh chóng bao vây rồi tách rời nhóm tu sĩ ra. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục cũng nhanh chóng bị mười mấy con tà ma cửu u tam phẩm bao vây. Tống Thư Hàng lấy bảo đao bá toái ra, cười ha ha nói. Thì nhiều khi ít à. Số lượng không ít đâu, mau xử đẹp chúng nó đi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, tà ma cửu u tứ phẩm trở xuống không đổi được hạt sen, quân tử kim liên. Trên thực tế, Tô Thị A Thập Lục muốn đến tầng lưới tà ma tứ phẩm cơ, tuy rằng cô còn chưa tấn chức tứ phẩm. Nhưng sức chiến đấu của cô tuyệt đối không kém gì tu sĩ tứ phẩm bình thường, chỉ thiếu mỗi chuyện ngự đao phi hành mà thôi. Hiện cô đang nghĩ, có cơ hội lên tầng lưới tà ma tứ phẩm không nhỉ? Lúc này, mười mấy con tà ma bao vây Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục phát ra tiếng cười gằn. Chậc chậc, vậy mà lại phát hiện một mỹ nhân xinh đẹp ở chỗ này. Tiểu cô nương đúng là đại mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, cô ở bên cạnh tên ẻo lả này có được không đó? Chỉ bằng đá hắn rồi ấy ấy với bọn ta nhé. Trời làm chăn đất làm giường, núi làm gối đầu trăng làm đèn, há chẳng vui sướng sao? Sẽ thoải mái lắm đó. Bảo đảm cô vui vẻ rồi còn muốn vui vẻ hơn nữa cơ. Tuy rằng dáng vẻ của tà ma cửu u vô cùng kỳ quặc, nhưng khiếu thẩm mỹ về tu sĩ nhân loại của bọn nó lại giống với con người. Đối với tà ma thế giới cửu u, tu sĩ nhân loại có thể là lô đỉnh ngon lành dùng để song tu tăng công lực. Hơn nữa, mang tu sĩ nhân loại vào thế giới cửu u, dùng các loại thủ đoạn khiến bọn họ bị nhiễm khí tức của thế giới cửu u, dùng năng lượng dơ bẩn của cửu u làm ô nhiễm họ, nhìn họ rơi vào tuyệt vọng cũng là một chuyện rất thú vị. Tống Thư Hàng, gạch nối, A Thập Lục lại bị trêu ghẹo rồi. Kỳ thật từ rất lâu trước đây hắn đã luôn hoài nghi một việc.
có phải Tô Thị A Thập Lục trong trạng thái im lặng không lên tiếng có kèm theo, vầng sáng bị trêu ghẹo hay không? Nhớ lần đầu tiên gặp Tô Thị A Thập Lục, cô đang bị một đám côn đồ đùa giỡn nè, ca bê đôn nè, lại không chỉ một lần nữa chứ. Tống Thư Hàng quay đầu lại, nháy mắt với A Thập Lục. A Thập Lục cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Có điều, dù là vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn xinh xắn kia thì vẫn rất đáng yêu. Ui, dù tức giận thì cũng dễ thương hết sức hà, để bọn ta chăm sóc cô nhé. Đám tà ma thế giới cửu u dần thu vòng vây lại, phát ra tiếng cười quái dị. Tống Thư Hàng cười khà khà, vì sao rất nhiều người và tà ma đều không hiểu được đạo lý không tìm chết thì sẽ không chết kia vậy nè. Vốn có thể chết nhẹ nhàng khoan khoái chút, giờ chọc giận Tô Thị A Thập Lục rồi, đám tà ma cửu u này nhất định sẽ chết rất thảm. Ngay lúc Tống Thư Hàng nghĩ vậy, một con tà ma cửu u hình dạng côn trùng đang bao vây hai người lên tiếng nói. Ý, kỳ thật nhìn kỹ thì dáng dấp tiểu tu sĩ này cũng rất đáng yêu. Da mịn thịt mềm, bộ dáng trông rất ngon ăn đó. Dường như lời của nó cũng gợi nên hứng thú của mấy tà ma cửu u bên cạnh, ánh mắt đám tà ma chuyển từ trên người Tô Thị A Thập Lục sang Tống Thư Hàng. Tiếp đó, mắt chúng nó sáng lên. Tiểu tu sĩ anh tuấn quá đi hà, không bằng theo bọn ta đi. Để chúng ta cùng nhau lấy trời làm chăn, đất làm giường. Núi làm gối, đầu trăng làm đèn. Há chẳng vui sướng sao? Sẽ rất thoải mái đó nha. Bảo đảm ngươi vui vẻ rồi còn muốn vui vẻ hơn. Ấy, hắn cũng bị trêu ghẹo. Đám tà ma cửu u này ở đâu chui ra mà giỡn ngu dữ vậy? Chiêu chiêu ghẹo kiểu này là đang đọc lời thoại trong kịch bản sao? Hi hi! Tô Thị A Thập Lục phát ra tiếng cười giòn giã, đao nhỏ chuyển động cực nhanh trong tay cô, quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, nháy mắt. Đậu! Báo ứng này tới nhanh thật đấy, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết đi! Đám tà ma cửu u nghe lời nói của Tống Thư Hàng thì nhao nhao cười khẩy. Xem ra tiểu tu sĩ và tiểu mỹ nhân này không muốn đi theo chúng ta. Vậy thì cứ cậy mạnh hốt về thôi, đáng tiếc dưa hái non không ngọt. Không sao đâu, tuy rằng dưa hái non không ngọt, nhưng chúng ta có thể thêm đường. Càng phản kháng lại càng có thêm hứng thú. Lên đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt đám tà ma cửu u lộ vẻ dữ tợn. Trong quá trình chúng nó trêu ghẹo Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, trên thực tế lại lặng lẽ đứng ngay vị trí. Đây là một loại phương pháp hợp kích đơn giản của thế giới cửu u, sau khi đứng đúng vị trí thì mười mấy con tà ma cửu u có thể như sóng biển vậy, làn sóng sau nối tiếp làn sóng trước mà đánh về phía kẻ địch, vĩnh viễn không ngừng. Tuy rằng chúng nó thích tu sĩ nhân loại anh tuấn xinh đẹp, muốn bắt về để song tu. Nhưng giờ đang trong chiến đấu, chúng nó không hề bị ham muốn làm cho choáng váng đầu óc, việc quan trọng hơn chính là giết chết đám tu sĩ nhân loại này. Kiểu như chiến trận gì đó hả? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, lúc này trên người hắn đã mặc vào chiếc đạo bào đổi từ chỗ hòa thượng Tây kia, lại lấy bảo đao bá toái ra. Tiếp đó, hắn thả thông nương ra, cũng giao một túi càn khôn, mượn được từ chỗ tiền bối cho thông nương. Không tính là chiến trận, chỉ là một loại phương pháp hợp kích thô thiển, nếu không ta đã ra tay chặn lại từ lâu rồi. Tô Thị A Thập Lục hồi đáp, bây giờ có thể ra tay chưa? Tống Thư Hàng dò hỏi. Lúc này, đôi mắt Tô Thị A Thập Lục sáng ngời. Ngay lúc này, ra tay thôi. Mười mấy con tà ma cửu u vừa đứng đúng vị trí hợp kích, trong nháy mắt chúng chuẩn bị ra tay, cũng là lúc chúng nó suy yếu nhất. Trong lòng Tống Thư Hàng đã tích lửa từ sớm, sau khi nghe được lời nói của Tô Thị A Thập Lục thì lập tức há miệng gầm lên một tiếng. Growl. Lúc tiếng gầm, sư hống công của Phật Tông lấy được từ thông nương vang lên thì tựa như tiếng sấm rền cuồn cuộn vọng lại từ phía chân trời vậy. Có thể khiến kẻ địch cực kỳ dũng mãnh trở nên kinh hồn bạt vía, sở hữu uy lực kỳ diệu khiến lòng người kinh hoàng. Trong sư hống công lần này, Tống Thư Hàng không kèm theo thiên phú khẩu khiếu, huyền âm. Bởi vì đối thủ là tà ma cửu u, sư hống công, thuần khiết có được hiệu quả phá tan tà ma, trừ khử tâm ma ẩn nấp của Phật Tông. Một tiếng gầm này, thân thể của đám tà ma cửu u chung quanh không kềm được mà dừng lại. Làm cho gọn vào. Tô Thị A Thập Lục cười hì hì. Đoạn đao trong tay chém ngang một cái, đao khí tung hoành. Tống Thư Hàng ra tay cùng lúc, chân hắn đạp thân pháp, quân tử vạn lý hành, lướt một bước đã xuất hiện trước mặt tà ma cửu u hình dạng côn trùng. Chính là con tà ma cửu u này mở miệng trêu ghẹo hắn đầu tiên. Cho nên, Thư Hàng vẫn luôn nhớ cái mặt của nó. Sơ bảo đao bá toái lên,
một luồng lực lượng bình thường không gì đặc sắc được chém ra, có điều một đao kia đã phát huy, đao pháp cơ sở, đến cực hạn. Đao pháp cơ sở của Tống Thư Hàng vốn đã tăng đến cảnh giới đại thành nhờ Diệt Phượng công tử, sau đó lúc đóng phim lại được Bạch Tôn giả chỉ điểm. Hiện tại đao pháp cơ sở của hắn đã lưu loát hơn rất nhiều. Lúc này tà ma cửu u còn đang trong trạng thái ngây người do bị hạn chế kinh sợ của Sư Hống Công gây nên. Một đao kia của Tống Thư Hàng chém xuống không thương tiếc gì, trực tiếp chém đầu nó ra làm đôi. Đồng thời, đao mang hỏa diễm chuyển động trên đao rót vào cơ thể tà ma cửu u, trực tiếp phá hủy sức sống của nó. Tà ma cửu u hình dạng côn trùng thân tử đạo tiêu. Chết sạch sẽ gọn gàng. Một đao chém tà ma cửu u tam phẩm, trong miệng Tống Thư Hàng phun ra một ngụm chọc khí. Tà ma cửu u tam phẩm này còn yếu hơn trong tưởng tượng của hắn. Lẽ nào, lưới lọc mà Bạch Vân Thư Viện bố trí không chỉ có thể ngăn cản đám tà ma này, mà còn kèm theo hiệu quả làm suy yếu năng lực tà ma sao? Nhưng bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Thừa dịp hiệu quả, sư tử hống, còn chưa tán đi, cổ tay Tống Thư Hàng khẽ lật, trên thân đao có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn lắc eo một cái, một đao chém ngang một con tà ma hình thú bên cạnh. Nhưng lúc này, con tà ma hình thú kia đột nhiên cười gằn, thân hình nó co rút lại, nhẹ nhàng tránh khỏi một đao của Tống Thư Hàng. Đồng thời, nó nhảy đến trước người Tống Thư Hàng, móng vuốt sắc bén như đao chụp tới Thư Hàng. Nó đã sớm khôi phục từ trong kinh sợ của sư tử hống, nhưng vẫn giả dạng thành dáng vẻ chưa khôi phục lại. Điều nó chờ chính là ngay lúc này, phản kích chí mạng. Nếu một kích này đập trúng, ít nhất có thể khiến tiểu tu sĩ nhân loại này trọng thương. Ha ha! Tống Thư Hàng không chút kinh hoàng, hắn chỉ khẽ nâng tay trái lên, ngăn cản móng vuốt sắc bén của tà ma. Bằng vào da mịn thịt mềm của ngươi mà muốn ngăn cản ta. Tà ma hình thú cười lạnh. Tà khí trên người bạo phát, tốc độ móng vuốt nhanh hơn một phần. Nó cảm thấy dựa vào tốc độ và sự sắc bén của móng vuốt mình, một hơi thở là có thể xé nát cánh tay của tên tu sĩ nhân loại này. Chương 759, đao pháp của chúng ta lưu loát như thế, lên tầng trên chơi chút nhé. Không chỉ như vậy, tà ma hình thú có lòng tin là có thể xé xác tiểu tu sĩ nhân loại này luôn. Móng vuốt sắc bén dẫn theo gió tanh bỗng nhiên chém xuống. Lúc này, tà ma hình thú như thấy được hình ảnh tiểu tu sĩ nhân loại trước mắt bị nó phá bụng móc ruột, ngã xuống đất kêu rên. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, nó cảm thấy máu thú toàn thân sôi lên sùng sục. Keng! Vuốt thú và cánh tay Tống Thư Hàng va vào nhau lại phát ra tiếng kim loại đụng nhau. Đồng thời có một cỗ lực phản chấn truyền đến móng vuốt của tà ma hình thú, nó cảm giác móng vuốt của mình tê dần. Làm sao có thể chứ? Tà ma hình thú sững sờ. Chẳng biết từ lúc nào mà trên cánh tay Tống Thư Hàng lại nhuốm lên một tầng màu thép. Một kích tất thắng của tà ma hình thú thế mà không thể lưu lại được chút dấu vết nào trên cánh tay sắt thép kia. Ha ha, thật sự cho rằng, cương thủ của ta chỉ có thể dùng để trưng thôi à? Tống Thư Hàng cười khà khà, cánh tay hóa thành sắt thép thuận thế chụp một cái về phía trước, túm lấy vuốt thú của con tà ma nọ. Tiếp đó, sức mạnh thô bạo trên tay Thư Hàng được phát động, nắm lấy con tà ma kia vung mạnh hai vòng. Tuyệt kỹ thân truyền, phong hỏa luân, của má mì lệ chi. Kèm theo các loại hiệu quả tiêu cực như sợ hãi, nôn mửa, run chân. Có cảm nhận được sự khủng bố của tuyệt kỹ này chưa? Sau khi vung mạnh hai vòng liên tiếp, tay trái Tống Thư Hàng nện mạnh một cái, đánh cho con tà ma kia lăn quay trên đất. Ngay sau đó, hỏa diễm đao, trong tay phải hắn chém xuống lần nữa, một đao chém chết con tà ma hình thú kia. Đồng thời, đao khí hỏa diễm rót vào trong cơ thể tà ma. Diệt sạch tinh thần và thân thể nó. Chủng loại tà ma cửu u rất đa dạng, một vài loại dù chém nứt đầu cũng không chết được, chém một cái còn có thể sinh ra nhiều cái khác. Cho nên, lúc chém giết tà ma cửu u thì tốt nhất là dùng các loại thủ đoạn như đao mang, kiếm khí, chân khí, rót vào trong cơ thể chúng, triệt để phá hủy sức sống của chúng. Phía sau, Thông Nương lặng lẽ nhặt thi thể tà ma lên ném vào trong túi càn khôn. Lúc nhặt xác, vẻ mặt Thông Nương rất bình tĩnh. Nhưng búp hành của cô lại tê dần. Tống Thư Hàng lại mạnh lên rồi. Trong lúc vô tình, thằng nhóc có tên Tống Thư Hàng kia đã từ trình độ bị sát thủ nhị phẩm của Tam Thập Tam Thú Thần Tông, treo lên đánh, khẽ lắc người một cái đã biến thành trình độ treo tà ma cửu u tam phẩm lên đánh. Tống Thư Hàng càng mạnh, Thông Nương lại càng cảm giác tự do của mình càng không có hy vọng, tự do của cô như có được đôi cánh thật sự, vỗ cánh bay xa. Lúc này khí thế của Tống Thư Hàng như cầu vồng.
hắn cảm giác đám tà ma tam phẩm này hơi yếu thì phải. Mặc kệ có phải do lưới lọc mà suy yếu hay không, nhưng tà ma cửu u tam phẩm loại trình độ này, hắn cảm thấy mình có thể đánh một trận. Nữa nào, kế tiếp là con tà ma thứ ba, nhận lấy cái chết đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, vùng vẫy bảo đao bá toái trong tay, lần này thi triển tật phong đao. Đao pháp mà hắn dùng long ma dược tề đổi lấy từ Tuyết Lang động chủ, được xưng là đao pháp có 10 đao đầu với đao sau nhanh hơn đao trước. Dù Tống Thư Hàng mới nhập môn đao pháp này thôi, nhưng 10 đao nhanh chóng giết chết một con tà ma cửu u tam phẩm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Thư Hàng xoay người lại, đang chuẩn bị chém giết con tà ma cửu u thứ ba. Lúc này, đầu con tà ma cửu u thứ ba đột nhiên phóng lên cao, tiếp đó tà ma ngã nhào xuống đất, không dậy được nữa. Khóe mắt Tống Thư Hàng giật một cái, nói. A Thập Lục, cô đây là rảnh quái đó. Tô thì A Thập Lục yêu kiều hừ một tiếng. Là tự ngươi giải quyết kẻ địch quá chậm đấy Thư Hàng tiểu hữu. Lúc này, bên cạnh A Thập Lục, mười mấy con tà ma cửu u bao vây cô đã gục xuống toàn bộ. A Thập Lục xoay tròn đoản đao trong tay, xinh đẹp đáng yêu. Búp hành của thông nương tê dần lên, nhanh chóng nhặt mười mấy con tà ma cửu u kia bỏ vào túi càn khôn. A Thập Lục này bình thường trông đáng yêu thế kia, không ngờ lại là một sát tinh, đáng sợ quá đi mất. Sao không có một ai ở cùng Tống Thư Hàng mà bình thường hết vậy trời? Mấy phút sau, Thư Hàng phối hợp với Tô Thị A Thập Lục liên tiếp chém giết hơn 20 con tà ma cửu u tam phẩm như một chiếc máy gặt vậy. Thây phơi khắp nơi, hai người sóng vai mà đứng. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Thư Hàng, người có cảm thấy đám tà ma tam phẩm này hơi yếu không? Tống Thư Hàng gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi lưới lọc dưới chân chúng ta có năng lực làm tà ma yếu đi, khiến đám tà ma tam phẩm này không chịu nổi một kích. Vậy chi bằng chúng ta đi lên nhé. Ánh mắt Tô Thị A Thập Lục sáng lên, nói. Đao pháp của hai chúng ta lưu loát như vậy, phối hợp với nhau đánh một con tà ma tứ phẩm hẳn là không thành vấn đề đâu. Tà ma cửu u tam phẩm không đổi được hạt sen, quân tử kim liên, tối đa chỉ có thể đổi chút linh thạch từ Bạch Vân Thư Viện. Tô Thị A Thập Lục không thèm chỗ linh thạch đó. Vì vậy, cô muốn thu thập tà ma cửu u tứ phẩm trở lên, như vậy có thể đổi lấy hạt sen quân tử kim liên. Cô rất có hứng thú với việc hạt sen có thể mang đến, dị năng, gì cho cô. Hơn nữa, nếu dư hạt sen thì cô còn có thể đưa cho Tống Thư Hàng. Sau khi dị năng, thiệt chán liên hoa, của Tống Thư Hàng thăng cấp thì một hơi có thể phun ra 4 đóa hoa sen. Nói không chừng khi ấy sẽ rất thú vị lắm. Tống Thư Hàng nghe vậy. Trong lòng khẽ động. Có lẽ có thể thử xem. Có điều chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nếu có gì không thích hợp thì lập tức dùng phù văn Bạch Vân Thư Viện đưa chúng ta trở lại trong tầng lưới tà ma tam phẩm. Ừ, đương nhiên rồi. An toàn là số một mà. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Vậy chúng ta lên đi. Tống Thư Hàng moi con rối ngân long kia ra. Đến lúc hóa trang thành kỵ sĩ rồng rồi. Tô Thị A Thập Lục vươn tay túm lấy thông nương cùng nhảy lên con rối ngân long. Cô nhìn con rối ngân long này, cười hỏi. Thư Hàng, trong khoảng thời gian ta bế quan, dường như ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ. Con rối ngân long này là đạo cụ phi hành do Mặc Môn sản xuất ra, rất quý giá. Mặc dù rất tốn linh thạch, nhưng đối với tu sĩ tứ phẩm trở xuống thì nó lại là một trong những cách bay lượn trên không tốt nhất. Ừ, chuyện mà ta trải qua trong khoảng thời gian này đúng là khó mà nói rõ. Ta cảm giác 17 năm cuộc đời trước đây của ta cộng lại cũng không đặc sắc bằng đoạn thời gian này. Tống Thư Hàng đáp, trải qua rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này cũng khiến hắn trở nên đặc biệt kiên định. Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên con rối ngân long. Đi thôi. Dưới sự khống chế của Thư Hàng, con rối ngân long bay về phía tầng lưới tà ma tứ phẩm. Bên trong tầng lưới tà ma tứ phẩm cũng có mấy thành viên của nhóm Cửu Châu số 1. Vợ chồng dược sư ở lại trong tầng này. Trên thực tế Giang Tử Yên hoàn toàn có thể tiến vào tầng lưới tà ma ngũ phẩm, nhưng cô nhất định muốn ở lại với dược sư. Đôi vợ chồng này mà liên thủ thì hiệu suất tiêu diệt tà ma cao đến đáng sợ. Dược sư chỉ moi ra cái lò nhỏ, thỉnh thoảng bỏ ít dược liệu vào trong đó. Tiếp đó, tà ma xung quanh hắn ngã xuống thành đàn. Đương nhiên, độc đan mà dược sư lâm thời phối chế còn không đến mức trực tiếp độc chết tà ma. Độc dược trong lò này chỉ là mấy loại thuốc mê nhằm vào tà ma, hoặc là độc dược khiến toàn thân tà ma cửu u như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích. Sau khi đám tà ma ngã xuống, Giang Tử Yên cầm kiếm ra ngoài lượn một vòng,
nhẹ nhàng tàn sát đám tà ma kia rồi bỏ vào túi càn khôn. Còn dễ hơn cắt cỏ ấy chứ. Mắt đám tà ma bị giết đều đỏ lên, thế nhưng không con tà ma nào có thể chịu được kịch độc của dược sư. Cuối cùng, đám tà ma tứ phẩm kia chỉ có thể tránh dược sư thật xa. Không chọc nổi, ông đây còn tránh không thoát à. Đáng tiếc chúng nó thật sự tránh không thoát, vợ chồng dược sư cũng biết di chuyển mà. Cách chỗ vợ chồng dược sư không xa, Ngư Kiều Kiều hiện ra yêu thân, hóa thành giao ngư, một mình đối phó hơn 10 con tà ma tứ phẩm. Có huyết mạch giao long, lại thêm ngư dược long môn trở thành bán ngư nhân, cộng với việc trong khoảng thời gian này Ngư Kiều Kiều vẫn luôn dùng ngộ đạo thạch và nguyệt quang thạch để tu luyện nên thực lực tiến bộ như bay. Mà tà ma tứ phẩm quả nhiên cũng bị yếu đi, thực lực bị hạn chế. Vì vậy, hiện tại Ngư Kiều Kiều lấy một chọi 10 cũng không thành vấn đề. Mà dưới thân của cô đã có 7 con tà ma cửu u gục xuống, thân thể bị Ngư Kiều Kiều đập bẹp, thành quả chiến đấu chất chồng. Con rối ngân long chở theo Thư Hàng và A Thập Lục tiến vào tầng lưới tà ma tứ phẩm, có hộ phù trên người, những tấm lưới hư ảo này sẽ không ngăn cản hai người Thư Hàng. Mà thông nương được chân khí của A Thập Lục bao quanh cũng sẽ không bị tấm lưới hư ảo kia chặn lại. Tống Thư Hàng thu hồi, con rối ngân long. Cách đó không xa, có một con tà ma tứ phẩm hình mũi bự đã nhận ra Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, tiếp đó ánh mắt nó lập tức sáng lên. Trước đó con tà ma hình mũi bự này đã bị sợ vỡ mật. Lúc nó vừa rơi vào không gian tầng lưới này, đầu tiên là gặp phải máy cắt cỏ hiệu Bạch Tôn giả có 102, gạt lấy tính mạng một đám lớn đồng bạn. Tiếp đó thật không dễ dàng gì Bạch Tôn giả mới lên tầng trên chơi, lại gặp phải đôi vợ chồng dược sư nam có độc nữ hung ác kia. Nếu không phải nó biết nhìn thời cơ chuồn đi nhanh thì nó cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của vợ chồng dược sư mất rồi. Tà ma hình mũi bự lặng lẽ tránh ra sau lưng đám đồng bạn. Sau đó, nó bắt đầu quan sát toàn bộ không gian trong tầng lưới tà ma tứ phẩm xem tu sĩ nào yếu nhất. Nó muốn chọn kẻ yếu nhất mà ra tay. Khi nó đang tìm một vòng thì đột nhiên thấy được bóng dáng Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Hai tu sĩ nhân loại kia có cảnh giới tam phẩm. Không cần phải nói, không thể tìm ra đối thủ nào yếu hơn hai tu sĩ kia trong tầng không gian này nữa. Hai quả hồng mềm này đáng giá cho nó bóp. Vậy là tà ma hình mũi bự ta vui vẻ vào tới. Nhanh vậy đã có tà ma giết tới rồi à? Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái, sắp sửa phải chính diện cứng đối cứng với đối thủ cấp bậc tứ phẩm. Còn nhớ năm đó, lúc An Chi Ma Quân của Vô Cực Ma Tông cũng là cấp bậc tứ phẩm hóa thành xương mù dày đặc bắt hắn đi, trong tay An Chi Ma Quân, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu không phải lúc ấy người của Tiên Nông Tông mai phục, hơn nữa đậu đậu kịp thời chạy tới thì lúc đó Tống Thư Hàng đã bị An Chi Ma Quân xem như Tô Thị A Thập Lục mà đưa đến Vô Cực Ma Tông rồi. Vật đổi sao rời. Hiện tại, đối mặt với đối thủ cấp bậc tứ phẩm lần nữa, mặc dù là bản suy yếu nhưng hắn đã không hề yếu đuối không có sức chống cự như xưa nữa. Đúng lúc có thể kiểm tra thực lực của mình bây giờ xem sao. Đoán chừng là xem chúng ta thành quả hồng mềm mà tới bóp đây, có điều chúng ta thật sự là hai quả hồng mềm nhất trong tầng này. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười. He he. Tống Thư Hàng nói. Thập Lục, ta ngăn đòn tấn công của nó, cô phụ trách tấn công. Chương 760, chết dở, Lệ Chi tiên tử bị cầu đập chúng rồi. Dứt lời, hai cánh tay Tống Thư Hàng đều biến thành màu thép rắn, thần kỹ rèn sắt cương thủ bị hắn vận chuyển tới trình độ cao nhất. Đồng thời tay trái của hắn nắm thành quyền, âm thầm thi triển kim cương phục ma quyền. Đây là phiên bản nâng cấp của kim cương căn bản quyền pháp, đối phó tà ma cực kỳ hiệu quả. Tống Thư Hàng định dùng quyền pháp này để thăm dò thực lực của tà ma tứ phẩm. Còn bên tay phải cũng đã bày xong tư thế của nghịch lân đao pháp. Năng lực phòng ngự của bộ đao pháp phòng thủ này vẫn chưa từng khiến Tống Thư Hàng thất vọng lần nào. Ok, vậy ngươi bảo vệ, còn ta tấn công. Tô Thị A Thập Lục vui vẻ đồng ý. Tốc độ của tà ma mũi khổng lồ nọ rất nhanh. Trong lúc tấn công, nó không bay theo đường thẳng, mà lúc thì lạn sang trái, lúc thì lượn qua phải, lúc thì phóng lên cao, lúc lại bay xuống thấp. Chơi chiến thuật để tấn công à? Tống Thư Hàng cảm thấy chỉ bằng con tà ma mũi khổng lồ này cứ tấn công thẳng tới luôn để gia tăng tốc độ công kích cho rồi. Chứ cứ bay lên bay xuống, lượn trái lượn phải thế này cũng không quấy nhiễu được hắn. Trong lúc đang suy tư, con mũi khổng lồ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Tống Thư Hàng. Đây là do mũi khổng lồ đột nhiên bùng nổ tốc độ, vọt đến bên cạnh Tống Thư Hàng.
vì mũi khổng lồ bùng nổ tốc độ trong nháy mắt nên nó đã thoát ra khỏi cực hạn cảm ứng thị giác của Tống Thư Hàng. Mũi khổng lồ cười gằn, đâm cái vòi to dài về phía Tống Thư Hàng. Nếu bị đâm trúng, chỉ cần một hơi thở là nó có thể hút khô Tống Thư Hàng. Ngay lúc này, Tống Thư Hàng vung bá toái đao ở bên tay phải lên, vẻ mặt không hề hốt hoảng, nói. Mắt không nhìn thấy, không có nghĩa là ta không bắt được ngươi. Long lân thức trong nghịch lân đao pháp đã được xúc thế từ trước, lúc này lập tức chém ra. Đao pháp hóa thành vảy rồng, bảo vệ toàn thân. Keng! Cái vòi của mũi khổng lồ đụng phải một tầng đao khí vảy rồng thật dày, một kích cực mạnh của nó lại không thể phá vỡ tầng phòng ngự của Tống Thư Hàng ư. Không ngờ tên tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi này lại có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Tà ma mũi khổng lồ thầm giật mình, một kích không trúng, nó không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ vỗ cánh, giật người lui về phía sau. Ha ha, đừng có đi chứ, chiến đấu chỉ mới bắt đầu thôi mà, người đâm ta một kích, vậy ngươi cũng nên ăn lại một quyền của ta mới phải đạo. Tống Thư Hàng cười ha ha, tay trái cũng đã xúc thế kim cương phục ma quyền một kim cương hàng lâm trước đó, giờ lập tức thi triển ra. À, kim cương hàng lâm là cái tên do Tống Thư Hàng tự đặt. Người sáng tạo ra kim cương phục ma quyền có chứng sợ đặt tên, bất kể là chiêu thức trong kim cương căn bản quyền pháp hay trong bản nâng cấp kim cương phục ma quyền đều không có tên, chỉ dùng 1, 2, 3, 4, 5 để đặt đại. Ngay khi tà ma mũi khổng lồ lui ra chừng một thước, nắm đấm của Tống Thư Hàng đã vung tới. Tống Thư Hàng toàn lực thúc dục tiên thiên chân khí hóa lỏng của tam thập tam thú trong cơ thể. Lúc thi triển kim cương phục ma quyền, sẽ chủ động phối hợp với ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng, trên người hắn bỗng hiện ra hư ảnh một vị lực sĩ kim cang. Hư ảnh lực sĩ kim cang bao bọc Tống Thư Hàng ở bên trong, nó có dung mạo giống như Tống Thư Hàng, ngay cả quần áo cũng giống hệt. Hư ảnh lực sĩ kim cang này phối hợp vung quyền cùng lúc với Tống Thư Hàng, tăng cường uy lực của kim cương phục ma quyền. Trong hư không vang lên tiếng tụng kinh, lại có một con cá voi khổng lồ đang kêu to. Sư nghiệt của kim cương tự. Lúc tà ma mũi khổng lồ thấy một quyền này của Tống Thư Hàng, hoảng sợ kêu lên. Hình như tà ma cửu u rất kiêng kỵ kim cương tự thì phải. Tà ma mũi khổng lồ vừa dứt lời, quyền phong màu vàng đã quét đến người nó. Tà khí cửu u hộ thể quanh thân nó, trong nháy mắt đã bị quyền phong quét sạch. Mất đi tà khí hộ thể, phòng ngự của tà ma mũi khổng lồ bị giảm đi rất nhiều. Lúc này, nắm đấm của hư ảnh lực sĩ kim cang màu vàng cùng với Tống Thư Hàng đồng thời đánh vào trên người tà ma mũi khổng lồ. ECCC. Tà ma mũi khổng lồ kêu lên một trận thảm thiết, nó bị nắm đấm của Tống Thư Hàng đập về phía mặt đất, lưới hư ảo ma huyết từ trong vòi của nó phun ra đầy đất. Ở trên người nó, chỗ bị một quyền của Tống Thư Hàng đánh trúng hiện ra một cái lỗ lớn bằng chậu rửa mặt, máu tuôn không ngừng. Sức mạnh của một quyền kim cương phục ma quyền vẫn đang không ngừng mở rộng thương thế của lỗ máu này. A thập lục, cơ hội đến rồi. Tống Thư Hàng kêu lên. Sau khi đánh trúng một kích, lòng tự tin của Tống Thư Hàng tăng cao. Ít ra thì trong trường hợp có lưới lọc của Nho Gia làm suy yếu, hắn có đủ sức đánh một trận với tà ma tứ phẩm. Tới đây, thân hình nhỏ nhắn của Tô Thị A thập lục chợt lóe, đoạn đao trong tay cô nhẹ nhàng vung lên, hai luồng đao mang rơi xuống. Đao hoàng trong bá đao quyết thuộc về thiên hà đao pháp. Lực công kích của hai luồng đao mang này hoàn toàn đạt đến cấp bậc tứ phẩm. Phòng ngự bị phá, lại còn bị trọng thương, lúc này tà ma mũi không lồ không hề còn sức để chống đỡ hai đao này. Hai đao của A thập lục, một đao chém đứt cái vòi của nó, một đao khác thì chém rơi đầu nó. Đao mang bá đạo xâm nhập vào trong cơ thể nó, chặt đứt sự sống của tà ma mũi khổng lồ. Hai người liên thủ, dễ dàng tiêu diệt con tà ma tứ phẩm đầu tiên. Làm tốt lắm. Tống Thư Hàng cười nói. Tô Thị A thập lục xoay tròn đoạn đao trong tay. Ta chỉ đi qua nhặt cái đầu thôi mà. Hình như quyền pháp đó của ngươi có lực khắc chế rất mạnh đối với tà ma cửu u. Hẳn là Phật môn đã đặc biệt nghiên cứu ra quyền pháp này để chuyên khắc chế thế giới cửu u. Nếu như chúng ta vận dụng tốt, có lẽ sẽ dễ dàng giết chết càng nhiều tà ma cửu u tứ phẩm đấy. Vậy phải xem đám tà ma này có cho chúng ta cơ hội hay không? Tống Thư Hàng đáp. Tà ma tứ phẩm khác với tà ma tam phẩm, đa số tà ma tứ phẩm đều có trí tuệ. Còn trong tà ma tam phẩm, trừ tà ma hình người cùng với một phần nhỏ tà ma đặc biệt, phần lớn tà ma tam phẩm đều có trí tuệ cực thấp, chủ yếu là hành động theo bản năng như dã thú. Nếu trong đám tà ma tứ phẩm quanh đó, có con nào đã chứng kiến uy lực của kim cương phục ma quyền của Tống Thư Hàng rồi, nhất định sẽ đề phòng quyền pháp này của hắn.
lần sau không thể giết chết bọn tà ma tứ phẩm một cách dễ dàng giống như giết con tà ma muỗi khổng lồ này nữa. Tùy cơ ứng biến thôi, ta cảm giác hai chúng ta liên thủ đối phó chừng 5 con tà ma sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nếu có đến 7 con tà ma tứ phẩm vây công thì chúng ta phải chạy thôi. Tô Thị A Thập Lục truyền âm nhập mật nói. Được. Tống Thư Hàng đáp. Hai người nhìn về phía đám tà ma cửu u cách đó không xa, bắt đầu chọn mục tiêu tiếp theo. Thông Nương chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể con tà ma muỗi khổng lồ, sau đó nhặt nó lên ném vào trong túi càn khôn. Thật đáng sợ, ngay cả tà ma tứ phẩm cũng phải bỏ mạng trong tay Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Mà còn chết nhanh như vậy nữa chứ. Hai bên vừa thấy mặt nhau, con tà ma muỗi khổng lồ này chỉ mới kịp khoe ra tốc độ, mấy tuyệt chiêu bí kỹ khác còn chưa dùng tới đã bị giết chết rồi. Mặc dù thực lực của tà ma tứ phẩm đã bị suy yếu, nhưng phải công nhận rằng Tống Thư Hàng và A Thập Lục liên thủ với nhau vẫn rất đáng sợ. Ở phía sau chỗ Tống Thư Hàng cùng với Tô Thị A Thập Lục chính diện chém giết tà ma muỗi khổng lồ, trong tầng lưới tà ma tứ phẩm có một tà ma chuột hamster nhỏ đang khẽ ngáp một cái. So với đám tà ma điên cuồng ở xung quanh, rõ ràng con tà ma chuột hamster này thong dong hơn rất nhiều. Không biết do dáng người nó quá nhỏ, hay là do nó có thủ đoạn đặc biệt gì, mà không hề có nho gia tu sĩ hay tu sĩ trợ giúp Bạch Vân Thư Viện nào ở bên trên ra tay đối phó với nó cả. Lúc này, tà ma chuột hamster đang ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau khi suy tư một lát lại nhẹ giọng nói. Ô, tìm được rồi, mới vào cảnh giới tam phẩm, nhưng thể chất và tinh thần lực đều rất mạnh, hình dáng cũng đúng, đúng là Tống Thư Hàng, rồi. Phải tìm một cơ hội tiếp xúc với hắn thôi. Bên kia, trong tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Vì quay phim, Bạch Tôn giả buộc phải áp chế thực lực của mình bay vào, chiến đấu đẫm máu, với đám tà ma ngũ phẩm, tình hình chiến đấu rất dữ dội. Do Bạch Tôn giả áp chế thực lực, vậy nên đám tà ma cửu u vốn chỉ cần một hai kiếm là có thể chém chết, thì bây giờ lại có thể né đến 20 chiêu của Bạch Tôn giả mới vinh quang đi, lãnh cát xê. Có thể né được 20 chiêu trong tay một vị cường giả cấp bậc tôn giả thất phẩm. Những con tà ma ngũ phẩm này thật sự là có chết cũng cam lòng. Dưới tình huống bị tà ma ngũ phẩm bao vây, Bạch Tôn giả đã hoàn thành 6 lần xông vào chém giết. Bây giờ sẽ là lần chiến đấu tắm máu cuối cùng, trong này còn có một đoạn Bạch Tôn giả giải cứu một người bạn bị tà ma bao vây. Sau khi quay xong lần này thì cảnh, giết vào giết ra 7 lần cũng kết thúc. Mà người bạn được Bạch Tôn giả giải cứu lại cảm thấy dở khóc dở cười không thôi. Đây là một vị cường giả cấp bậc linh hoàng của Nho gia. Hắn vốn đang chém giết tà ma ngon lành, đột nhiên Bạch Tôn giả tới sát bên cạnh, cưỡng ép bắt hắn đi. Vừa kéo hắn vừa kêu lên mấy lời thoại không thể hiểu được như, đi thôi, ta yểm hộ cho ngươi, đừng để ý đến ta có thể ngăn được đám tà ma này. Vị tu sĩ Nho gia này cũng rất thông minh, hắn lựa chọn phối hợp với Bạch Tiền Bối, để bị kéo rời khỏi vòng vây tà ma cửu u. Lệ Chi đạo hữu, quay xong hết chưa? Bạch Tôn giả hỏi. Xong hết rồi, đoạn cứu người này Bạch Tiền Bối diễn rất tốt. Lệ Chi tiên tử cười đáp. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới ý này thôi, nếu đã là chiến đấu với tà ma thì làm sao có thể thiếu cảnh cứu bạn được đúng không? Tốt lắm, giờ đi thay quần áo, sau đó chúng ta lại tiếp tục quay một cảnh, giết vào giết ra 10 lần. Bạch Tôn giả nói, đồng thời cũng thả vị linh hoàng của Nho gia kia ra. Tiếp đó, Bạch Tôn giả nâng kiếm chém một nhát. Một luồng kiếm mang sáng chói quét ra ngoài, 4 con tà ma cửu u mới đuổi tới trước mặt lập tức bị kiếm khí chặt đứt ngang eo. Bạch Tôn giả nhìn về phía vị linh hoàng của Nho gia kia nói. Vị đạo hữu này, 4 con tà ma này coi như là thù lao trả cho ngươi vì đã phối hợp diễn với ta. Xin cứ nhận đi, đừng khách khí. Cảm ơn Bạch Tiền Bối. Vị linh hoàng của Nho gia lịch sự thi lễ, nhận lấy lễ vật của Bạch Tôn giả. Gặp lại sau. Bạch Tôn giả vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị thay bộ khác. Lúc Bạch Tôn giả chuẩn bị thay quần áo, bầu không khí chung quanh bỗng trở nên quái dị, hình như tiếng hít thở quanh đó cũng chợt nặng nề hơn. Lệ Chi tiên tử nhanh tay thi pháp, phủ một tầng kim quang thật dày lên trên người Bạch Tôn giả, che đi cảnh hắn đang thay quần áo. Thật là, đôi khi Bạch Tiền Bối cũng phải chú ý đến sức ảnh hưởng từ mị lực của bản thân một chút chứ. Lệ Chi tiên tử. Xin lỗi. Mới vừa rồi chơi vui quá nên không chú ý. Bạch Tôn giả nói. Đúng rồi, lúc này ta có ném ra pháp khí ngọc cầu, chắc sắp trở lại rồi nhỉ. Đang nói chuyện thì ngọc cầu đập bay tà ma chúa bát phẩm, vèo, một cái đã bay trở lại, đang đi về bên cạnh Bạch Tôn giả.
nhưng khi ngọc cầu sắp bay tới bên cạnh Bạch Tôn giả thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngọc cầu thay đổi quỹ tích, thình lình đập về phía Lệ Chi tiên tử. Lệ Chi tiên tử không hề phòng bị. A a a! Tiên tử kinh hoàng kêu lên, cô bị cầu ngọc đập ngã xuống đất. Chương 761, phun máu đại pháp tái xuất giang hồ. Quả cầu bằng ngọc thay đổi phương hướng quá bất ngờ. Hơn nữa Bạch Tôn giả đang thay quần áo nên không thể tập trung điều khiển quả cầu bằng ngọc được. Lệ Chi tiên tử muốn tránh cũng không được, bị quả cầu bằng ngọc nện thẳng vào người ngã lăn quay trên đất. A a a a! Lệ Chi tiên tử kêu lên sợ hãi, cô có thể cảm giác được trên quả cầu bằng ngọc này truyền đến một lực chấn động mạnh mẽ, đây chính là lực chấn động đủ để đánh bay tà ma chúa bát phẩm đấy. Cô lập tức khởi động phù văn trên người do Bạch Vân thư viện cho, khiến cơ thể của mình xuyên qua lưới lọc. Kể từ đó, cơ thể của cô xuyên qua tầng lưới tà ma ngũ phẩm, lọt xuống tầng tà ma tứ phẩm. Trong thời gian cô rơi xuống đã đủ để Bạch Tôn giả phản ứng dừng quả cầu bằng ngọc lại rồi. Nhưng, vì cái quần gì mà quả cầu bằng ngọc này lại đột nhiên đổi hướng rồi đập về phía ta cơ chứ? Lệ Chi tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên tiên tử cảm ứng được trên quả cầu bằng ngọc lại nổi lên rất nhiều luồng khí tức của cấp bậc kiếp tiên. Sâu bên trong những khí tức kiếp tiên này cất chứa từng luồng oán niệm và hận ý. Những cảm xúc oán hận này, đều vì cô mà bay tới. Tổng cộng có hơn 20 luồng khí tức kiếp tiên, Lệ Chi tiên tử bị dọa cho nhảy dựng lên. Cô chỉ là một vị chân quân lục phẩm đáng yêu thôi mà. Có chọc qua kiếp tiên bao giờ đâu cơ chứ. Nếu muốn thì kiếp tiên chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết cô rồi. Lúc này bên trong tầng tà ma tứ phẩm, nơi mà Lệ Chi tiên tử rơi xuống chính là trên không trung của mấy người Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều, Dược Sư. Các vị đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đều lấy sân nhà của Bạch Tôn giả làm điểm bắt đầu đi vào không gian lưới lọc. Cho nên tuy mọi người chiến đấu ở những không gian lưới lọc khác nhau, nhưng vị trí rơi xuống của mọi người lại trong cùng một khu vực. Thư Hàng, má mì Lệ Chi của ngươi bị quả cầu bằng ngọc đập chúng kia. Tô Thị A Thập Lục nói với Tống Thư Hàng. Lúc này cô lại liên thủ với Tống Thư Hàng giải quyết xong một con tà ma tứ phẩm. Thế nhưng nếu muốn đổi quân tử Kim Liên thì phải cần 300 thi thể tà ma tứ phẩm, đúng là gánh nặng đường xa mà. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Lạ thật, quả cầu bằng ngọc kia không phải là pháp bảo của Bạch Tiền Bối sao? Sao Lệ Chi tiên tử lại bị nện nhỉ? Lúc đang nói chuyện, trong tầng lưới lọc tà ma ngũ phẩm, Bạch Tôn giả đã thay xong quần áo. Lúc hắn nhìn thấy quả cầu bằng ngọc đè Lệ Chi tiên tử đang rơi xuống thì vội vàng bấm pháp quyết. Ngừng! Quả cầu bằng ngọc bị Bạch Tôn giả điều khiển, lập tức phanh gấp rồi ngừng trên không trung. Sau đó quả cầu bằng ngọc đã không còn được cung cấp năng lượng nên rơi từ trên không xuống. Quả cầu bằng ngọc ngừng lại rồi, nhưng sắc mặt Lệ Chi tiên tử vẫn tái nhợt như trước, thân hình cô bắt đầu rơi xuống phía dưới. Cô bị đụng tới thảm luôn rồi, ngay cả sức để ổn định thân hình trên không trung cũng không có. Tống Thư Hàng vội vàng móc ra con rối ngân long, phóng lên trời đón lấy Lệ Chi tiên tử đang rơi xuống. Đồng thời cũng tiện tay cầm luôn quả cầu bằng ngọc kia. Một lát sau, con rối ngân long hạ xuống bên cạnh Tô Thị A Thập Lục. Vợ chồng dược sư cách đó không xa nhanh chóng chạy tới, mở ra một khoảng trống an toàn cho Tống Thư Hàng. Lệ Chi tiền bối, ngươi có sao không? Tống Thư Hàng nhấc quả cầu bằng ngọc bằng một tay, lên tiếng hỏi. Rất nhiều sao đây? Ta có cảm giác mình sắp bị đập vỡ nát ra vậy, nếu không phải Bạch Tiền Bối kịp thời dừng quả cầu bằng ngọc lại thì bây giờ cả người ta đã phun máu rồi. Lệ Chi tiên tử cười khổ nói, dứt lời, cô đưa tay móc ra một viên đan dược trị thương rồi đút vào miệng. Tô Thị A Thập Lục đưa tay, đỡ lấy Lệ Chi tiên tử. Lệ Chi tiền bối, sao đột nhiên quả cầu bằng ngọc này lại đánh ngươi thế? Ta cũng chả biết tại sao đây này. Trong lòng Lệ Chi tiên tử oan thấu trời xanh. Trong lúc nói chuyện, dược sư ở một bên đột nhiên kinh ngạc hỏi. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi sao thế? Sắc mặt của ngươi không được bình thường cho lắm đấy. Tô Thị A Thập Lục nghe vậy thì vội xoay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Chỉ thấy sắc mặt Tống Thư Hàng lúc này trắng bệch, đôi lông mày trao lại, con ngươi trong mắt có chút thất thần. Ngư Kiều Kiều ở đằng xa còn đang dây dưa với mấy con tà ma tứ phẩm kêu lớn. Dược sư tiền bối, chuẩn bị pháp thuật chữa trị nhanh lên. Tống Thư Hàng tiểu hữu xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng dược sư nghi hoặc, thế nhưng vẫn là nhanh chóng chuẩn bị xong pháp thuật trị liệu, sẵn chuẩn bị luôn đan dược chữa trị. Lúc này, trên người Tống Thư Hàng đột nhiên phun ra một lượng lớn máu tươi.
vỏn vẹn là cánh tay để trần kia của hắn thôi là đã lập tức xuất hiện hơn 10 miệng vết thương rồi. Lượng máu mất vô cùng lớn, những vết thương kia không phải là đang chảy máu, mà là đang phun máu. Nguyên nhân phun máu đương nhiên là do bí pháp giám định đáng sợ trên người Tống Thư Hàng lại bị kích hoạt rồi. Cho dù là trên tay hắn đeo găng tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh được tỷ lệ kích hoạt bí pháp giám định. Thứ được giám định lần này chính là quả cầu bằng ngọc trong tay Tống Thư Hàng. Lệ Chi tiên tử chớp chớp mắt. Ta nói này, người bị quả cầu bằng ngọc đụng vào là ta mới đúng mà. Cả người phun máu nên là ta mới đúng chứ, tại sao cả người Thư Hàng ngươi lại phun máu vậy? Còn phun tới mức khoa trương như vậy nữa chứ? Tống Thư Hàng cười khổ. Đau quá. Pháp thuật chữa trị của dược sư nhanh chóng thi triển lên người hắn, đồng thời Giang Tử Yên mở một lọ dược tề chữa trị ngoại thương ra trực tiếp tưới lên người Tống Thư Hàng. Chỉ dũ thuật của dược sư vô cùng hiệu quả, cộng thêm lọ nước thuốc kia nữa, trong vòng mấy giây, vết thương trên người Tống Thư Hàng đã dần dần khép miệng. Xin cảm ơn dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời kết quả của bí pháp giám định cũng đã truyền vào đầu Tống Thư Hàng. Quả cầu bằng ngọc thần bí vô danh do Bạch Chân Quân năm đó vẫn còn cảnh giới lục phẩm tự tay đánh bóng, luyện chế mà thành. Nguyên vật liệu là mảnh vỡ thần binh kiếp tiên của các cường giả kiếp tiên thiên đình viễn cổ lưu lại sau khi chết trận hay chiến bại, tổng cộng được đánh bóng từ 23 miếng mảnh vỡ kiếp tiên. Sau khi thiên đình bị hủy diệt, có mang theo 23 mảnh vỡ thần binh kiếp tiên giải xuống di tích Bích Thủy Các, tế tự Bích Thủy Các đã bị hủy diệt. Trên 23 miếng mảnh vỡ thần binh kiếp tiên mang theo oán niệm không cách nào hóa giải. Cho dù trải qua hàng nghìn hàng vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Trong đó có lẽ, kia đại diện cho một vị tu sĩ mạnh mẽ. Nhưng với thực lực của Tống Thư Hàng bây giờ còn chưa thể đạt được bất cứ tin tức gì của vị tu sĩ này, vậy nên trong kết quả mà bí pháp giám định truyền tới chỉ có thể miêu tả vị tu sĩ nào đó bằng. Mà thôi, Tống Thư Hàng cầm quả cầu bằng ngọc này, rơi vào trầm tư. Sau khi thiên đình viễn cổ bị hủy diệt, có một vị tu sĩ thần bí mang theo 23 miếng mảnh vỡ thần binh kiếp tiên đi tế tự Bích Thủy Các ư. Lạ thật, Bích Thủy Các bị hủy diệt là do vào thời thượng cổ, có 5 thế lực môn phái mạnh mẽ đại chiến trên không trung của Bích Thủy Các. Các thế lực đó đánh đến mức người chết ta sống, lúc đánh tới mức não cũng muốn rớt ra thì có thế lực đám người bắt yêu thần bí chen ngang vào, một mẻ hốt gọn các thế lực, lại còn phá hủy Bích Thủy Các vô cùng tàn nhẫn. Đoạn lịch sử này là Tống Thư Hàng nghe được từ chỗ của Sở Các Chủ. Kẻ hủy diệt Bích Thủy Các là thế lực người bắt yêu thần bí kia. Thế thì tại sao vị kia lại phải dùng mảnh vỡ của kiếp thiên thiên đình viễn cổ để tế Bích Thủy Các chứ? Chẳng lẽ thế lực người bắt yêu lúc trước có quan hệ gì với thiên đình viễn cổ sao? Hay là thế lực người bắt yêu thần bí kia vốn là một phần của thiên đình viễn cổ? Cũng chỉ có như vậy thì tin tức mà bí pháp đưa ra mới được xem hợp lý. Như vậy. Vị tu sĩ, này là ai đây? Là Sở Các Chủ sao? Hay là tu sĩ khác có quan hệ với Bích Thủy Các? Lúc Thư Hàng đang suy nghĩ, Ngư Kiều Kiều đã giải quyết xong tà ma tứ phẩm bên người cô, sau đó thu dọn chiến lợi phẩm. Sau đó Ngư Kiều Kiều đi đến bên người Thư Hàng, vỗ nhẹ lên hắn. Sao rồi, lấy được tin tức gì thú vị rồi phải không Thư Hàng? Ta dám định ra một chút tin tức. Quả cầu bằng ngọc này được chế tạo từ 23 mảnh vỡ thần binh kiếp tiên. Tống Thư Hàng cầm quả cầu bằng ngọc này rồi nói. 23 mảnh vỡ thần binh kiếp tiên nếu như một người cầm một cây thần binh, vậy có nghĩa là có 23 vị kiếp tiên đó. Cho dù là kiếp tiên thiên đình năm đó mỗi người cầm 2 cây thần binh kiếp tiên đi chăng nữa vậy cũng có nghĩa là có 12, 3 vị kiếp tiên. Số lượng này đã bằng với kiếp tiên dưới trướng thánh nhân Nho Gia rồi. Lúc này Bạch Tôn Giả cũng khiêng máy quay phim và gốc liễu yêu đáp xuống từ tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Lúc hắn đáp xuống lại nghe thấy lời Tống Thư Hàng vừa nói. Bạch Tôn Giả lên tiếng. Mảnh vỡ thần binh kiếp tiên à, chẳng trách sau khi ta nhặt được những mảnh vỡ pháp bảo này, lúc dung hợp chúng lại tốn sức như thế. Lệ Chi tiên tử xen vào. Thật ra ta cảm thấy lúc trước Bạch tiền bối chỉ mới có cảnh giới lục phẩm đã có thể đánh bóng mảnh vỡ thần binh kiếp tiên thành một quả cầu thế này mới là điều khó tin. Ha ha ha! Bạch Tôn Giả đắc ý cười vang. Lúc ấy ta đã phải dùng hơn 10 cách mới có thể đánh bóng chúng thành hình cầu mà ta thích đó. Lệ Chi tiên tử thở dài. Thật ra, thứ ta càng muốn biết hơn là tại sao quả cầu bằng ngọc chế tạo từ thần binh kiếp tiên này lại đột nhiên đánh về phía ta chứ? Ta có chọc tới nó đâu.
Bạch Tôn giả nhận lấy quả cầu bằng ngọc Tống Thư Hàng trong tay rồi nói. Ta cũng không rõ lắm, thế nhưng, lúc quả cầu bằng ngọc này bay về phía Lệ Chi đạo hữu, ta cảm giác được từ trong phản hồi của quả cầu bằng ngọc này là hình như nó đang rất tức giận. Vậy thì sao phải tức giận bay về phía ta cơ chứ? Lệ Chi tiên tử vô cùng oan ức, cho dù đây là thế giới trọng nhan sắc thì Lệ Chi tiên tử cô cũng là vừa xinh đẹp vừa thuận mắt mà. Tại sao phải nện cô chứ? Những thứ này là mảnh vỡ thần binh kiếp tiên của thiên đình viễn cổ. Lúc này Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Đồng thời trong đầu hắn bắt đầu kết nối rất nhiều manh mối lại với nhau. Thần binh kiếp tiên của thiên đình viễn cổ sinh ra hận ý với Lệ Chi tiên tử. Lệ Chi tiên tử dường như không liên quan tới Bích Thủy Các, nhưng lúc Diệp Tư sư tỷ nhìn thấy Lệ Chi tiên tử thì lại lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết quỷ dị. Bây giờ Tống Thư Hàng cũng thừa hưởng loại cảm giác thân thiết này. Lệ Chi tiên tử và Diệp Tư khẳng định có quan hệ thân mật nào đó. Mảnh vỡ thần binh kiếp tiên của thiên đình viễn cổ ư? Vậy thì ta lại càng không thể nào liên quan tới chúng mới đúng chứ? Lúc ta sinh ra, thiên đình đã bị hủy diệt chẳng còn thừa lại chút gì rồi mà. Lệ Chi tiên tử bực bội cất lời. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi mới hỏi dò. Có lẽ là trong các đời tổ tiên của Lệ Chi tiền bối, có người nào đó đã làm gì đó khiến cho những kiếp tiên của thiên đình viễn cổ chết không nhắm mắt chăng? Chương 762, tà ma chuột hamster tiến công. Không thể nào có chuyện như vậy được. Lệ Chi tiên tử lắc đầu nói. Cho dù có vị tổ tiên nào đó của ta đã làm ra chuyện gì khiến muôn người oán hận, nhưng mà ta cũng không có mấy thứ như công pháp gia truyền mà. Giờ đã qua mấy đời rồi, khí tức của ta cũng không còn giống với tổ tiên của ta nữa. Thần binh kiếp tiên vỡ vụn. Cho dù có lợi hại thế nào thì cũng đã vỡ vụn. Qua nhiều đời như vậy rồi, làm sao mà chúng nó còn cảm ứng ra được cái gì nữa chứ? Dược sư bổ sung. Trừ khi, tổ tiên của Lệ Chi tiên tử bị các kiếp tiên của thiên đình viễn cổ nguyền rủa, hơn nữa còn là loại nguyền rủa di truyền trong huyết mạch, nối liền đời này truyền qua đời khác. Nhưng loại nguyền rủa đó biểu hiện rất rõ ràng, bản thân tu sĩ phải cảm ứng ra được mới đúng chứ? Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư. Vừa rồi hắn đã thử kết hợp các manh mối lại với nhau, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Mảnh vỡ kiếp binh của thiên đình viễn cổ, báo thù cho Bích Thủy Các, Diệp Tư cảm ứng được một cảm giác thân thiết như tình mẫu tử từ trên người Lệ Chi tiên tử. Lúc liên hệ các manh mối này lại với nhau, trong đầu Tống Thư Hàng bất giác nhớ đến con linh quỷ đã sinh ra Diệp Tư sư tỷ. Linh quỷ gia truyền của Diệp Tư sư tỷ có lai lịch không rõ ràng, cũng không biết thực lực thế nào. Chỉ biết đây là linh quỷ truyền từ đời này qua đời khác ở nhà Diệp Tư sư tỷ. Mặc dù không ký kết khế ước linh quỷ với Diệp Tư sư tỷ, nhưng quan hệ giữa hai bên lại vô cùng thân thiết. Lúc Bích Thủy Các bị hủy diệt, Diệp Tư sư tỷ vốn đã chết trong kiếp nạn đó rồi. Nhưng không biết linh quỷ gia truyền đã dùng thủ đoạn gì lại mang thai Diệp Tư sư tỷ, sau đó sinh cô ấy ra, lấy hình thức linh quỷ kết hợp với người để Diệp Tư sư tỷ sống lại. Cuối cùng con linh quỷ kia huyễn hóa ra đạo bào và đạo quan lặng lẽ rời khỏi Bích Thủy Các, ngay cả Sở Các chủ cũng không biết tung tích của nó. Lẽ nào sau khi rời khỏi Bích Thủy Các, linh quỷ kia đi tìm đám người bắt yêu kia để báo thù. Nhưng sau đó, linh quỷ phát hiện đám người bắt yêu kia thuộc về thiên đình viễn cổ, vậy nên đối tượng báo thù của linh quỷ lại chuyển thành thiên đình. Tống Thư Hàng suy tư. Sau đó không biết đã xảy ra những chuyện phức tạp gì, nhưng cuối cùng thiên đình viễn cổ bị phá hủy. Còn linh quỷ tổ truyền của nhà Diệp Tư thì mang theo mảnh vỡ thần binh của 23 vị kiếp tiên thiên đình viễn cổ, trở lại tế bái Bích Thủy Các. Nếu nghĩ thế này thì rất nhiều chuyện đã sáng tỏ rồi. Vậy nói không chừng, Lệ Chi tiên tử có quan hệ gì đó với linh quỷ gia truyền của Diệp Tư sư tỷ cũng nên. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là suy đoán của riêng Tống Thư Hàng mà thôi. Dù sao thì Lệ Chi tiên tử và linh quỷ tổ truyền của Diệp Tư sư tỷ có khác biệt rất lớn, và lại Lệ Chi tiên tử cũng không phải linh quỷ. Cho nên Thư Hàng cũng không vội và nói ra suy đoán này. Ít nhất phải tìm cơ hội đi Bích Thủy Các, gặp Sở Các chủ tiến hành kiểm chứng rồi mới quyết định sau. Lúc này, Bạch Tôn giả suy nghĩ một chút, sau đó hắn đưa quả cầu ngọc cho Lệ Chi tiên tử. Lệ Chi đạo hữu, hay là giờ ta tặng quả cầu ngọc này cho cô nhé? Người mang theo nó, nói không chừng có thể nhớ lại cái gì đó thì sao? Cũng coi như là quà tạ lỗi của ta luôn. Bạch tiền bối. Xin cho phép ta được từ chối. Ta không cần thứ này đâu. Lệ Chi tiên tử vội vàng xua tay. Ai mà biết cái thứ này có đột nhiên nổi bão, khi khổng khi không bay lên táng vào mặt cô hay không.
hơn nữa cô cũng không bị mất trí nhớ, cần nhớ lại cái quái gì chứ? Lệ Chi đạo hữu đừng từ chối nhanh như vậy, đây chính là bảo vật do mảnh vỡ thần binh kiếp tiên luyện chế thành đấy. Ta có thể truyền thụ thủ pháp khống chế nó cho cô, có cấm chế của ta trên đó, cô không cần lo lắng quả cầu ngọc này phản phệ đâu. Bạch tôn giả giải thích. Bạch tiền bối, ta vẫn từ chối. Lệ Chi tiên tử xua tay nói. Ta nhìn quả cầu này là thấy đau cả người, cho dù có thể khống chế nó thì ta cũng không muốn nó đâu. Vậy thì tiếc quá. Bạch tôn giả thu quả cầu ngọc vào. Nếu Lệ Chi tiên tử không muốn quả cầu này, vậy hắn phải tặng cái gì để làm quà tạ lỗi đây? Bạch tôn giả đột nhiên nhớ lại một chỗ rất tuyệt, hắn vỗ tay một cái, cười nói. Nhắc tới thiên đình viễn cổ, ta lại nhớ đến di tích dưới đáy biển mà lần trước ta đã mang mấy vị đạo hữu đi. Di tích đó là do trường sinh giả của thiên đình viễn cổ lưu lại, bên trong thú vị lắm. Hay là chờ chúng ta quay phim xong, tìm thời gian ta mang mấy người các ngươi, coi như là nhóm thành viên thứ hai đi thăm di tích kia nhé. Xem nó như là một trong những món thù lao đóng phim mà ta thưởng cho các ngươi đi. Dứt lời, Bạch Tôn giả nhìn về phía Lệ Chi tiên tử, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều còn có vợ chồng dược sư. Lệnh ngài nào dám không tuân chứ? Lệ Chi tiên tử cười hì hì nói, không muốn quả cầu ngọc, nhưng động phủ do trường sinh giả lưu lại thì nhất định phải đi thăm dò một chuyến. Ngay cả Bạch Tôn giả cũng nói trong động phủ kia, thú vị cực kỳ, vậy trong đó nhất định là có thứ tốt. Gần đây ta và Tử Yên rảnh rỗi lắm, khi nào lên đường thì Bạch tiền bối cứ báo cho chúng ta một tiếng là được. Dược sư khẽ mỉm cười nói, kể từ khi cùng Giang Tử Yên diễn giả thành thật, trở thành đạo lữ song tu thật thì hình tượng bản thân của dược sư đã thay đổi rất lớn. Tạo hình bím tóc chồng ngược lên trời và đám trang sức nho nhỏ cài trên tóc đặc trưng hồi trước đã không còn nữa, kiểu trang điểm mắt gấu trúc kia cũng biến mất. Ngay cả quầng thâm dưới mắt do thường xuyên thức suốt đêm luyện đan sinh ra cũng được Giang Tử Yên dùng phấn che đi. Dược sư tiền bối của hiện tại ăn mặc theo kiểu soái ca dịu dàng ấm áp, nhìn rất đẹp mắt, bây giờ và trước kia cứ như là hai người khác nhau vậy. Ta cũng thế. Tống Thư Hàng đáp, trong lòng hắn đang lên kế hoạch. Chờ chuyến đi thăm di tích dưới đáy biển kết thúc, lại tranh thủ thời gian hẹn Bạch tiền bối cùng đi thăm dò cấm địa do Lý Thiên Tố lưu lại, xem thử có cơ hội tìm được cách chữa trị hàn bệnh của Lý Âm Trúc không. Bệnh tình của Lý Âm Trúc phải chữa trị càng sớm càng tốt. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Bạch tôn giả cười nói. Sau khi thương thế của Lệ Chi tiên tử và Tống Thư Hàng khôi phục, các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 lại tiếp tục thực hiện hoạt động săn giết tà ma. Tống Thư Hàng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, thi triển mấy vài chỉ dũ thuật là phục hồi ngay. Nhưng Lệ Chi tiên tử lại bị chút nội thương, nhưng sau khi dùng đan dược thì thương thế không có gì đáng ngại nữa. Và lại cô cũng không cần liều mạng với tà ma thế giới Cửu U, cô chỉ cần mang theo máy quay, quay mấy cảnh Bạch tôn giả, giết vào giết ra 7 lần, giết vào giết ra 10 lần, là được rồi. Trong quá trình săn giết tà ma tứ phẩm, Tống Thư Hàng không cách nào tập trung được. Trong đầu hắn cứ luôn nghĩ về mối quan hệ giữa thiên đình viễn cổ, người bắt yêu, bích thủy các, linh quỷ thần bí, Lệ Chi tiên tử. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên kêu lên. Thư Hàng, cẩn thận. Cách đó không xa có một con tà ma chuộc hamster nhỏ, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chạy đến trước mặt Tống Thư Hàng. Con tà ma chuột hamster nhỏ này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi lưới lọc của nho gia, thực lực của nó không hề bị suy yếu. Hơn nữa, thực lực của nó hẳn là nằm ở trình độ tứ phẩm đỉnh phong. Đây là một kẻ địch không thể xem thường. Chương 763, không, ta là đề đao thư sinh Tô Văn Khúc. Con tà ma chuột hamster có cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong này không bị lưới lọc của nho gia làm suy yếu, toàn lực xông về trước. Động tác của nó nhanh như chớp, khiến người ta sinh ra cảm giác không thể tránh né. Ngay cả Tô Thị A Thập Lục ở ngay sau lưng Tống Thư Hàng cũng không kịp ra tay ngăn cản tà ma chuột hamster. Tống Thư Hàng trợn to mắt, lập tức kích hoạt thiên phú nhãn khiếu thị giác cao thủ. Năng lực thiên phú này còn mạnh hơn tưởng tượng của Tống Thư Hàng lúc trước. Hôm nay hắn đã bước vào cảnh giới tam phẩm, lúc sử dụng thiên phú nhãn khiếu, hiệu quả không kém gì viên đạn thời gian. Có thiên phú nhãn khiếu phụ trợ, Tống Thư Hàng miễn cưỡng có thể thấy được bóng dáng của tà ma chuột hamster. Nhưng chỉ nhìn thấy thôi thì có ích lợi gì chứ? Con tà ma chuột hamster này quá nhanh, ngay cả thời gian giơ đao ngăn cản cũng không có. Mặc dù thông qua thị giác cao thủ có thể đoán được quỹ tích di chuyển của tà ma chuột hamster, nhưng thân thể Tống Thư Hàng lại không phản ứng theo kịp ánh mắt. Cuối cùng,
hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tà ma huột hamster tung chân phải đã một cước vào ngực hắn. Dầm! Tống Thư Hàng bị đá bay ra ngoài. Một cước này đau thấu tim gan. Nhìn qua con tà ma chuột hamster này rất nhỏ nhắn xinh xắn, có hình dạng tương tự như chuột hamster nuôi ở nhà, nhưng cái chân nhỏ kia lại ẩn chứa sức mạnh đến vạn cân. Thư Hàng cảm giác mình tựa như bị một chiếc xe buýt nứt thắng đụng trúng, ngực đau âm ý, hô hấp cũng khó khăn. Thư Hàng! Tô Thị A Thập Lục hét lên, sau đó lập tức xoay người chém một đao về phía con tà ma chuột hamster kia. Giữa không trung, tà ma chuột hamster khẽ mỉm cười, biểu tình cực giống con người. Tiếp đó tà ma chuột hamster đưa tay đến bên hông, một tiếng keng vang lên, nó rút ngay ra một cây tăm xỉa răng. À không đúng, phải là một thanh lợi kiếm chứ. Khí tức tà ác trên thanh lợi kiếm bé như cây tăm xỉa răng kia bỗng tăng vọt lên. Đây là chân nguyên ộ uế đặc thù của tà ma cửu u, đối ứng với chân nguyên tiên thiên của tu sĩ nhân loại tứ phẩm. Sau đó tà ma chuột hamster tiêu sái vung kiếm đỡ phía sau lưng. Không ngờ lợi kiếm bé như tăm xỉa răng kia lại dễ dàng đỡ được đao mang của Tô Thị A Thập Lục. Hơn nữa, lúc này tà ma chuột hamster chỉ cầm lợi kiếm tăm xỉa răng bằng một tay thôi. Sau khi ngăn cản một kích của Tô Thị A Thập Lục, tà ma chuột hamster hờ hững nói. Tiểu cô nương, đối thủ của người không phải là ta. Nói xong, kiếm trong tay nó hất một cái. Tô Thị A Thập Lục cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo từ đoạn đao trên tay truyền tới, cô liên tiếp lui về sau ba bước, thậm chí suýt chút nữa không cầm nổi đao trong tay. Không ngờ trong thân thể nhỏ nhắn của tà ma chuột hamster lại ẩn chứa lực lượng kinh người như vậy. Phá ma thiên long chảm. Lúc này, Tống Thư Hàng ổn định thân hình, thừa cơ chém ra một đao. Hắn hét lên, bảo đao bá toái trong tay chuyển động, ngọn lửa trên đao bùng cháy mãnh liệt, thân đao lấy một góc độ quỷ dị chém về phía tà ma chuột hamster. Lúc tà ma chuột hamster nghe thấy tên chiêu thức ngầu lòi này, đột nhiên sững sốt trong giây lát. Bởi vì theo như trong tình báo mà nó lấy được, tên tu sĩ Tống Thư Hàng này không hề có võ kỹ nào mang cái tên khoa trương như phá ma thiên long chảm này cả. Chẳng lẽ là đao pháp hắn mới học được? Nhưng một lát sau, nó thấy được ngọn lửa trên bảo đao của Tống Thư Hàng. Khóe miệng của tà ma chuột hamster co giật. Thấy ta ít đọc sách nên người nghĩ ta dễ bị lừa lắm đúng không? Đây không phải là hỏa diễm đao à? Liên quan quái gì đến phá ma thiên long chảm hả? Tống Thư Hàng khí thế bừng bừng, trong lòng thầm nói làm sao không quan hệ được chứ? Lúc hô lên cái tên phá ma thiên long chảm, khí thế trên người hắn lập tức tăng vọt. Lúc tung ra skill tất sát thế này, nhất định phải hô tên lên, như vậy mới có thể tăng lên sĩ khí phe mình. Hơn nữa, một cái tên bá đạo sẽ có tỷ lệ nhất định khiến cho đối thủ cảm thấy hoang mang bất ngờ, từ đó thu được hiệu quả không tưởng. Tống Thư Hàng học được chiêu này từ cuộc chiến đoạn tiên đài giữa Sở Gia và Hư Kiếm Phái lúc trước, hiệu quả không tệ, con tà ma chuột hamster trước mắt đã bị ảnh hưởng rồi đây này. Hỏa diễm đao hừng hực thiêu đốt, sắp chém chúng tà ma chuột hamster rồi. Cùng lúc đó, Tô Thị A Thập Lục ở sau lưng nắm chặt đoạn đao một lần nữa, lao người tiến lên. Cô phối hợp với Tống Thư Hàng, chém ra một đao có tên đao yêu trong quỷ đao quyết thuộc về thiên hà đao pháp. Khác với bá đao quyết, quỹ tích của một đao này cực kỳ quỷ dị. Đối mặt với hợp kích của Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, khóe miệng của tà ma chuột hamster lộ ra biểu tình đắc ý rất sinh động. Chính là lúc này. Ngay sau đó, chỗ ngực của Tống Thư Hàng hiện lên một tấm phù văn phát ra ánh sáng chói mắt. Phù văn này là do tà ma chuột hamster để lại lúc đá một cước vào ngực Thư Hàng khi này. Ánh sáng của phù văn bao phủ cả người Thư Hàng, đồng thời cũng bao phủ thân hình tà ma hamster. Quỷ đao quyết của Tô Thị A Thập Lục ra sau mà tới trước. Khi đao của cô chém vào trên người tà ma chuột hamster, A Thập Lục nhíu chặt chân mày lại. Bởi vì cô không cảm giác được đao của mình chém trúng vật thể. Thân đao vậy mà lại đi xuyên qua thân thể của tà ma chuột hamster, thấu thể mà qua. Là do tầng bảo quang phù văn kia. Bảo quang tỏa ra từ ngực của Tống Thư Hàng, bao bọc cả người Thư Hàng và con tà ma chuột hamster này vào bên trong, tách ra thành hai thế giới. Tống Thư Hàng và tà ma chuột hamster ở bên trong bảo quang là một thế giới. Còn Tô Thị A Thập Lục chính là một thế giới khác. Đao của Tô Thị A Thập Lục không thể chém tới tà ma chuột hamster. Không có cách nào trợ giúp Tống Thư Hàng. Vận dụng năng lực không gian ư. Con người của Tô Thị A Thập Lục co rút lại, lần này phiền rồi. Tại sao loại lực lượng không gian phiền toái này lại xuất hiện trên người con tà ma chuột hamster này chứ? Tô Thị A Thập Lục thu hồi đoạn đao. Sau đó,
cô ngửa đầu truyền âm nhập mật cho Bạch Tôn giả đang ở tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Bạch tiền bối, bây giờ chỉ còn cách mời người cũng có lực lượng không gian là Bạch Tôn giả ra tay tương trợ thôi. Lúc một đao của Tô Thị A Thập Lục rơi vào khoảng không, một kích hỏa diễm đao của Tống Thư Hàng cũng rơi vào khoảng không. Bởi vì ánh sáng trước ngực phóng ra quá đột ngột khiến hai mắt Tống Thư Hàng rơi vào trạng thái mù nhất thời, một kích hỏa diễm đao cũng mất đi sự chính xác, lướt qua bên người tà ma chuột hamster. Tà ma chuột hamster tra kiếm vào vỏ lại, bình tĩnh đứng trước mặt Tống Thư Hàng, mặc cho một đao kia chém qua bên người nó. Có vẻ như nó đã sớm đoán được một đao này của Tống Thư Hàng sẽ không chém chúng nó. Tống Thư Hàng vẫn còn trong trạng thái mù nhất thời, sau khi phát hiện một đao của mình không chém trúng mục tiêu thì tức tốc lui về phía sau. Hắn vẫn nhớ rõ lúc tà ma chuột hamster bùng nổ tốc độ khi này, tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội phản kích. Thế nhưng tà ma chuột hamster cũng không có ý định thừa cơ phản kích. Nó đứng chắp tay, mặt đầy vẻ ung dung thoải mái, nhìn rất có phong phạm cao thủ. Sau khi khôi phục thị giác, Tống Thư Hàng nhìn tà ma chuột hamster đang đứng chắp tay. Lúc này, tà ma chuột hamster lên tiếng. Thiết lập thành công, không gian lôi đài chiến đấu, ngươi là Tống Thư Hàng đúng không? Tiếp theo sẽ là cuộc chiến sinh tử của riêng hai chúng ta. Lúc này, Tống Thư Hàng và tà ma chuột hamster bị bảo quang bên người nâng lên, trôi đến vùng trời ở tầng lưới tà ma tứ phẩm. Sau đó bảo quang trên người hai người trải rộng, biến thành một lôi đài to lớn. Đám người Tô Thị A Thập Lục có thể nhìn thấy lôi đài này nhưng lại không chạm vào được. Bởi vì nó thuộc về một không gian khác. Không, ta không phải là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Ta là đề đao thư sinh Tô Văn Khúc. Con tà ma chuột hamster trước mắt này hành động quá cổ quái. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà vừa lên tới đã báo ra tên của hắn. Hơn nữa, còn bỏ qua cơ hội đả thương hắn lúc hai mắt hắn bị mù nhất thời, rồi lại làm ra cái không gian lôi đài chiến đấu kỳ lạ này nữa. Quá tà môn, cho nên, Tống Thư Hàng theo bản năng phủ nhận tên của mình. Ở bên dưới, Tô Thị A Thập Lục, vợ chồng dược sư, Ngư Kiều Kiều lại tụ tập cùng nhau. Bởi vì lôi đài do bảo quang biến thành là một không gian khác, cho nên ngay cả tiếng nói cũng không truyền ra được. Nhưng đám A Thập Lục vẫn có thể nhìn khẩu hình của Tống Thư Hàng, thông qua ngôn ngữ môi để đoán hắn đang nói cái gì. Đối với tu sĩ bọn họ, học ngôn ngữ môi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Thị A Thập Lục, vợ chồng dược sư, Ngư Kiều Kiều. Đề đao thư sinh Tô Văn Khúc, ngươi thật sự không phải là Tống Thư Hàng sao? Tà ma chuột hamster sững sốt hỏi lại, chết dở, chẳng lẽ nó nhận lầm thật rồi sao? Đáng ghét, nhân loại đều có dáng vẻ tương tự như nhau, rất khó nhận ra tên nào là người nó cần tìm. Chuyện này cũng giống như khi con người nhìn con chuột thôi. Muốn từ trong trăm ngàn con chuột nhận ra con chuột mình cần, cũng không dễ dàng. Trừ khi con chuột mà mình muốn tìm có hoa văn đặc thù, hoặc là những thứ khác đặc thù. Tống Thư Hàng rất thành thật nói. Bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, để đao thư sinh Tô Văn Khúc chính là ta. Tà ma, người tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu có chuyện gì? Người lừa gạt chuột. Lúc này, tà ma chuột hamster đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói. Tống Thư Hàng, tên dối trá nhà ngươi, ta mới vừa tra lại tin tức, người chắc chính là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Không ngờ nó lại có tin tức cặn kẽ của hắn, còn tra đi tra lại nữa á. Rốt cuộc con tà ma cửu u này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ, nó là tà ma đến từ Lai Sinh Sơn, biết được mình là dư nghiệt của Kim Cương Tự cho nên từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để diệt gọn à? Đừng nói nhiều nữa, Tống Thư Hàng. Lôi đài đã bày ra, hai chúng ta hãy chém giết một trận thật sáng khoái đi. Tà ma chuột hamster lạnh lùng nói. Ngươi xuất chiêu đi, ôm quyết tâm giết chết ta mà ra tay đi. Như vậy ta mới có thể khiến ngươi chết không quá khó coi. Sát ý tràn ra, tà ma chuột hamster nổi giận thật rồi. Tống Thư Hàng cầm chặt bảo đao bá toái. Dưới tình huống chưa lĩnh ngộ được đao ý, uy lực của phần thiên hỏa diễm đao không đủ, tật phong đao thì lại chỉ mới nhập môn. Cho nên, cứ dùng nắm đấm để đánh đi. Bất kể kim cương căn bản quyền pháp hay kim cương phục ma quyền bản năng cấp, đều có tác dụng khắc chế tà ma cửu u, dùng tốt hơn hảo diễm đao và tật phong đao. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lập tức xoay cổ tay thu hồi bảo đao bá toái. Ngươi muốn bỏ đao không dùng nữa sao? Nhưng uy lực của chiêu hỏa diễm đao lúc này không tồi đâu, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ đấy. Tà ma cao ngạo nói.
Trong lúc nói chuyện, tà ma chuột hamster giang hai tay ra, nhẹ nhàng phất một cái. Trên người nó lập tức hiện ra một thân y bào màu trắng, không ngờ nó cũng có thứ tương tự như trang bị không gian. Quần áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Trước khi đánh nhau còn phải thay quần áo. Đồ thần kinh dẫm đinh. Chương 764, kiếm này dài 6,47cm, trọng lượng tịnh 0,5g. Bởi vì, đối phó với ngươi không cần dùng đao. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Ha 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 ha. Tà ma chuột hamster giận quá hóa cười, tay nó nắm chặt lợi kiếm tăm xỉa răng. Ngươi sẽ hối hận đấy, Tống Thư Hàng. Lúc nói chuyện, khí thế của nó bắt đầu ngưng tụ. Kiếm trong tay nó cũng đang ngưng tụ, áp xúc một đạo kiếm khí chói mắt trong vỏ kiếm. Khí chất trên người tà ma chuột hamster trở nên lạnh như băng lại sắc bén, giống như thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ trong tay nó vậy. Ánh mắt của nó dán chặt vào Tống Thư Hàng, mặt đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Kiếm này là bảo kiếm hy hữu trong hàng tứ phẩm, dài 6,47cm, trọng lượng tịnh là 0,5g. Đừng xem nó nhỏ bé thế này mà coi thường, nó chính là lợi khí hiếm có trong thiên hạ, có thể dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của tu sĩ tứ phẩm. Nói cách khác, thanh lợi kiếm giống như tăm xỉa răng này cũng là bảo kiếm có cùng đẳng cấp với bảo đao bá toái, có thể chém thân xác tu sĩ tứ phẩm. Lúc này tà ma chuột hamster giống như một kiếm khách chân chính. Nếu như thân thể nó lớn hơn một chút, đổi thành một vị tu sĩ nhân loại mặc áo trắng thì nhất định sẽ rất ngầu. Đáng tiếc, nó chỉ là một con chuột hamster nho nhỏ mà thôi, cho dù có mặc áo trắng thì nó vẫn là chuột hamster, kiếm khách hamster áo trắng. Tống Thư Hàng. Hắn phát hiện không ngờ mình lại có thể nhìn ra biểu tình lạnh lùng tàn nhẫn từ trên khuôn mặt chuột kia, thật quỷ dị làm sao. Chẳng lẽ là do trước đây không lâu hắn đã ở chung với Đậu Đậu một đoạn thời gian, bởi vì biểu tình của Đậu Đậu Bắc Kinh cực kỳ phong phú, cho nên hắn đã học được skill nhìn ra biểu tình của động vật rồi sao? Không dùng đao, vậy ngươi muốn dùng thứ gì để đánh một trận với ta hả? Kiếm khách hamster áo trắng cao ngạo nói. Hay là ngươi cho rằng ta sẽ không giết kẻ địch tay không tấc sắt? Ngươi, ngây thơ quá rồi đấy. Ta không có kiếm, chỉ có hai nắm đấm thôi. Tống Thư Hàng thở dài đáp, trong khi nói chuyện, hắn đã vận chuyển cương thủ, hai cánh tay nhuộm màu thép cứng rắn. Ít nhất về mặt khí thế, Tống Thư Hàng không hề thua kém con kiếm khách hamster áo trắng này. Tốt lắm, xem ra hai nắm đấm này không hề yếu hơn đao của ngươi nhỉ. Tà ma chuột hamster khép hờ hai mắt, chậm rãi rút bảo kiếm trong tay ra. Theo động tác rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ẩn chứa trên thân kiếm từ từ tăng lên. Động tác rút kiếm cũng là một hạng mục không thể thiếu trong quá trình kiếm tu so kiếm, tiếc là Tống Thư Hàng ở phía đối diện lại không chơi kiếm. Bằng không, nó và tên tu sĩ nhân loại trước mặt có thể dốc toàn lực đánh một trận sảng khoái trong không gian lôi đài chiến đấu thần kỳ này rồi. Trận chiến đó nhất định sẽ trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng, truyền lưu trong nhân gian cũng như trong thế giới cửu U. Trong lòng tà ma chuột hamster cảm thấy tiếc nuối không thôi. Kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí trùng thiên, cộng thêm kiếm ý bao phủ toàn bộ không gian lôi đài. Con tà ma chuột hamster này là một kiếm tu thiên tài hiếm có, là cao thủ đã ngưng tụ ra kiếm ý. Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm, màu thép rắn trên hai quả đấm càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành màu kim loại đen như mực. Vốn dĩ hắn muốn thừa dịp trước khi kiếm khách hamster áo trắng xuất kiếm, tìm cơ hội đấm cho nó một quyền, đánh vỡ khí thế của đối phương. Nhưng trong quá trình rút kiếm, tà ma chuột hamster không hề lộ ra chút sơ hở nào cả. Hơn nữa, khi kiếm của nó còn chưa ra khỏi vỏ, Tống Thư Hàng đã có cảm giác cực kỳ nguy hiểm rồi. Hắn không dám tùy tiện tấn công. Tốt lắm. Tà ma chuột hamster nhẹ giọng nói. Ngươi không nhân lúc ta rút kiếm để tấn công ta, tốt lắm, nếu không thì ngươi đã biến thành một cái xác rồi. Giờ ngươi hãy đỡ một kiếm của ta. Một kiếm này của ta giống như công kích từ bên ngoài 9 tầng trời bay đến. Từ trên cao giáng xuống, nhanh mạnh như điện, lại biến ảo khôn lường, có thể nói là kiếm pháp thiên hạ vô song. Có thể chết dưới một kiếm này cũng là vinh hạnh của ngươi. Tống Thư Hàng. Khi nghe con tà ma chuột hamster này miêu tả kiếm pháp của bản thân, hắn cứ có cảm giác quỷ dị thế nào ấy. Đúng lúc này, tà ma chuột hamster tung người lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, tư thế ưu nhã. Tiếp chiêu của ta đi, ta đã đặt cho nó một cái tên rất ngầu. Ấy chính là thiên ngoại phi ma. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngất trời, từ trên cao giáng xuống, đè ép Tống Thư Hàng.
giống y như ma vương từ bên ngò ai chín tầng trời giáng lâm, vừa bá đạo lại vừa linh hoạt, thiên biến vạn hóa. Tống Thư Hàng không hề sợ hãi bước ra một bước, tung quyền phải đón đỡ. Kim cương căn bản quyền pháp 2. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm được cương thủ cường hóa đã tung ra vô số quyền giống như mưa thiên thạch, chống lại một kích từ trên cao giáng xuống của tà mà chuột hamster. Định mệnh, giờ thì hắn đã biết cảm giác quỷ dị lúc này là do đâu rồi. Mẹ kiếp, không ngờ hắn cũng có ngày này. Thiên ngoại phi ma versus kim cương căn bản quyền pháp. Thật ra thì ngay lúc sắp tung quyền, Tống Thư Hàng cũng muốn đổi kim cương căn bản quyền pháp sang một cái tên ngầu hơn chút. Nhưng do bị kiếm khí và kiếm ý của tà ma chuột hamster đè ép dữ quá, hắn bất giác lại hô lên cái tên kim cương căn bản quyền pháp 2. Thật bi kịch, còn chưa đánh chính thức mà đã thua khí thế rồi. Kiếm khí cộng kiếm ý, bá đạo đè ép xuống. Nắm đấm được cương thủ cường hóa, quyền ra như mưa thiên thạch, phản kích mạnh mẽ. Ầm 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 ầm. Kiếm và quyền không ngừng va chạm với nhau. Ma khí ộ uế đấu với tam thập tam thú tiên thiên chân dịch của Tống Thư Hàng. Trong hư không liên tục vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Chỉ là, cho dù tam thập tam thú tiên thiên chân dịch của Tống Thư Hàng có một phần thuộc tính đặc hiệu, chỉ thuộc về tiên thiên chân nguyên của tu sĩ tứ phẩm. Cương thủ cường hóa nắm đấm, độ cứng tăng vọt, không kém gì trình độ của tu sĩ tứ phẩm. Kim cương căn bản quyền pháp có tác dụng khắc chế tà ma thế giới cửu u cực mạnh. Tuy được nhiều thứ phụ trợ như vậy nhưng Tống Thư Hàng vẫn rơi vào thế yếu tuyệt đối, bị kiếm khí của tà ma chuột hamster chèn ép, liên tục lùi về phía sau. Chỉ trong thoáng chốc mà trên nắm đấm, trên thân thể của Tống Thư Hàng đã xuất hiện mấy chục vết thương do kiếm gây ra. Vết thương rất sâu. Chỗ miệng vết thương còn có khí thức ô uế của thế giới cửu u lượn lờ, khiến vết thương không khép lại nhanh được, máu chảy đầm đìa. Đây chính là thực lực thật sự của một tà ma tứ phẩm không bị suy yếu sao? Tống Thư Hàng than thầm trong lòng, giao chiến chính diện thế này, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Về phần mấy chục vết thương trên người, Tống Thư Hàng cảm thấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả. Từ khi học bí pháp giám định, bị hơn trăm thậm chí hơn ngàn vết thương sâu cũng chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi, hắn đã tập mãi thành quen rồi. Vậy thì sau đây, xin mời con tà ma chuột hamster này nếm thử một chiêu quyền pháp đi. Dùng kim cương căn bản quyền pháp chiến đấu lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng tìm được thời cơ tốt nhất để ra quyền lần nữa. Tống Thư Hàng dùng nắm đấm còn lại đánh ra kim cương phục ma quyền một kim cương hàng lâm. Chiến đấu lâu như vậy cũng chỉ để chờ cơ hội tung ra tuyệt chiêu này thôi đấy. Một quyền đánh ra, ánh sáng công đức trên người hắn chợt lóe lên phối hợp với quyền pháp, huyễn hóa ra hư ảnh một vị lực sĩ kim cang bao lấy Tống Thư Hàng. Trong hư không vang lên tiếng tụng kinh, xen lẫn với tiếng kêu giống như tiếng rồng ngâm của cá voi. Sau khi hư ảnh lực sĩ kim cang do ánh sáng công đức biến thành hiện hình, toàn bộ tà khí cửu u lượn lờ quanh miệng vết thương trên người Tống Thư Hàng đều bị xua tan đi. Cũng trong lúc đó, pháp thuật trì rũ trên nhẫn đồng cổ của Tống Thư Hàng kích hoạt. Chữa khỏi tất cả vết thương trên người hắn. Ha 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 ha, ta chờ chiêu này của người nãy giờ đấy. Ở trên cao, tà ma chuột hamster đột nhiên cười lớn. Ngươi tưởng ta không biết chiêu quyền pháp này của ngươi sao? Thật ra, ngay từ lúc Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục mới tiến vào tầng lưới tà ma tứ phẩm, nó đã chú ý đến Tống Thư Hàng rồi. Tên này không chỉ giỏi đao pháp mà còn có một chiêu quyền pháp truyền thừa của Kim Cương Tự. Nãy giờ tà ma chuột hamster vẫn đang chờ một quyền này của Tống Thư Hàng. Giờ ta sẽ cho ngươi chứng kiến uy lực thật sự của thiên ngoại phi ma. Cho dù là quyền pháp của dư nghiệt kim cương tự thì ta cũng sẽ phá cho ngươi xem. Tà ma chuột hamster kêu to, áo trắng trên người nó tung bay trong gió. Cả kiếm khí và kiếm ý trên lợi kiếm tăm xỉa răng đều tăng lên một cấp bậc. Kiếm khí hóa thành một thanh kiếm màu đen dài 5 thước. Chém về phía Tống Thư Hàng cùng với hư ảnh lực sĩ kim cang đang bao quanh hắn. Xoẹt, kiếm lướt qua, tiếng kiếm chém nổ như sấm rền, ầm ầm không ngừng. Quyền phong của kim cương phục ma quyền do Tống Thư Hàng đánh ra đã bị một kiếm chém nổ. Ngay sau đó, hư ảnh lực sĩ kim cang bao quanh Tống Thư Hàng cũng bị ma kiếm chém làm hai. Kim cương phục ma quyền bị tà ma chém nổ tung. Quả nhiên vẫn không được, chênh lệch về cấp bậc khá lớn. Cho dù quyền pháp có thuộc tính khắc chế, cộng thêm công pháp luyện thể của ta, nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của con tà ma chuột hamster này. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Sau đó, hắn bình tĩnh kích hoạt một tấm phù bảo trong tay, thân thể cũng đồng thời nằm luôn xuống đất. Một hộ thuẫn trong suốt lập tức xuất hiện,
bao phủ lấy Tống Thư Hàng, bảo vệ toàn thân hắn. Đây là hỗ thuẫn trong suốt mà các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 đã dùng để giả chết khi đối mặt với đại quân tà ma trong lúc quay phim ở chỗ sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả. Đây là hộ thuẫn cấp bậc ngũ phẩm đỉnh phong, một khi sử dụng, ngay cả tà ma ngũ phẩm cũng rất khó đánh vỡ hộ thuẫn này trong thời gian ngắn. Còn tà ma cấp bậc tứ phẩm bình thường có đánh hơn nửa canh giờ, cũng đánh không vỡ hộ thuẫn này. Trong tay Tống Thư Hàng có hai tấm phù bảo hộ thuẫn loại này, là bao lì xì, do má mì lệ chi tặng cho hắn, xem như là lễ ra mắt sau khi cô nhận Diệp Tư sư tỷ làm con gái nuôi. Không ngờ lúc này lại dùng tới. Một kiếm toàn lực của tà ma chuột hamster chém trúng hộ thuẫn trong suốt. Nhưng hộ thuẫn này không hề bị phá vỡ, vẫn bảo vệ Tống Thư Hàng ở bên trong. Kiếm khí tiêu tán, tà ma chuột hamster đứng giữa không trung khẽ thở gấp. Cho dù là nó cũng cảm thấy có chút cố sức khi sử dụng một chiêu thiên ngoại phi ma này. Không hay rồi, có khi nào nhất thời hứng khởi quá, lỡ tay chém chết tên Tống Thư Hàng kia rồi không? Tà ma chuột hamster nói thầm trong lòng. Lúc này, hiệu ứng ánh sáng nổ tung tản ra. Tà ma chuột hamster nhìn xuống dưới, lập tức thấy được Tống Thư Hàng đang nằm bẹp trên đất, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Lúc này, trên người hắn có một hộ thuẫn trong suốt, bảo vệ toàn bộ thân thể hắn. Tà ma chuột hamster. Kết thúc rồi à, lại chém thêm một kiếm thiên ngoại phi ma nữa đi, tiếp tục chém nữa đi. Tống Thư Hàng khiêu khích. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục dùng chiêu thiên ngoại phi ma chém nổ hộ thuẫn này đi nào. Nổ bể một cái, ông đây còn có cái thứ hai nhé. Đồng thời trên hai tay đang giấu trong tay áo đạo bào của Tống Thư Hàng, tay trái 5 tấm phá tà phù, tay phải 5 tấm kiếm phù, tất cả đều là phù bảo phiên bản sửa đổi của phù chủ thất sinh phù, có hiệu quả đạt đến cấp bậc tứ phẩm. Nếu hộ thuẫn thật sự bị công phá, hắn sẽ ném 10 tấm phù bảo này vào mặt con tà ma chuột hamster kia. Chỉ cần có cơ hội, quật ngã nó xuống đất, sau đó Tống Thư Hàng xông lên. Dùng nắm đấm đã thủ sẵn thế kim cương phục ma quyền tiếp tục đánh cho nó đẹp mặt lần hai. Chương 765, hoàn thành giao dịch long ma dược tề. Vô sỉ! Tà ma chuột hamster vung lợi kiếm tăm xỉa răng chỉ vào Tống Thư Hàng lên án. Trong trận chiến lôi đài một đấu một, ngay lúc mấu chốt vậy mà lại sử dụng loại đạo cụ gian lận như phù bảo. Hở, vô sỉ á! Tống Thư Hàng dùng ánh mắt, mỹ thiếu niên ngây thơ thuần khiết, nhìn con tà ma chuột hamster kia. Vô sỉ, nó tưởng đây là cuộc tỷ võ hữu nghị giữa tu sĩ với tu sĩ sao? Đây là cuộc chiến sinh tử giữa tà ma và tu sĩ nhân loại, giết chết đối phương mới là chân lý đó biết không hả? Chỉ cần có thể giết chết đối phương là được mà. Ta chưa từng thấy tên nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Tà ma chuột hamster cả giận nói. Ta nói cho ngươi biết, nếu bàn về vô sỉ thì ngươi mới thật sự là tên mặt dày vô sỉ đấy. Tống Thư Hàng nằm trong lồng bảo vệ trong suốt. Đối đáp với tà ma chuột hamster. Bây giờ hắn đang giúp trong hộ thuẫn, cũng không làm được cái gì, vì vậy hắn lựa chọn dùng võ mồm để đáp lại tà ma chuột hamster. Cái gì, ta vô sỉ. Tà ma chuột hamster cua lợi kiếm tăm xỉa răng của mình nói. Ta vô sỉ chỗ nào hả? Ngươi nói rõ cho ta. Nói không rõ thì ta sẽ lập tức băm vụn ngươi ra đấy. Tống Thư Hàng nằm trên lôi đài, chỉ tay vào mình nói. Ta ở cảnh giới mấy phẩm? Mới vào tam phẩm, tà ma chuột hamster trả lời. Còn ngươi ở cảnh giới mấy phẩm, nói to lên cho ta biết coi. Tống Thư Hàng nghiến răng nói. Tà ma chuột hamster vênh váo đắc ý nói. Cảnh giới hiện tại của ta là tứ phẩm đỉnh phong, chỉ cách ngũ phẩm nửa bước. Mặc dù thân thể của ta rất nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm đấy nhé. Thế này mà còn không vô sỉ nữa hả? Tống Thư Hàng nói. Ta chỉ mới vào cảnh giới tam phẩm, ngươi là tứ phẩm đỉnh phong chỉ cách ngũ phẩm nửa bước. Ngươi không biết xấu hổ bày ra cái lôi đài này, cưỡng ép kéo ta vào đây tiến hành trận đấu một chỉ nghiêng về một phía. Vậy mà còn không vô sỉ hả? Ngươi bị thần kinh à? Tà ma chuột hamster phản bác lại, đồng thời cũng dùng ánh mắt, mỹ thiếu niên ngây thơ thuần khiết, nhìn lại Tống Thư Hàng. Cảnh giới này là do ta vất vả cực nhọc mới tu luyện ra được, cuộc chiến giữa ta và ngươi là quang minh chính đại. Vô sỉ chỗ nào hả? Tống Thư Hàng. Ngươi mới bị thần kinh, cả nhà ngươi đều bị thần kinh. Bó tay, không cách nào câu thông trao đổi được. Thôi bỏ đi, việc gì mình phải đi so đo với con tà ma chuột hamster này chứ? Ăn no rừng mỡ à? Tống Thư Hàng nằm trên lôi đài, quan sát xung quanh.
Từ khi không gian đối chiến lôi đài dâng lên cao, hắn không thấy được mọi cảnh vật bên ngoài, cũng không biết có biện pháp rời đi hay không nữa, nơi này hẳn là có liên quan đến lực lượng không gian. Nếu được thì hy vọng là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 có thể tới giúp hắn thoát khốn. Ngoài ra, nói thật lòng thì con tà ma chuột hamster này không phải loại hình hắn giỏi đối phó. Đánh với nó đã mệt. Nói chuyện với nó còn mệt hơn đánh nhau nữa. Trước khi các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 tới cứu thì hắn phải làm gì đây? Hay là chờ đến khi hộ thuẫn trong suốt trên người mình biến mất, sẽ ném 10 tấm phù bảo vào mặt nó? Mặc dù đầu của con hamster này không lớn, nhưng ném 10 tấm phù bảo lên người nó tuyệt đối không thành vấn đề. Đi ra đây, chúng ta lại đường đường chính chính đánh một trận nữa, ta muốn cho ngươi chứng kiến uy lực thật sự của kiếm thuật thiên ngoại phi ma. Tà ma hamster cua lợi kiếm tăm xỉa răng phẫn nộ quát to. Có giỏi thì ra tay đánh vỡ hộ thuẫn của ta đi này, lúc nãy ngươi nói mình cách cảnh giới ngũ phẩm chỉ nửa bước thôi mà. Lẽ nào, ngay cả hộ thuẫn cấp bậc ngũ phẩm này mà ngươi cũng không phá nổi à? Tống Thư Hàng trở mình, nhẹ giọng cười nói. Ngươi nói thế là đang khinh thường ta sao? Tà ma chuột hamster giơ lợi kiếm tăm xỉa răng lên, chém mạnh xuống hộ thuẫn trong suốt của Tống Thư Hàng. Nhưng mà sau khi chém mấy chục nhát, tà ma chuột hamster lại thu hồi lợi kiếm tăm xỉa răng, trên mặt lộ ra biểu tình đau răng vặn vẹo. Hộ thuẫn trong suốt này ở đâu ra thế nhỉ? Chém mãi cũng không vỡ ra được. Ngay lúc tà ma chuột hamster vừa mới thu hồi lợi kiếm, hộ thuẫn bao quanh Tống Thư Hàng bỗng nhiên biến mất. Hình như là do thời gian hiệu lực của hộ thuẫn này hết rồi thì phải. Tà ma chuột hamster cười to nói. Ha ha ha, tiểu tử, hộ thuẫn của ngươi mất rồi, hãy nhận lấy cái chết đi. Nhưng nó còn chưa kịp ra tay thì đã có 5 tấm phá tà phù, 5 tấm kiếm phù xuất hiện ngay trước mặt nó rồi. Do quá đột ngột, nó lập tức bị phù bảo đánh trúng. Tống Thư Hàng ở trước mặt nó nhếch miệng đắc ý. Không phải do thời gian hiệu lực của hộ thuẫn hết, mà là do Tống Thư Hàng chủ động triệt tiêu hộ thuẫn. Tổng cộng 10 tấm phù bảo đánh vào trên người tà ma chuột hamster, một loạt linh lực nổ tung nhấn chìm tà ma chuột hamster. Phá tà phù, kiếm phù, toàn bộ đều là phù bảo có uy lực cấp bậc tứ phẩm do phù chủ thất sinh phù tỉ mỉ chế ra. Phá tà phù chứa đựng sức mạnh xua đuổi tà ác, có tác dụng khắc chế tà ma cửu u. Còn lực công kích của kiếm phù thì tương đương với 7 thành uy lực trở lên khi phù chủ thất sinh phù tự mình ra tay. 5 luồng kiếm khí cộng dồn lại, đủ khiến tà ma chuột hamster ăn một vố đau rồi. Sức mạnh thanh lọc của phá tà phù cộng với kiếm mang của kiếm phù đã khiến cho tà ma chuột hamster bật ngửa. Như Tống Thư Hàng dự liệu, tà ma chuột hamster bị phù bảo đánh ngã ra đất. Cơ hội tốt! Tống Thư Hàng nhân cơ hội lao người lên, nắm đấm đã sớm xúc thế kim cương phục ma quyền, nhắm ngay con tà ma chuột hamster kia, tàn nhẫn đánh xuống. Một quả đấm của hắn còn to hơn thân thể tà ma hamster rất nhiều. Dùng quyền pháp phá tà của kim cương tự nện xuống. Tà ma chuột hamster không cách nào chống đỡ, bị Tống Thư Hàng đè trên đất, ăn trọn một quyền này vào người. Tà ma chuột hamster hét lên thảm thiết. Sau khi một quyền đánh trúng mục tiêu, Tống Thư Hàng lại cảm giác không đúng. Một quyền này giống như đập vào một khối kim loại cực kỳ cứng rắn vậy, cho dù hắn có thần kỹ rèn sắt cương thủ phụ trợ nhưng nắm đấm vẫn cảm thấy đau nhức. Ngay cả một quyền kim cương phục ma quyền đánh vào chính diện cũng không thể đả thương con chuột nhỏ này sao? Có thật là con chuột này chỉ có thực lực tứ phẩm đỉnh phong không vậy? Không phải là tà ma ngũ phẩm, thậm chí là mạnh hơn đang ngụy trang đấy chứ? Sau khi tung một quyền nhưng không nhận được hiệu quả gì, Tống Thư Hàng nhanh chóng giúp người lại vào trong hộ thuẫn trong suốt. Đúng là hộ thuẫn trong suốt lúc nãy, sau khi giải trừ thì nó vẫn không biến mất. Khi hộ thuẫn được kích hoạt, chỉ khi nào năng lượng trong phù bảo hoàn toàn dùng hết thì nó mới mất đi hiệu lực. Cho nên, sau khi giải trừ tạm thời, hắn vẫn có thể mở hộ thuẫn ra lần nữa. Trong thời gian giải trừ hộ thuẫn tạm thời, năng lượng tiêu hao vẫn tính như khi duy trì để mở hộ thuẫn. Nhưng tóm lại, năng lượng trong phù bảo vẫn có thể duy trì hộ thuẫn trong suốt trong thời gian rất dài. Tống Thư Hàng lại nằm xuống lần nữa, rút về trong hộ thuẫn. Tà ma chuột hamster bị đánh ngã xuống đất. Hồi lâu mới từ trên mặt lôi đài bò dậy. Đau quá đi, còn đau hơn trong tưởng tượng của ta nữa. Tà ma chuột hamster xoa thân thể mình, lẩm bẩm nói. Nó vừa quay đầu, thấy Tống Thư Hàng lại lùi vào trong hộ thuẫn trong suốt kia thì tức giận muốn nổ phổi. Ngươi cầm tinh con rùa đấy hả? Tà ma chuột hamster nghiến răng nói. Ha ha,
Tống Thư Hàng mặt không cảm xúc, nhếch môi ha ha hai tiếng. Tà ma chuột hamster thở dài não nề. Thôi bỏ đi, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi. Tà ma chuột hamster nhẹ nhàng phất móng vuốt một cái. Là thứ này sao, chắc không lầm đâu nhỉ. Tống Thư Hàng kinh ngạc, con người co rụt lại, trong tay tà ma chuột hamster có một phần dược tề. Là long ma dược tề. Hẳn là thứ này rồi, long ma dược tề, ta có thể ngửi được mùi của long ma ở trong đây. Tà ma chuột hamster nhẹ giọng nói. Lúc Tống Thư Hàng thấy động tác này của nó, lập tức nghĩ tới một khả năng. Hóa ra là vậy, là bạch tiền bối thu phái ngươi tới chỗ ta lấy long ma dược tề sao? Tống Thư Hàng nằm trong hộ thuẫn trong suốt lên tiếng nói. Ở trong không gian này, hắn có thể nói ra cái tên bạch tiền bối tu, tiếng không bị biến mất. Bạch tiền bối thỏ, mặc dù không biết ngươi đang nói gì, nhưng một trong những nhiệm vụ của ta lần này chính là lấy đi một phần long ma dược tề từ trong tay ngươi. Tà ma chuột hamster nhếch mép nói. Ngoài ra, kiểm tra thực lực của ngươi cũng là một nhiệm vụ của ta. Hiểu rõ thực lực của ngươi, công pháp của ngươi, pháp thuật ngươi nắm giữ, võ kỹ của ngươi đều nằm trong phạm vi nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ mà tà ma chuột hamster muốn thi hành là nhiệm vụ kỳ quái gì thế nhỉ? Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu đáp, nhưng như đã nói qua, long ma dược tề của hắn đều đặt trong túi thu nhỏ một tấc, làm sao tà ma chuột hamster từ trong đó lấy long ma dược tề ra được chứ? Mặc dù không biết những nhiệm vụ này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tà ma chuột hamster thu hồi áo trắng trên người, lại tra thanh kiếm nhỏ như tăm xỉa răng vào vỏ. Thừa dịp tu sĩ của Nho gia còn chưa phát hiện, ta phải rời khỏi nơi này, nếu châm trễ nữa thì ta sẽ không rời đi được. Chào tên gia hỏa Tống Thư Hàng nhà người nhé, sau này. Mẹ kiếp, hẹn mãi mãi không bao giờ gặp lại. Nói xong, tà ma chuột hamster lại sử dụng một tấm phù văn mở ra một con đường tương tự như cửa không gian ngay trong không gian lôi đài chiến đấu này. Tà ma chuột hamster ôm long ma dược tề, chui vào trong cửa không gian rồi biến mất tiêu. Cứ đi như thế á. Nếu bạch tiền bối thu muốn lấy long ma dược tề thì cứ trực tiếp bảo con hamster này tìm ta là được rồi, còn bày vẽ ra nhiều chuyện như vậy để làm gì chứ? Tống Thư Hàng nghi hoặc khó hiểu. Chờ một chút. Chết rồi. Chờ chút đã, thả ta ra ngoài trước rồi hẳn đi chứ. Tống Thư Hàng nằm hộ thuẫn trong suốt kêu lên. Con tà ma chuột hamster kia thông qua phương thức không gian truyền tống, rời khỏi không gian lôi đài chiến đấu này, nhưng hắn vẫn còn bị nhốt ở trong không gian này mà. Hắn cũng không có năng lực không gian, không thể mở ra cửa không gian để ra khỏi đây được. Ê, bạch tiền bối thu có nghe thấy không? Mau thả ta ra đi mà. Tống Thư Hàng tiếp tục kêu lên. Ngay lúc hắn kêu to, đột nhiên có một thanh phi kiếm đâm vào trong không gian lôi đài chiến đấu. Thư Hàng tiểu hữu, bạch tiền bối thỏ là có ý gì hả? Tại sao lại thêm chữ thỏ ở phía sau tên gọi của ta thế? Từ trên phi kiếm truyền tới tiếng của bạch tôn giả. Phi kiếm này chính là lưu tinh kiếm của bạch tôn giả. Mà lúc này, ở tầng lưới tà ma tứ phẩm, không gian lôi đài chiến đấu đã không còn trong suốt có thể nhìn thấu giống như trước nữa, mà là bị tầng tầng bảo quang bao phủ, người bên ngoài không thấy được bên trong, người ở bên trong cũng không thấy được bên ngoài. Sau khi chạy tới, bạch tôn giả thử vận dụng năng lực thiên phú không gian của mình, chém một kiếm về phía không gian lôi đài chiến đấu. Sau đó thì nghe được tiếng kêu của Tống Thư Hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.